bảy cách bố thí không tốn một đồng. Rất nhiều người có thể đã từng bố thí, quyên tặng người khác, giúp một chút tiền hay còn ở đời, giáo hóa chúng sanh. Có một vị trưởng giả rất giàu, kho tàng đầy rẫy, tôi tớ đông đảo. Trưởng giả ấy là em của ngài Đại Mục Kiền Liên. Một hôm, tôn giả Mục Liền đến nhà em bảo rằng, tôi nghe chú không ưa bố thí, điều ấy rất không tốt. Đức Thế Tôn thường dạy, người nào hay bố thí sẽ được hưởng phước báo không lường. Nay chú được giàu sang như thế này là do công đức huệ thí từ kiếp trước. Nếu chú cứ ôm lòng lẫn tiếc, chẳng bảy báu đầy đủ, voi ngựa xe cộ, tôi trai tớ gái đông đúc, ruộng vườn sự sản vô cùng to tát. Nhưng về tánh tham lam bỏng sẻn của hai ông này, ở trong nước thật không ai hơn. Trưởng giả tối thắng cũng như nang hàng, mỗi ông đều xây tường thành cao, làm bảy lớp cửa, dặn gia nhân đừng cho kẻ ăn xin vào nhà. Chưa lấy thế làm đủ, hai ông còn sắm những tấm lưới sắt che giăng khắp trên sân vì sợ loài chim bay xuống mổ thóc. Cho đến các kho vựa cũng đều làm bằng sắt, quyết không để loài chuột soi khoét và cắn phá đồ vật. Nghe tiếng hai ông trưởng giả kêu bẩn, năm vị đệ tử lớn của Đức Phật tuần tự nhau dùng các thần thông, phân thân đi đến mỗi nhà, từ dưới đất bay lên, thuyết pháp giáo hóa. Nhưng kết cuộc, hai ông trưởng giả chẳng nghe lời giảng dạy. Sau rốt, Đức Phật cũng dùng phép phân thân đi đến, hiện thần lực, ngồi nằm giữa hư không, phóng ánh sáng rực rỡ, soi khắp mọi nơi, nói ra pháp màu nhiệm. Hai vị trưởng giả, tai nghe nhưng còn chưa hiểu thấu, đều tự nghĩ rằng, nay Đức Thế Tôn đã đến nhà, ta không nên để cho ngài về không? Nghĩ như thế, mỗi ông tự vào kho, lấy vải đem ra cúng Phật. Vì còn nặng lòng tham tiếc, hai ông định lựa vải xấu, nhưng lấy lầm vải thứ tốt. Khi trở vào đổi, lại lấy thứ khác tốt hơn. Bây giờ, cả hai tâm ý phân vân, nửa muốn đem ra, nửa muốn cất vào, băn khoăn không nhất định. Lúc ấy, Đức Phật dùng thiền nhãn xem thấy chư thiên đang đánh với Atula, khi được hơn khi bị thua, khi là quả báo của tâm trạng hơn kém trong khi bố thí. Đức Thế Tôn lại quan sát đến tâm của hai vị trưởng giả, thì thấy lúc có tâm bố thí hơn, tâm bỏng sẻn thua, lúc có tâm bỏng sẻn hơn, tâm bố thí thua. Ngài liền nói bài kệ rằng, bố thí như chiến tranh, điều ấy Phật không khen. Khi thí là khi đánh, hai việc ấy đồng nhau. Hai vị trưởng giả nghe xong, trong lòng hổ thẹn, cho rằng Đức Phật đã nói ngay tâm trạng của mình. Mỗi vị đều đem vải tốt ra dâng cúng Phật. Cúng dường xong, cả hai tâm trí sáng suốt đều chứng được đạo quả. Làm gì có sự lũng đoạn về kinh tế, người bóc lột người, một khi nhân loại đã thực hành tài thế. Cho và nhận, con đường thực hành tình thương và lòng từ bi. Nguyên tác Đức Đạt Lai Lạt Ma, trích từ cuốn sách Book of Wisdom. Lòng từ bi là đức tính nhị màu và quý báu nhất. Tôi tin rằng khi nói đến tâm từ bi là chúng ta ghi nhận rõ bản tính của con người là hiền lành và hay xót thương. Ví dụ, một khoa học gia đã cho tôi biết vài tuần đầu em bé vừa mới ra chào đời rất quan trọng, vì bộ não của hài nhi trong thời gian này đang phát triển. Đó là thời kỳ mà em bé rất cần sự chăm sóc, dỗ về, âu yếm của bà mẹ. Điều này chứng tỏ rằng, mặc dù không biết mặt người đó là ai, nhưng đứa trẻ vẫn cần đến tình thương săn sóc của người lớn. Nếu không được như thế, sẽ gây tai hại đến sự phát triển về sức khỏe nơi bộ não của em bé. Khi chúng ta vào bệnh viện, bất luận vị bác sĩ có tài chữa trị hay không, nếu ông ta bày tỏ tình thương hết lòng chăm sóc và vui cười với các bạn, quý vị liền cảm thấy rất an lạc. Nhưng nếu vị bác sĩ thiếu tình người, không quan tâm gì đến bệnh nhân, thì dù họ có tài giỏi cách mấy, bệnh nhân sẽ cảm thấy không mấy an tâm và đâm ra buồn phiền. Đây là bản chất của con người. Trong vấn đề giáo dục, kinh nghiệm của tôi cho thấy rằng, mặc dù giáo sư giảng không hay, nhưng với tình cảm yêu thương, học sinh dễ dàng ghi nhớ những lời thầy dạy. Ngược lại,
Nếu thiếu tình thầy trò, người học sinh rất khó lãnh hội những lời giảng của thầy giáo. Mặc dù các bạn bị bắt buộc phải học tập và có thể kính sợ vị giáo sư, nhưng chúng ta vẫn không thu nhận học hỏi được gì hết. Bởi lẽ, tất cả đều tùy thuộc rất nhiều vào lòng thương yêu của vị thầy dạy dỗ. Thời gian còn trẻ cũng như lúc trở về già, quý vị luôn luôn cần đến tình thương và giúp đỡ của nhiều kẻ khác. Trong giai đoạn này, con người thường nghĩ rằng chúng ta có thể làm tất cả mọi điều mà chẳng cần phải nhờ cậy đến ai, hay tình thương của các bạn bè là không quan trọng. Nhưng tôi nghĩ, chính trong thời gian này, chúng ta rất cần đến tình thương giúp đỡ lẫn nhau. Khi con người ở các thành phố hay thị xã lớn cảm thấy cô đơn, chẳng phải do không có bạn bè thân thiết, mà bởi vì giữa họ sống thiếu tình người với nhau. Do vậy, đời sống sức khỏe về tinh thần của họ bị sút giảm. Trái lại, những người lớn lên trong không khí đầy tình thương thì thân thể của họ được mạnh khỏe, tinh thần sáng suốt và tâm tính hiền lành. Trẻ con được nuôi dưỡng và trưởng thành trong hoàn cảnh thiếu lành mạnh thường hay có những ý tưởng không tốt. Điều này chứng tỏ cho thấy bản chất của con người là như vậy. Như tôi đã nói trên, thân thể con người đánh giá sự bình an trong tâm các bạn. Nhiều điều làm quý vị phiền muộn sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của các bạn. Điều này chứng tỏ rằng toàn bộ sức khỏe của chúng ta thích hợp với không khí tình thương con người. Cho nên, năng lực về lòng từ bi của các bạn hiện hữu nơi đó. Chỉ còn vấn đề là quý vị có thực hành và áp dụng nó được hay không. Mục đích chủ yếu lời giải thích của tôi là nhằm chứng tỏ bản chất con người vốn có sẵn tâm từ bi, và đó là đức tính cần thiết mà các bạn có thể phát triển được. Hiểu biết chính xác về ý nghĩa của lòng từ bi là điều rất quan trọng. Phật giáo giải thích lòng từ bi đặt nền tảng cho sự chấp thuận và thừa nhận mọi kẻ khác cũng như chính mình, đều mong ước có hạnh phúc và không thích khổ đau. Trên căn bản này, con người phát triển sự quan tâm đến phúc lợi của mọi người mà không nghĩ đến cá nhân mình. Đó là lòng từ bi. Trong nhiều trường hợp, tình thương và lòng từ bi nghĩ tưởng đến các bạn bè của mình chỉ là sự tham đắm. Tình cảm này không xây dựng trên sự nhận thức rằng mọi người đều bình đẳng, có quyền hưởng hạnh phúc và tránh khổ đau. Trái lại, nó dựa vào ý kiến cho rằng vật này là của tôi, bạn tôi, hay cái kia là rất tốt cho tôi. Đó là sự tham đắm. Do vậy, khi thái độ của con người đối với bạn thay đổi, tình cảm thân thương của quý vị đối với kẻ ấy tức khắc cũng sẽ biến mất. Trái lại, khi chúng ta thực sự xót thương một người nào, bất kể thái độ của họ đối với bạn thay đổi ra sao, bởi lẽ đơn giản vì kẻ đó là con người nên họ có quyền hưởng hạnh phúc và không thích khổ đau. Dù người ấy có thái độ trung lập hay trở thành kẻ thù của bạn, thì quý vị vẫn phát tâm từ bi xót thương họ. Lòng từ bi và sự tham đắm thường hay mâu thuẫn với nhau. Theo Phật giáo, muốn phát triển tâm từ bi, trước tiên bạn phải thực tập thiền quán về tâm bình đẳng và hỷ xả, cũng như tách mình ra khỏi những kẻ rất gần gũi với chúng ta. Rồi bạn cần diệt trừ những tình cảm tiêu cực, không thân thiện đối với mọi kẻ thù của quý vị. Chúng ta nên nhìn tất cả chúng sanh với tâm bình đẳng. Trên căn bản này, dần dần các bạn có thể mở rộng tâm từ bi đến mọi người. Để phát triển lòng từ bi, trước hết quý vị cần luyện tập tâm hỷ xả. Điều này rất quan trọng, vì nếu không có lòng hỷ xả đối với mọi người, tình thương của các bạn sẽ trở nên thiên vị và phân biệt đối với những kẻ khác. Tôi sẽ đưa ra một ví dụ cụ thể về phương pháp thiền quán của Phật giáo nhằm phát triển đức tính hỷ xả như sau. Trước tiên, quý vị phát tâm hỷ xả, thương nghĩ đến một nhóm nhỏ gồm những người quen biết
như bạn bè và thân nhân, những kẻ mà chúng ta thương mến. Thứ hai, hãy nghĩ đến những người mà các bạn hoàn toàn dưỡng chân. Và thứ ba, hãy quán tưởng hướng đến các phần tử mà mình ghét bỏ. Một khi nghĩ tưởng đến những hạng người khác biệt này, quý vị hãy cố gắng quan sát tâm của mình để thấy bình thường nó đối xử ra sao với những hạng người nói trên. Các bạn sẽ nhận biết rằng phản ứng tự nhiên của chúng ta là có thiện cảm với những bạn bè thân thiết, không ưa thích những người mình xem như kẻ thù, và hoàn toàn dưỡng chân với các phần tử quý vị có thái độ trung lập, không ghét mà cũng chẳng thương. Rồi các bạn cố gắng tự hỏi, tại sao mình lại đối xử phân biệt như vậy? Chúng ta nên so sánh kết quả của hai ý tưởng chống trái nhau mà quý vị dành cho những bạn bè và kẻ thù của mình, để thấy tại sao tâm mình bị dao động đối với hai nhóm người khác biệt như vậy. Bạn cần nhận thức rõ ảnh hưởng của sự phản ứng nơi tâm mình và cố gắng để thấy điều bất lợi khi liên hệ chúng với thái độ cực đoan như thế. Nếu nhìn nhân loại như sự toàn bộ tất cả, thì chúng ta là những động vật sống trong xã hội. Hơn nữa, các cơ sở, tổ chức của nền kinh tế và giáo dục hiện đại chứng tỏ thế giới của chúng ta ngày càng trở nên nhỏ lại và hoàn toàn tùy thuộc vào nhau nhiều hơn. Trong tình trạng đó, tôi nghĩ sự chọn lựa duy nhất là chúng ta nên sống cùng hòa hợp làm việc với nhau và luôn nhớ nghĩ đến phúc lợi chung của toàn thể nhân loại. Đó là quan điểm và phương thức căn bản mà các bạn nên chấp nhận để sống còn. Từ bản chất, đặc biệt là con người, tôi không thích sống độc lập với những kẻ khác. Hạnh phúc của tôi tùy thuộc vào hạnh phúc của mọi người. Cho nên lúc thấy người ta hạnh phúc, tự nhiên tôi cảm thấy phần nào hạnh phúc hơn là khi nhìn con người gặp cảnh khó khăn. Ví dụ, khi xem hình ảnh trên đài truyền hình, quý vị thấy cảnh đói khổ của những người già và trẻ con tại Somalia, Đông Phi Châu, tự nhiên chúng ta cảm thấy buồn. Cho dù sự buồn đau ấy sẽ hướng dẫn quý vị đến hành động, có thể giúp đỡ được hay không những kẻ bất hạnh nói trên. Trong cuộc sống hàng ngày, hiện nay chúng ta đang thụ hưởng các tiện nghi vật chất đầy đủ, bao gồm những ngôi nhà có máy lạnh. Tất cả các vật dụng hay tiện nghi này đều trở thành hiện thực, không do chính chúng ta tạo ra mà bởi sự đóng góp trực tiếp hay gián tiếp của nhiều người khác. Các bạn không thể trở lùi lại cuộc sống lạc hậu của vài thế kỷ trước đây, vào thời kỳ con người sinh hoạt một cách đơn giản với các vật dụng thô sơ, chứ không phải đồ dùng máy móc tiến bộ như ngày nay. Điều rõ ràng chúng ta nhận thấy mọi tiện nghi mà quý vị đang hưởng thụ đều là sản phẩm do sức lao động đóng góp của nhiều người. Từ khi tất cả chúng ta đều có quyền bình đẳng trong vấn đề mưu tìm hạnh phúc, cũng như có sự tương quan liên hệ mật thiết với nhau, thì cá nhân quý vị dù quan trọng cách mấy cũng trở thành vô nghĩa khi so sánh với quyền lợi của hơn 5 tỷ người trên hành tinh này. Bằng cách suy nghĩ như vậy, bạn có thể phát triển tinh thần trách nhiệm toàn cầu. Các vấn đề mưu sinh hiện đại như làm giảm bớt các lớp xú dưỡng khí, ozone, chúng ta cũng phải cần đến sự hợp tác của nhiều quốc gia trên thế giới. Với sự phát triển hỗ tương đó, toàn thế giới đã trở nên nhỏ hơn, nhưng đời sống tâm linh của con người vẫn chưa được tiến triển gì mấy. Nếu bạn chỉ nghĩ đến riêng mình, cũng như không quan tâm đến quyền lợi và hạnh phúc của kẻ khác, hay tệ hơn nữa là chủ trương lợi dụng mọi người, thì cuối cùng quý vị sẽ hoàn toàn thua lỗ. Chúng ta sẽ không có bạn bè tỏ bày lòng thương yêu và quan tâm đến hạnh phúc của quý vị. Hơn nữa, khi mình gặp hoạn nạn, thay vì có người xót thương, thì không một ai nghĩ tưởng đến các bạn. Trái lại, nếu một cá nhân có tình thương và lòng từ bi, cũng như có tâm muốn giúp đỡ những người khác, thì kẻ đó, dù có được nhiều người quen biết hay không, hoặc khi đến bất cứ nơi đâu, họ liền muốn kết bạn thân với mọi người. Và lúc gặp khó khăn,
họ sẽ có nhiều người đến giúp đỡ. Tình bạn chân thực được phát triển trên căn bản của lòng yêu thương, chứ không phải vì tiền bạc hay danh lợi. Dĩ nhiên, vì giàu sang và có thế lực, nhiều người chạy theo bạn với nụ cười trên môi và quà tặng trong tay. Nhưng suy nghĩ kỹ thì các người này không phải là bạn chân thực của quý vị, mà là bạn của tiền bạc và lợi danh. Bao lâu chúng ta còn của cải thì còn bạn bè lui tới. Nhưng gặp khi sa sút, nghèo túng thì bạn bè sẽ cao chạy xa bay. Với những người bạn này thì sẽ không có ai hết lòng thành thực giúp đỡ khi quý vị cần đến. Đó là sự thật hiển nhiên. Khi sức mạnh nội lực tinh thần tăng trưởng thì bạn có thể phát triển sự quyết tâm kiên cố. Và với sự quyết tâm vững mạnh này, dù gặp phải khó khăn cách mấy, bạn cũng sẽ dễ dàng khắc phục vượt qua để đạt được kết quả tốt đẹp. Trái lại, nếu quý vị do dự, sợ hãi và thiếu tự tin, thì chắc chắn bạn sẽ đâm ra bi quan, để dẫn đến hậu quả hoàn toàn thất bại. Một điều các bạn nên nhớ rằng, sự cải đổi nội tâm không phải là việc dễ dàng mà cần có thời gian. Tôi nghĩ một số người ở Tây Phương, nơi mà đời sống kỹ thuật vật chất rất cao, lầm tưởng rằng mọi việc đều tự động xảy ra theo ý mình muốn. Quý vị không nên hy vọng sự chuyển hóa nội tâm con người có thể thực hiện trong một thời gian ngắn. Đó là điều không thể có. Chúng ta nên nhớ rằng, công việc tu tập đòi hỏi nỗ lực tinh tấn thường xuyên nơi hành giả. Để rồi sau 1 năm, 5 năm, 10 năm hay 15 năm, các bạn sẽ thấy có sự thay đổi. Đôi lúc tôi vẫn còn nhận thấy khó khăn để thực hiện các điều này. Tuy nhiên, tôi thực sự tin rằng hoàn toàn có lợi ích khi hành trì áp dụng chúng trong đời sống. Bất bạo động và lòng từ bi. Nguyên tác: Đức Đạt Lai Lạt Ma. Chuyển ngữ: Hòa thượng Thích Trí Chơn. Trích từ cuốn sách On Nonviolence and Compassion. Đời sống tâm linh không phải là đức tin tôn giáo. Điều căn bản là tất cả mọi người đều muốn sống trong hạnh phúc. Chúng ta có quyền để thành đạt một cuộc sống hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, phương pháp sử dụng không nên gây tai hại hoặc tạo sự đau khổ cho người khác. Bạn cần hiểu biết rằng có sự khác biệt giữa những lợi ích và tổn hại ngắn cũng như dài hạn. Phúc lợi lâu dài là điều rất quan trọng. Các bạn là những con người chứ không phải cái máy. Cho nên quý vị nên suy nghĩ chín chắn về các khả năng bên trong và giá trị sâu xa của chính mình. Người ta có thể bảo rằng đó là sự phát triển tâm linh. Nhưng khi đề cập đến đời sống tinh thần, tôi không có ý nói tới bất cứ đức tin tôn giáo nào. Tôi muốn nhấn mạnh đến các đức tính tốt căn bản của con người. Đó là lòng thương yêu, tính thành thực, sự giữ giới và sáng suốt được hướng dẫn bởi các ý nghĩ tốt của con người. Tất cả giáo lý và truyền thống của các tôn giáo đều dạy chúng ta trở thành những người có đạo đức với tâm hồn rộng mở. Những tôn giáo này đều kiện toàn các đức tính tốt của con người mà quý vị đã sẵn có ngay từ lúc mới ra chào đời. Con người không chỉ có khả năng xây dựng cuộc sống hạnh phúc cho chính mình, mà còn có thể giúp đỡ cho nhiều kẻ khác. Bản chất của chúng ta là có khả năng sáng tạo và nhận thấy được điều ấy là rất quan trọng. Tôi tin rằng trí hiểu biết và lòng từ bi căn bản của con người là thích sống hòa hợp với nhau. Sự tức giận và hận thù là những kẻ thù đích thực của chúng ta. Điều cần thiết là các bạn nên biết để khống chế kẻ thù nằm trong tâm của quý vị. Chúng là tính nóng giận và sân hận. Còn những kẻ thù khác là tạm thời, mà thỉnh thoảng chúng mới hiện ra trong cuộc sống của chúng ta. Trừ khi các bạn tu luyện cái tâm của mình để diệt trừ các tính xấu tiêu cực đó. Còn không,
chúng sẽ tiếp tục phá rầy và gây trở ngại cho nỗ lực phát triển cái tâm an lạc của quý vị. Nguồn gốc khiến người ta thù ghét là do bởi các bạn ham muốn hạnh phúc và quyền lợi của chính mình, nhưng lại không quan tâm đến lợi ích của những kẻ khác. Chính do tâm ích kỷ này đã tạo ra sự đau khổ và buồn phiền cho chúng ta. Để thấy rõ sự diễn tiến của cái ý tưởng ác hại này, quý vị cần nhận biết về bản chất của tâm thức. Nếu phân tích tâm con người, chúng ta thấy rằng có nhiều trạng thái của tâm. Một vài loại thiện và hữu ích, quý vị nên phát triển khả năng tích cực của chúng. Trái lại, cũng có các loại tâm bất thiện mang lại khổ đau và phiền não cho con người, thì các bạn cần nhận diện và tìm cách loại bỏ chúng. Bao lâu những kẻ thù này còn nằm trong tâm, thì đó là điều rất nguy hiểm đối với quý vị. Trong kinh Đức Phật dạy, có rất nhiều tư tưởng bất thiện và cũng có rất nhiều phương pháp để đối trị. Thật là điều ảo tưởng khi chúng ta hy vọng sẽ tìm thấy một chiếc chìa khóa thần bí để cùng lúc giúp quý vị loại trừ hết những ý tưởng xấu ác này. Muốn đạt kết quả tốt, các bạn nên có sự quyết tâm và kiên nhẫn. Cho nên, điều quan trọng là chúng ta cần biết hướng dẫn một cuộc sống thường xuyên trong sự sáng suốt và tỉnh thức. Tình thương được xây dựng trên lòng vị tha. Nhằm theo đuổi các đối tượng của lòng ham muốn và dục vọng, con người thường sử dụng đến hành động tranh chấp và xâm lược như là các phương tiện hữu hiệu để đạt kết quả. Điều đó đã xảy ra trong xã hội con người từ các thế kỷ xa xưa, nhưng sự thực hành đã được triệt để áp dụng trong thời đại tân tiến ngày nay. Bằng cách nào để tiêu diệt ba độc hại nguy hiểm này? Lòng tham, sự lừa dối và xâm lược, vì chúng là nguồn gốc tạo nên mọi cuộc khủng hoảng và chiến tranh trên toàn thế giới. Tôi nghĩ rằng tình thương và lòng từ bi là ngôi nhà đạo đức cho nền hòa bình nhân loại. Tình thương chân chính không xây dựng trên sự tham đắm mà là lòng vị tha. Lòng từ bi của bạn là sự cứu giúp đầy nhân ái trước nỗi khổ đau của con người. Lòng từ bi tự nguyện, không phân biệt và giới hạn đối với mọi chúng sinh, không phải là tình thương thông thường mà quý vị có đối với bạn bè hay gia đình. Bởi lẽ, trong tình thương hạn cuộc đó, bao gồm sự vô minh, lòng ham muốn và dục vọng. Nhưng loại tình thương bao la trên là tình thương mà bạn có thể có ngay cả đối với kẻ thù của mình. Lẽ phải của lòng từ bi là vì lý do mọi người đều muốn có hạnh phúc và không thích khổ đau. Con người dù có đức tin tôn giáo hay không, họ vẫn đề cao tình thương và lòng từ bi. Vào lúc mới sinh ra cho đến cuối đời, chúng ta sống nhờ sự giúp đỡ của mọi người, thì tại sao vào giữa cuộc đời quý vị lại không đối xử tốt với những kẻ khác? Phát triển lòng vị tha với tư cách là một thành viên trong đại gia đình của nhân loại là góp phần kiến tạo nền hòa bình chung cho thế giới. Nếu chúng ta nhận thức rằng sự quan tâm đến đông đảo người khác là quan trọng hơn thiểu số, thì quý vị có thể dễ dàng chia sẻ và bố thí tài sản của mình cho mọi người xung quanh. Lúc ấy, bạn không còn nghĩ đến hạnh phúc cá nhân và tâm quý vị cảm thấy vô cùng an lạc. Sự thật sẽ chiến thắng. Tôi tin rằng có nhiều cuộc cách mạng ôn hòa đã xảy ra một vài nơi trên thế giới. Chúng đã dạy chúng ta nhiều bài học lịch sử quý giá. Một trong những bài học đó là giá trị của sự thật. Quần chúng không thích cá nhân lãnh tụ hay một đảng phái chính trị nào dùng lời khoác lác, nói láo hay lường gạt họ, vì các hành động bất chánh ấy phản lại tinh thần dân chủ đúng đắn của con người. Cho nên, nay các nhà chính trị đã dùng thủ đoạn lừa gạt và bạo lực. Mặc dù có thể thành công trong nhất thời, nhưng về lâu dài, họ sẽ thất bại, bị quần chúng lật đổ. Trái lại,
mọi người đều hâm mộ và tôn trọng sự thật, xem nó như là máu huyết của chúng ta. Sự thật là người bảo đảm tốt nhất và là nền tảng thực sự cho nền tự do và dân chủ. Dù cho bạn yếu hay mạnh, hoặc chủ trương đường lối của quý vị có nhiều hay ít người ủng hộ, sự thật vẫn sẽ thắng. Trong sinh hoạt chính trị của chúng ta, điều rõ ràng là nhiều lúc sự thật đã không được tôn trọng. Các nước nhỏ yếu kém đã không tránh khỏi bị những quốc gia lớn mạnh chi phối và áp chế. Chẳng khác gì hạng dân chúng đói nghèo trong xã hội đã chịu khổ sở với bàn tay bóc lột, đàn áp của những kẻ có nhiều tiền và thế lực. Mặc dù đôi lúc sự thật là điều không dễ có, nhưng nó vẫn được mọi người công nhận như là một sức mạnh vạn năng và đã giúp nhân loại làm nên lịch sử. Trong quá khứ, hạng người nô lệ đã dùng bạo động để tranh đấu giành lại tự do. Ngày nay, theo gương Thánh Gandhi, Ấn Độ, và mục sư Martin Luther King, Hoa Kỳ, cha đẻ các cuộc cách mạng ôn hòa, đã đóng góp cho những thế hệ tương lai tấm gương sáng ngời của sự thành công tuyệt diệu nhờ vào chủ trương bất bạo động. Có nhiều biến cố chính trị xảy ra gần đây trên thế giới chứng tỏ cho thấy sự mong muốn cả hòa bình và tự do đã đặt nền tảng trên bản chất của con người là không thích bạo động, với sự hoàn toàn phản đạo đức tai hại của nó. Ăn chay là tốt nhất. Chúng tôi muốn nêu lên một vấn đề rất quan trọng về các thú vật bị hành hạ và giết thịt tại các trại chăn nuôi. Chúng ta cần thấu hiểu nỗi đau đớn và khổ sở mà chúng đang phải chịu đựng. Một số quý vị không muốn nhìn thấy cảnh những con vật bị sát hại đáng thương ấy. Vậy chúng ta phải làm sao? Hàng nghìn triệu và tỷ loài vật đã bị giết chết mỗi ngày để dùng làm thức ăn cho con người. Đó là một thảm cảnh rất buồn. Loài người chúng ta có thể sống mà không cần thịt, nhất là trong thế giới tân tiến ngày nay. Chúng ta có rất nhiều loại rau cải và các thức ăn ngũ cốc khác. Cho nên các bạn có khả năng và trách nhiệm để cứu thoát hàng tỷ mạng sống. Tôi thấy nhiều cá nhân hay nhóm người thành lập các tổ chức bảo vệ loài vật và chủ trương ăn chay. Đây là hành động quá tuyệt vời. Một vài sự giết chóc như là điều xa xỉ. Chẳng hạn đi săn và câu cá là những thứ tiêu khiển hay thể thao, thật là vô nghĩa, chẳng có ích lợi gì. Nhưng điều đáng buồn nhất là ở các trại chăn nuôi, những con vật bị giết thịt một cách vô cùng đau đớn. Nhiều mạng sống đã phải hy sinh cho một dĩa thịt. Thức ăn này đối với tôi chẳng ngon lành gì. Tôi nhận thấy thật đáng ghê tởm, và tôi nghĩ tốt hơn là chúng ta nên tránh các hành động tội lỗi ấy. Nếu bây giờ bạn đang ăn thịt, sau này quý vị có thể nên bỏ ăn thịt. Tôi nghĩ bản chất con người chúng ta là ăn chay, và nên cố gắng đừng làm hại đến các chúng sinh khác. Nếu hiểu biết, các bạn có thể hỗ trợ cho các chương trình dinh dưỡng, bảo vệ sức khỏe và dùng thức ăn chay. Thật là điều rất tai hại nếu chúng ta không biết đến sự khổ đau của các chúng sinh khác. Ngay cả trong thời kỳ chiến tranh, điều tốt nhất là quý vị nên nhận thức rõ về sự khổ của các nạn nhân trong cuộc chiến, và chính mình cũng cảm thấy đau buồn vì đã dự phần gây ra điều khổ đau ấy cho họ. Ngày nay, nhờ khoa học tiến bộ, kỹ thuật sát sinh lại càng tàn nhẫn hơn. Ở Tây Tạng, nhà hàng thịt trước khi giết thú vật, họ cho chúng dùng thuốc an thần và cũng đọc kinh cầu nguyện cho những con vật bất hạnh đó. Mặc dù người ta phải giết thú vật để ăn thịt, nhưng tôi nghĩ hành động theo phương cách của người dân Tây Tạng trên đây vẫn tốt hơn. Phái nam không nên ngược đãi nữ giới. Tôi nghĩ chúng ta cần suy xét lại thái độ của mình đối với nữ giới, sự khác nhau căn bản giữa hai phái, và trong kinh Đức Phật đã dạy thế nào về vấn đề này. Tôi tin tưởng có luân hồi, nhưng tôi không thể nhớ kiếp trước của tôi.
thật vậy. Tôi không thể nhớ hết các việc tôi đã làm trong thời gian qua. Điều chắc chắn trong nhiều kiếp trước, có thể tôi là một người nữ. Và những kiếp tương lai cũng vậy. Tôi không chắc là tôi sẽ tái sinh với thân nữ, thân nam hay một thân nào khác. Tôi không biết. Điều quan trọng các bạn nên nhớ trong Phật giáo, không có sự phân biệt hay kỳ thị giữa nam và nữ. Cả nam lẫn nữ đều giống nhau, có thể đạt đến quả vị giải thoát tối thượng cuối cùng. Trong khả năng chứng đắc Niết Bàn hay thành Phật, không có sự khác biệt giữa nam hay nữ. Nhưng trong một vài bộ luật của Phật giáo ghi chép rằng, một vị tỳ kheo tăng sau khi thọ đại giới, cụ túc, được đặt ở vị trí cao hơn một tỳ kheo ni. Dù thế nào, phái nam có hành động ngược đãi hay khinh thường nữ giới là điều không nên. Nếu trong gia đình, người chồng không biết kính yêu vợ thì là một tai họa. Trái lại, người vợ mà bất kính đối với chồng thì lại càng thêm tệ hại. Ta La Bồ Tát của Tây Tạng là vị đã phát Bồ Đề Tâm tu hành nguyện Bồ Tát. Ngài đã phát nguyện: tôi muốn làm thân nữ phát tâm Bồ Đề. Trải qua nhiều kiếp tu hành, tôi nguyện được sinh ra làm thân nữ. Và trong kiếp cuối cùng của tôi, khi chứng quả thành Phật, tôi cũng nguyện sẽ hiện làm thân người nữ. Tất cả chúng ta là con người. Có lần, tôi viếng thăm một gia đình người da đen nghèo khổ tại Nam Phi Châu. Ông là một giáo viên. Chúng tôi nói với ông rằng, sự kỳ thị màu da là điều xấu xa. Nhưng giờ đây hoàn cảnh đã thay đổi. Những người da đen cũng có quyền bình đẳng như người da trắng. Cho nên, hiện tại ông có nhiều cơ hội tốt để phát triển tinh thần bình đẳng chân chính. Vị giáo viên qua nét mặt buồn bã đã trả lời với tôi, ông tin rằng trí óc của dân Phi Châu da đen là rất ngu đần. Ông nói, chúng tôi không thể nào thông minh như người da trắng. Tình trạng này giống như ở Ấn Độ. Nghe vậy, tôi vô cùng sửng sốt và rất buồn. Nếu còn ý tưởng mặc cảm tự ti như thế, thì không cách gì cải đổi xã hội này được. Không có thể, và tôi đã cãi lại ông ta. Tôi bảo, với kinh nghiệm cá nhân, tôi biết dân tộc Tây Tạng chúng tôi chẳng khác gì dân Phi Châu của ông. Nếu người Tây Tạng gặp cơ hội, họ cũng có thể phát triển mạnh mẽ. Bằng chứng là những người Tây Tạng tị nạn ở Ấn Độ hơn 40 năm qua, ngày nay họ đã trở thành một cộng đồng thành công nhất tại đó. Tôi nói với ông rằng, tất cả chúng ta đều bình đẳng, chúng ta có khả năng như nhau, chúng ta đều là con người. Sự khác biệt màu da là không quan trọng. Quá khứ do sự kỳ thị, cho nên các ông không có cơ hội tiến thân. Chứ thực ra thì quý vị vẫn có khả năng như người da trắng. Cuối cùng, với nước mắt lưng tròng, ông nghẹn ngào trả lời: bây giờ tôi nhận biết rằng tất cả chúng ta đều bình đẳng. Chúng ta là những con người và đều có khả năng giống nhau. Trong nỗi buồn sâu xa, tôi cảm thấy một chút an ủi. Nếu cứ giữ mãi tâm trạng bi quan, nghĩ rằng chúng ta khó có cơ hội tiến bộ, thì quý vị sẽ không bao giờ cải cách gì được. Và đó là bước đầu dẫn đến thất bại. Chúng ta có quyền cạnh tranh một cách chân chính và hợp pháp, nhưng đừng gây tổn hại đến kẻ khác. Sự đau khổ của chúng ta không chỉ giới hạn trong một kiếp hiện tại. Phật giáo dạy rằng, con người có thể giác ngộ, chứng đắc quả giải thoát ngay trong đời này. Điều ấy có thể đúng cho một số hành giả nhiều kiếp trước đã chuẩn bị tu tập để đạt kết quả ấy. Do đó, sự tinh tấn tu hành rất cần thiết, và các bạn nên đi theo con đường trung đạo, tránh tình trạng lúc giải đãi biến nhát, khi thì quá nôn nóng hăng say. Ngoài ra, quý vị cần phải thường xuyên tu tập thiền định để sáng suốt hướng dẫn các hành động chân chính của chính chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, cũng như cố gắng thể hiện tâm từ bi đối với tất cả mọi người.
lòng từ bi bao la, có sức mạnh thúc đẩy người mẹ hết lòng thương yêu và chăm sóc đứa con đau khổ của mình. Tình thương này ảnh hưởng toàn bộ đến tư tưởng và hành động của bà mẹ. Khi các bạn áp dụng tình thương ấy đến với những người xung quanh, như vậy quý vị đã thể hiện được tâm đại bi của mình. Khi con người được kích động bởi lòng đại bi và tâm họ được thúc đẩy bởi lòng vị tha, hành giả sẽ dồn hết mọi năng lực để cứu độ tất cả chúng sinh thoát khỏi cảnh khổ luân hồi sanh tử. Nỗi đau khổ của bạn không chỉ giới hạn trong một kiếp sống này. Hiện tại, đời sống của quý vị tương đối phần nào có hạnh phúc, nhưng chúng ta có thể gặp nhiều khổ đau trong những kiếp tương lai. Nếu các bạn không biết dùng cái thân đời này để tu tập và phát triển lòng từ bi, tâm đại bi ngăn chặn quý vị không có tánh ích kỷ. Chúng ta cảm thấy vô cùng an lạc và không bao giờ rơi vào tình trạng chỉ biết mong cầu hạnh phúc hay sự giải thoát cho riêng mình. Bạn cần phải kiểm soát tâm của mình một cách cẩn thận và sáng suốt với sự tinh tấn cùng nhẫn nhục. Rồi chúng ta sẽ nhận thấy lòng từ bi, nghĩ tưởng đến hạnh phúc kẻ khác của quý vị sẽ được tăng trưởng. Tâm con người loạn động giống như roi điên. Điều gì ngăn cản lòng từ bi? Chúng ta cần hiểu rõ các yếu tố nào đã gây trở ngại cho tâm từ bi phát triển, và bạn nên tìm cách để loại bỏ chúng. Có lẽ điều khiến cho lòng từ bi không phát khởi được là do tâm con người thiếu sự tu tập, và đó là nguồn gốc của mọi hành vi kém đạo đức. Muốn chuyển hóa các hành động và thói quen xấu ác, bạn có thể bắt đầu kiềm chế, kiểm soát tâm của mình, là nơi từ đó các ý tưởng xấu cũng như tốt phát sinh. Ngoài ra, quý vị cần dùng các đức tính tốt có lợi để thay thế những tính xấu tiêu cực bất lợi cho sự phát triển của lòng từ bi. Tâm không kiềm chế và loạn động chẳng khác gì roi điên. Nó có thể tàn phá, không những chỉ hủy diệt mọi vật mà còn gây khổ đau lâu dài cho chính mình và nhiều kẻ khác. Tâm không phải tự nhiên là xấu ác, nhưng do ảnh hưởng của tình cảm bất thiện khiến cho tâm trở thành không tốt. Nếu hận thù là đặc tính không thay đổi của tâm thức, thì tâm lúc nào cũng phải luôn luôn giận ghét. Nhưng rõ ràng là không phải như vậy. Có sự khác biệt quan trọng giữa tâm thức và tư tưởng cũng như tình cảm của con người. Trách nhiệm phổ quát toàn cầu cũng tùy thuộc phạm vi hoạt động chính trị. Qua sự phát triển hành động của trách nhiệm đối với những kẻ khác, các bạn có thể kiến tạo một thế giới nhân đạo và từ bi hơn mà chúng ta hằng mơ ước. Xét đến bản chất hỗ tương tùy thuộc lẫn nhau của vạn vật, cho thấy thói quen phân biệt giữa bản ngã chúng ta và người khác là một trở ngại cho sự phát triển lòng từ bi. Lòng từ bi thay thế cho tư tưởng đạo đức, tùy thuộc vào các hành động lành của chúng ta, cá nhân cũng như xã hội. Tôi tin lòng từ bi và trách nhiệm phổ quát toàn cầu cũng tùy thuộc phạm vi chính trị. Hiểu được điều ấy, quý vị không cần từ bỏ nếp sống hiện nay để thích nghi theo lối suy nghĩ hay một phép tắc mới nào. Nhưng một cá nhân trong đời sống hàng ngày của mình sẽ trở nên một con người có đạo đức, từ bi và hạnh phúc hơn. Như vậy, quý vị bắt đầu thực hiện một cuộc cách mạng tâm linh. Công việc gì các bạn đang làm không quan trọng. Điều cần là chúng ta biết nghĩ rằng việc tôi làm đây giúp ích cho những người khác, và nó sẽ mang lại phúc lợi cho cộng đồng rộng lớn hơn. Nếu thiếu lòng từ bi căn bản của con người, thì tôn giáo, chính trị hay kinh tế và dân dân, tất cả có thể trở nên bẩn thỉu. Thay vì phục vụ, chúng biến thành các hành động phá hoại nhân loại. Tôi không có bất cứ tiêu chuẩn nào trong đầu óc, nhưng khi áp dụng các nguyên tắc vào thực hành thì chúng tôi nhận biết rõ điều ấy.
chúng ta rất cần những người có trách nhiệm, gồm các nhà chính trị, thương gia, phụ nữ hay luật sư. Tùy theo phương cách và giới hạn của hoàn cảnh, quý vị sẽ làm bất cứ việc gì bạn có thể. Điều quan trọng là khi làm điều gì hy sinh và giúp đỡ cho ai, chúng ta nên tự phát nguyện và hiểu rõ lợi ích của các hành động ấy. Tôi mong rằng bạn sẽ cố gắng thể hiện lòng từ bi trong cuộc sống hàng ngày và bằng tinh thần trách nhiệm đối với những kẻ khác. Quý vị sẽ làm bất cứ việc gì có thể để giúp đỡ cho mọi người. Phát triển lòng từ bi mà không có sự phân biệt. Hàng chục tỷ năm đã trôi qua kể từ khi thế giới được thành lập dưới sự xuất hiện của loài người lần đầu tiên trên quả địa cầu này. Sau đó, cần phải mất nhiều thời gian lâu dài để con người được trưởng thành chín chắn trong tư tưởng cũng như sự phát triển toàn hảo các khả năng trí tuệ của nó. Và ngay từ khi loài người thành đạt được những tiến bộ đến ngày nay đã trải qua hàng chục nghìn năm. Trong khoảng thời gian dài vô tận này, thế giới đã chứng kiến biết bao sự đổi thay vì nó đang ở trong tình trạng luôn luôn chuyển biến. Ngay hiện tại, quý vị nhận thấy mọi sự vật dường như đứng yên một chỗ. Nhưng kỳ thực, các hiện tượng vật chất cũng như tinh thần đều đang ở trong quá trình diễn tiến và thay đổi. Tất cả chúng đều luôn luôn sinh ra, phát triển và hủy diệt. Trong cơn lốc của những sự đổi thay này, chỉ có chân lý là cố định và thường còn. Nói khác là sự thật của các pháp cùng với luật nhân quả, gây nhân lành gặp quả tốt và tạo nhân ác gặp quả xấu là một định luật sẽ mãi mãi tồn tại, không bao giờ biến dịch và thay đổi. Luật này nói như vậy trước khi con người xuất hiện trên quả đất, trong thời kỳ nó có mặt rất sớm và giai đoạn hiện tại, và sẽ luôn luôn như thế trong nhiều thế kỷ tương lai. Tất cả chúng ta đều mong ước sống trong hạnh phúc và không thích khổ đau cùng với những điều bất hạnh khác. Như các bạn đều biết, mọi sự bình an và đau khổ đều có nguyên nhân. Muốn tránh gặp phải các điều không may mắn và buồn phiền, quý vị nên phát triển lòng từ bi với tâm không phân biệt và tình thương bao la đối với tất cả mọi người. Cần chú ý đến sự mở rộng tấm lòng vị tha. Là con người, các bạn đều nhận thức rõ sự lợi ích của lòng từ bi và giá trị của tình thương. Ngay các nhà tâm lý và khoa học đều xác nhận bảo rằng tất cả chúng ta đều cần đến tình thương của con người. Ngày nay trên thế giới này, quý vị có cơ hội để học hỏi và hiểu biết, nhưng không phải tất cả mọi người đều chú ý đến sự phát triển của một tâm hồn vị tha. Tôi mong các bạn nên nghĩ nhiều hơn đến các giá trị nhân bản của con người như lòng từ bi, tình thương và sự giúp đỡ lẫn nhau. Khi thực hành được các thiện tánh đó, những tình cảm của các bạn sẽ trở nên lành mạnh hơn và tâm chúng ta cảm thấy an lạc cho dù gặp phải hoàn cảnh khó khăn. Nếu thiếu lòng từ bi, một việc rắc rối nhỏ cũng trở thành vấn đề trầm trọng không thể giải quyết được. Mỗi người chúng ta đều có khả năng để phát triển tình thương. Các bạn thường nghĩ rằng khi thực hành lòng từ bi, khoan dung và tha thứ mang lại lợi ích cho người khác thì tự gây sự khổ đau cho chính mình. Đó là một ý tưởng sai lầm. Mấy năm trước, tôi đau nặng vì đường ruột bị nhiễm trùng. Cùng đi với tôi trong chuyến hành hương có nhiều vị rất nghèo, không ai chăm sóc đến họ cả. Tôi cảm thấy vô cùng xót xa. Suốt cả ngày đêm, tâm trí tôi luôn nghĩ tưởng đến sự khổ đau của những kẻ bất hạnh này. Điều ấy đã giúp làm giảm bớt chính cơn bệnh và nỗi đau đớn của tôi. Khi càng quan tâm xót thương đến người khác thì sức mạnh nội tâm của bạn càng tăng trưởng. Lòng từ bi không thể giúp quý vị dứt hẳn hết được bệnh tật, nhưng ít ra
nó cũng làm giảm thiểu bớt sự đau đớn thể xác và lo lắng tinh thần cho bệnh nhân rất nhiều. Chỉ cần một thành viên trong gia đình có tình thương với tâm hồn rộng mở, tức khắc toàn cả gia đình, bà con, lối xóm và cộng đồng xung quanh bạn đều cảm thấy an lạc. Do đó, nếu mọi người thực sự muốn xây dựng một thế giới nhân loại hạnh phúc, chúng ta cần nỗ lực phát triển tâm từ bi cùng đi kèm với trí tuệ. Được như thế, quý vị có thể thành đạt một xã hội với loài người sống trong tình thương, sự hòa hợp, thân yêu và an lành. Lòng từ bi phát sinh nhờ khống chế được các hành động vô minh của con người. Chúng ta nên biết sự khác biệt quan trọng giữa các hành động có chủ tâm và những việc làm chỉ nói suông nơi miệng. Khi tâm con người chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của các ý tưởng đạo đức, thì không một hành động xấu ác nào họ có thể làm. Nếu con người được thúc đẩy bởi tình thương, thì dù việc làm của họ có tiêu cực, vẫn mang lại kết quả xây dựng. Ví dụ, nói láo là điều không tốt, nhưng khi bạn làm vậy vì lòng từ bi, muốn giúp đỡ kẻ khác, thì sự dối trá có thể trở thành một điều cần thiết. Tư tưởng vị tha của tâm tỉnh thức bắt nguồn từ sự thực hành tình thương và lòng từ bi. Trong một vài trường hợp, bạn có thể có những hành động tiêu cực nơi thân và lời nói. Các việc làm sai quấy đó sẽ dẫn đến kết quả không mấy gì tốt đẹp. Nhưng tùy thuộc nơi tâm ý của quý vị mà các hành động này đôi lúc trở thành trung tính, không lợi, không hại, hay có khi nó lại trở nên hoàn toàn hữu ích. Do đó mà điều Phật giáo cho rằng quan trọng là ở tâm ý con người, còn các hành động nơi thân hay lời nói xuất phát từ miệng là thứ yếu. Cho nên, đức tính hay sự trong sạch của bất cứ hành động tâm linh nào, xấu hoặc tốt, đều chịu ảnh hưởng quyết định bởi tư tưởng và ý nghĩa của cá nhân. Bởi vậy, các bạn cần diệt trừ những ý tưởng tiêu cực như sự hận thù, tham đắm và vô minh. Quý vị nên loại bỏ khỏi tâm bạn các ý nghĩ bất thiện này. Những hành động nơi thân, khẩu và ý của quý vị cần thực hiện đúng theo lời Phật dạy. Sinh hoạt hàng ngày của chúng ta nên áp dụng cho thích hợp với tinh thần Phật giáo. Nếu không thì đời sống của bạn sẽ trở nên lầm lạc và vô nghĩa. Cho nên, quý vị cần phải sống hòa hợp với những gì chúng ta đã nói và làm, nhằm diệt trừ hành động vô minh, tánh ích kỷ và ngã mạn. Con người cần phát triển tình thương, lòng vị tha, tâm từ bi và trí tuệ hiểu biết, vạn pháp đều là không thực. Ý thức vi tế không có sự khởi đầu và kết thúc. Tôi tin rằng vào lúc lâm chung, không ai có thể giúp đỡ ngoại trừ sự tu tập của chính mình. Khi từ giã cõi đời, bạn sẽ phải ra đi một mình và bỏ lại trần gian mọi thứ. Không bà con hay bạn bè nào có thể cứu giúp cho chúng ta. Dù bạn có nhiều tiền, nhưng sự giàu sang vẫn không thể giúp đỡ, mà đôi khi còn làm khổ quý vị. Người bạn thân nhất cũng không đi theo mình. Ngay cả vị thầy tâm linh vẫn không thể tự giúp chính họ hay các bạn vào lúc ấy. Mọi người đều phải ra đi một mình do sự hướng dẫn của nghiệp lực. Vậy trong giờ phút đó, ai sẽ giúp cho bạn? Chỉ có quả báo của các hành động lành như tình thương, lòng vị tha và tâm từ bi hiện còn lưu lại nơi tâm thức của chúng ta. Cả hai thiện và ác nghiệp được cất giữ nơi thức A Lại Gia. Đây là ý thức nguyên thủy căn bản hay ánh sáng trong suốt, không có sự khởi đầu hay kết thúc, vô thủy vô minh. Nghiệp thức này đến từ cuộc sống kiếp trước và tiếp nối đến đời sau của các bạn. Đó là quả báo hạnh phúc hay khổ đau mà con người phải gặp lấy do hành động xấu hoặc tốt của mình đã gây ra. Trong giờ phút lâm chung sắp mất, chỉ có nghiệp lành sẽ giúp cho chúng ta. Do đó lúc còn sống,
nhất là khi đang còn trẻ, với tâm ý trong sạch và bạn có khả năng tu tập để tự mình chuẩn bị cho cái chết là rất quan trọng. Nhờ vậy mà quý vị có thể đối đầu thích đáng khi nó xảy đến. Tiến trình của sự hấp hối xảy ra vào lúc các tế bào trong cơ thể của bạn đang dần dần bị hủy diệt. Nếu tâm của quý vị biết chuẩn bị làm quen với quá trình này, vào lúc cái chết đến, chúng ta dễ dàng bình thản đối diện với nó. Tương tự, nếu bạn thường xuyên thiền định quán chiếu đến tình thương và lòng từ bi, cùng chia sẻ hạnh phúc của mình nhằm cứu khổ cho những kẻ khác, thì chính do các hành động lành này sẽ giúp quý vị. Nếu là người hàng ngày thực hành chân chính Phật Pháp, bạn sẽ an nhiên tự tại trực diện với cái chết. Không có người cho và kẻ nhận. Đức Phật dạy rằng, chư Bồ Tát dùng gương trí tuệ diệt trừ vô minh và tâm đại bi để cứu độ hết thảy chúng sinh. Cả hai đức tính này chúng ta cần luôn luôn kết hợp, chứ không nên riêng rẽ hành động. Bố thí là sự phát tâm sẵn sàng ban cho người khác, không tính toán so đo mọi thứ như tài sản và thân thể của mình, vân vân. Sự bố thí này nhằm mang lại phúc lợi cho kẻ khác. Cái thân tứ đại giả tạm của con người là nguồn gốc tạo nên các điều xấu xa và tội lỗi. Tuy nhiên cũng nhờ nó mà bạn có thể làm những việc lành để giúp đỡ tha nhân. Mọi phước đức mà quý vị đã tạo ra được để cứu giúp, mang phúc lợi đến cho nhiều người khác, công đức thực vô lượng. Quý vị không nên chiếm hữu hay tích trữ ngày càng nhiều vật chất và của cải, vì các thứ này sẽ gây trở ngại cho sự thực hành hạnh bố thí, cũng như đạt thành quả giác ngộ của chúng ta. Người nào nhận thức rõ cuộc đời là vô thường và phát tâm bố thí tất cả của cải vật chất để cứu giúp những người nghèo khổ, được gọi là Bồ Tát. Mục tiêu của hạnh bố thí là nhắm đến sự giác ngộ, và trong ý nghĩa rốt ráo, muốn được nhiều lợi lạc thì hành giả nên quán tưởng không có kẻ cho lẫn người nhận. Trí tuệ giúp phân biệt có nhiều hạng người. Khi khảo sát thế giới tinh thần, chúng ta nhận thấy có nhiều yếu tố tạo nên cả hai mặt tích cực và tiêu cực. Đó là lòng tự tin, tánh ngã mạn và kiêu căng. Tự tin là một đức tính tốt, còn kiêu căng và ngã mạn là những tánh xấu. Tôi thường phân biệt có nhiều hạng người. Một loại người ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến mình, không quan tâm và thường xâm phạm, tước đoạt quyền lợi của những kẻ khác. Đây là hạng người xấu. Có kẻ lại nói, tôi mong trở thành một con người tốt, tôi cần phục vụ, có trách nhiệm và giúp đỡ các bạn bè. Trừ phi có quyết tâm mạnh mẽ, quý vị rất khó chiến đấu, chống trả lại được các ý tưởng xấu xa. Nhờ trí tuệ hay sự sáng suốt đã giúp bạn phân chia được có những hạng người khác nhau. Một ví dụ nữa là tình thương và lòng từ bi trong nghĩa này, còn ý kia là sự quyến luyến. Mặc dù cả hai đều bày tỏ sự thân tình, nhưng lòng tham đắm dẫn đến hậu quả xấu, còn tình thương và lòng từ bi mang lại kết quả tốt. Dục vọng là động lực chủ yếu để thành đạt hạnh phúc trong hiện tại và tương lai. Phật giáo ghi nhận có hai loại: sự mong muốn và nguyện ước. Một là lòng ưa thích cứu giúp chúng sinh, và thứ hai là điều mong cầu có được hoàn toàn giác ngộ. Nếu không có những khát vọng này thì không thể thành tựu được sự giác ngộ. Tuy nhiên, cũng có sự ham muốn dẫn đến hậu quả của những việc làm bất thiện. Để chống lại dục vọng tiêu cực này là sự bằng lòng hay mãn nguyện. Khi lòng ham muốn thúc đẩy bạn làm việc sai quấy, thì quý vị nên dùng trí tuệ để kiểm soát và ngăn chặn nó. Sự khổ đau tự nguyện tạo nên sức mạnh tinh thần. Sự hạnh phúc và đau khổ của con người
chủ yếu gồm có hai loại, thể xác hoặc tinh thần. Khi nỗi đau đớn do cơ thể bệnh hoạn gây nên, nhờ tinh thần, ý chí mạnh mẽ, bạn có thể khống chế vượt qua. Nếu hiểu được tâm an tịnh, quý vị sẽ cảm thấy bớt khổ đau thân xác. Trái lại, khi tinh thần đau khổ, thể xác không thể giúp bạn an vui được. Nếu quý vị mong chấm dứt sự khổ đau bằng các thú vui xác thịt, nhưng điều đó không bao giờ mang lại kết quả lâu dài, mà còn khiến cho nỗi khổ đau của bạn càng tăng thêm. Cho nên, điều quan trọng là quý vị cần chăm sóc sự tu tập ở nội tâm hơn là chỉ nghĩ đến việc lo kiếm tiền để làm giàu. Dĩ nhiên, Phật giáo ngoài chủ trương tìm phương pháp làm giảm bớt nỗi khổ đau của chính cá nhân bạn, nó còn giúp cứu khổ cho nhiều người khác. Nhưng nếu quý vị không thể chịu đựng nỗi sự khổ của riêng mình, thì làm sao chúng ta có thể giúp đỡ cho các bạn bè thân nhân? Có sự sai khác giữa nỗi khổ của tha nhân mà bạn chia sẻ, nhận làm của mình, và sự khổ trực tiếp phát xuất từ chính nơi quý vị. Trong cái trước khiến bạn lo nghĩ khi cưu mang điều bất hạnh của người khác, nhưng cảm thấy vui vì mình tự nguyện nhận chịu sự khổ ấy. Nhờ tham gia vào việc cứu khổ cho kẻ khác mà tâm từ bi của bạn được phát triển. Trái lại, ở trường hợp sau, mặc dù không muốn mà vẫn gặp cảnh khổ, cho nên quý vị bất đắc dĩ đành phải chấp nhận, nhưng không mấy gì tích cực. Tuy nhiên, Đức Phật đã dạy, bạn hãy quên hạnh phúc của riêng mình mà cố gắng giúp đỡ cho người khác. Nền tảng để bạn xây dựng tinh thần hy sinh và nghĩ đến phúc lợi tha nhân là lòng yêu thương chính mình. Tất cả chúng ta, ai cũng muốn có hạnh phúc và không thích khổ đau. Nhưng điều quan trọng là bạn đừng bao giờ quá đề cao, chỉ biết bản ngã của quý vị. Sự hiểu biết nhau giữa các tôn giáo sẽ mang lại tinh thần hòa hợp và thương yêu. Tôi đã từng thuyết giảng rằng các tôn giáo lớn trên thế giới đều có chung một lý tưởng của tình thương, một mục đích cứu giúp cho nhân loại và hướng dẫn các tín đồ trở thành những con người tốt hơn. Tín ngưỡng nào cũng dạy những lời răn đạo đức nhằm giúp con người giữ gìn thân, lời nói và ý nghĩ luôn luôn trong sạch. Tất cả đều khuyên chúng ta không nên nói láo, trộm cắp hay sát sinh, vân vân. Mục đích chung của những tôn giáo là xây dựng trên lòng vị tha, không ích kỷ, diệt trừ vô minh và hướng đến các điều thiện. Trên căn bản này, tôi tin rằng mọi tín ngưỡng đều thuyết giảng chung một bức thông điệp của tình thương. Sự khác biệt về giáo lý có thể do vì các nền văn hóa không đồng nhất của mỗi quốc gia. Thật là vô cùng lợi ích nếu chúng ta biết áp dụng trong cuộc sống hàng ngày những lời khuyên răn đạo đức hơn là tranh cãi về các điều khác biệt nhỏ nhặt vô bổ trong mọi tôn giáo. Mỗi tín ngưỡng hoạt động theo phương cách riêng của mình nhằm giúp nhân loại bớt khổ đau và đóng góp cho nền văn minh tiến bộ của thế giới. Không cần thiết phải cải đổi tôn giáo. Tốt hơn, tôi cố gắng suy nghĩ làm cách nào để có thể đóng góp giúp con người sống có hạnh phúc. Tôi không ủng hộ bất cứ một tín ngưỡng đặc biệt nào với ý đồ gây tổn hại cho các tôn giáo khác. Tôi cũng không chủ trương đi tìm một tôn giáo mới. Mọi tôn giáo khác biệt đều có trách nhiệm giúp làm thăng hoa và cải thiện đời sống con người. Nhân loại với nhiều khuynh hướng, trình độ và ý tưởng sai nên cần phải có những tôn giáo khác nhau để giúp con người sống trong hòa bình và hạnh phúc. Tôi hoan nghênh mọi nỗ lực khắp nơi trên thế giới nhằm mang lại sự hòa hợp, thông cảm và hiểu biết nhau hơn giữa các tôn giáo. Điều này đặc biệt rất khẩn cấp cần thiết trong hiện tại. Sự hiểu biết giữa các tín ngưỡng sẽ tạo nên sự đoàn kết, giúp các tôn giáo có thể hợp tác làm việc chung với nhau. Điều ấy có thể thành đạt khi mọi tôn giáo đều biết kính trọng lẫn nhau và chú tâm vào mục đích chung là giúp đỡ, mang lại hạnh phúc cho con người.
chúng ta cũng cần có sự đồng tâm nhất trí trong nỗ lực lực truyền bá các giá trị đạo đức tâm linh căn bản của tất cả tôn giáo đến với mọi người, nhằm nâng cao đời sống an lạc cho nhân loại. Trong tương lai, dù cho quý vị sẽ có thể thành đạt được nền hòa bình thế giới hay không, chúng ta vẫn không có sự chọn lựa nào khác là cần phải cùng nhau tích cực hoạt động hướng đến mục tiêu đó. Sự tức giận là nhu nhược. Tất cả chúng ta đều mến chuộng sự trầm tĩnh, ngay cả trong lúc phải đối đầu với những kẻ có tính tình nóng nảy. Các bạn muốn nhìn thấy thành quả tốt đẹp của sự phát triển, chứ không muốn chứng kiến cảnh phá hoại đổ nát. Mọi hành động hủy diệt đều chống lại luật của thiên nhiên. Tôi tin mọi người đều đồng ý rằng chúng ta cần phải vượt qua để chiến thắng bạo lực. Nhưng nếu các bạn muốn loại trừ nó hoàn toàn, thì trước tiên quý vị cần tìm hiểu việc làm bạo động có giá trị gì không. Chúng ta nhận thấy trong một vài trường hợp, bạo động mang lại kết quả tốt và có lợi. Tuy nhiên, nó thường dẫn đến hành động vi phạm quyền làm người và tước đoạt hạnh phúc của kẻ khác. Kết quả là quý vị giải quyết được việc này, cùng lúc lại gây nên khó khăn khác. Những người có tham vọng ích kỷ và không thể thành đạt mục tiêu bằng cách dùng lý trí để thảo luận, nên mới sử dụng đến bạo lực. Và những kẻ không kiềm chế được tánh nóng nảy, dễ làm mồi cho cơn giận dữ. Cho nên, tức giận là dấu hiệu của sự yếu hèn và nhu nhược, chứ không phải sức mạnh. Sự thực hành chân thành đức tính bất bạo động được xây dựng trên tình thương và sự hiểu biết của con người là điều thiêng liêng cao quý. Nếu thành công, nó sẽ mở ra một con đường tiến xa hơn, dẫn đến một thế giới hòa bình trong thế kỷ tương lai. Chúng ta không biết đến những người đang sống cuộc đời bất hạnh. Trong xã hội, có những hạng người mà chúng ta cố gắng từ chối không muốn gặp, chẳng hạn như các tù nhân phạm tội. Những người đó thực sự đã đánh mất hết nguồn hy vọng. Họ đã không hiểu gì về trách nhiệm và kỷ luật. Kết quả tai hại là họ đã gây nên những thảm kịch, khổ đau và bất an cho mọi người. Tôi nghĩ điều quan trọng là chúng ta nên gửi đến những người này một vài lời khuyên và an ủi như sau. Các bạn là một phần trong xã hội của chúng tôi. Quý vị cũng có tương lai, nhưng bạn cần phải sửa đổi những điều lầm lỗi và hành động xấu xa. Bạn nên sống có trách nhiệm như mọi người công dân tốt khác. Khi chúng ta tiếp xúc với một số người trong xã hội đang gặp cảnh khốn cùng, đó là cơ hội tốt nhất để quý vị phát tâm giúp đỡ cho họ với tình thương và lòng từ bi. Các bạn thường ít khi biết đến cảnh khổ của người khác. Bằng cách nào để có thể phát triển các đức tính tốt nơi con người? Các bạn nên thầm nguyện: tôi mong có dịp để mở rộng tấm lòng vị tha. Tôi ao ước gặp cơ hội tìm thấy nơi người khác có những điều hay, tốt đẹp hơn mình. Nhờ vậy mà chúng ta dẹp bỏ được tính ngã mạn, kiêu căng. Các bạn đừng bao giờ có mặc cảm nghĩ rằng quý vị không thể làm những việc lợi ích cho kẻ khác. Chúng ta nên tự tin là mình có khả năng hành động giúp đỡ mọi người. Các bạn nên dứt trừ những ý tưởng xấu ác trước khi chúng hiện ra trong tâm trí. Với quyết tâm, chúng ta cần phải làm những việc lành giúp ích cho tha nhân, có thể tạo nên một sức mạnh của tinh thần lợi tha nơi quý vị. Được vậy, tôi tin rằng có thể mang lại cho chúng ta một cuộc sống lành mạnh, hữu ích và thành công hơn. Giờ tu tập theo Phật giáo, bạn cảm thấy tâm mình an lạc, cùng lúc giúp những kẻ khác được an vui và chấm dứt hết sự khổ. Bài
7 cách bố thí không tốn một đồng. Rất nhiều người có thể đã từng bố thí, quyên tặng người khác, giúp một chút tiền hay còn ở đời, giáo hóa chúng sanh. Có một vị trưởng giả rất giàu, kho tàng đầy rẫy, tôi tớ đông đảo. Trưởng giả ấy là em của ngài Đại Mục Kiền Liên. Một hôm, tôn giả Mục Liền đến nhà em bảo rằng, tôi nghe chú không ưa bố thí, điều ấy rất không tốt. Đức Thế Tôn thường dạy, người nào hay bố thí sẽ được hưởng phước báo không lường. Nay chú được giàu sang như thế này là do công đức huệ thí từ kiếp trước. Nếu chú cứ ôm lòng lẫn tiếc, chẳng có bảy báu đầy đủ, voi ngựa xe cộ, tôi trai tớ gái đông đúc, ruộng vườn sự sản vô cùng to tát. Nhưng về tánh tham lam bỏng sẻn của hai ông này, ở trong nước thật không ai hơn. Trưởng giả tối thắng cũng như nan hàng, mỗi ông đều xây tường thành cao, làm 7 lớp cửa, dặn gia nhân đừng cho kẻ ăn xin vào nhà. Chưa lấy thế làm đủ, hai ông còn sắm những tấm lưới sắt che giăng khắp trên sân vì sợ loài chim bay xuống mổ thóc. Cho đến các kho vựa cũng đều làm bằng sắt, quyết không để loài chuột soi khoét và cắn phá đồ vật. Nghe tiếng hai ông trưởng giả kêu bẩn, 5 vị đệ tử lớn của Đức Phật tuần tự nhau dùng phép thần thông, phân thân đi đến mỗi nhà, từ dưới đất bay lên, thuyết pháp giáo hóa. Nhưng kết cuộc, hai ông trưởng giả chẳng nghe lời giảng dạy. Sau rốt, Đức Phật cũng dùng phép phân thân đi đến, hiện thần lực, ngồi nằm giữa hư không, phóng ánh sáng rực rỡ, soi khắp mọi nơi, nói ra pháp màu nhiệm. Hai vị trưởng giả, tai nghe nhưng còn chưa hiểu thấu, đều tự nghĩ rằng, nay Đức Thế Tôn đã đến nhà, ta không nên để cho ngài về không? Nghĩ như thế, mỗi ông tự vào kho, lấy vải đem ra cúng Phật. Vì còn nặng lòng tham tiếc, hai ông định lựa vải xấu, nhưng lấy lầm vải thứ tốt. Khi trở vào đổi, lại lấy thứ khác tốt hơn. Bây giờ, cả hai tâm ý phân vân, nửa muốn đem ra, nửa muốn cất vào, băn khoăn không nhất định. Lúc ấy, Đức Phật dùng thiền nhãn xem thấy chư thiên đang đánh với Atula, khi được hơn khi bị thua, khi là quả báo của tâm trạng hơn kém trong khi bố thí. Đức Thế Tôn lại quan sát đến tâm của hai vị trưởng giả, thì thấy lúc có tâm bố thí hơn, tâm bỏng sẻn thua, lúc có tâm bỏng sẻn hơn, tâm bố thí thua. Ngài liền nói bài kệ rằng, bố thí như chiến tranh, điều ấy Phật không khen. Khi thí là khi đánh, hai việc ấy đồng nhau. Hai vị trưởng giả nghe xong, trong lòng hổ thẹn, cho rằng Đức Phật đã nói ngay tâm trạng của mình. Mỗi vị đều đem vải tốt ra dâng cúng Phật. Cúng dường xong, cả hai tâm trí sáng suốt đều chứng được đạo quả. Làm gì có sự lũng đoạn về kinh tế, người bóc lột người, một khi nhân loại đã thực hành tài thế. Cho và nhận. Con đường thực hành tình thương và lòng từ bi. Nguyên tác Đức Đạt Lai Lạt Ma, trích từ cuốn sách Book of Wisdom. Lòng từ bi là đức tính nhiệm màu và quý báu nhất. Tôi tin rằng khi nói đến tâm từ bi là chúng ta ghi nhận rõ bản tính của con người là hiền lành và hay xót thương. Ví dụ, một khoa học gia đã cho tôi biết, vài tuần đầu em bé vừa mới ra chào đời rất quan trọng, vì bộ não của hài nhi trong thời gian này đang phát triển. Đó là thời kỳ mà em bé rất cần sự chăm sóc, dỗ về, âu yếm của bà mẹ. Điều này chứng tỏ rằng, mặc dù không biết mặt người đó là ai, nhưng đứa trẻ vẫn cần đến tình thương săn sóc của người lớn. Nếu không được như thế, sẽ gây tai hại đến sự phát triển về sức khỏe nơi bộ não của em bé. Khi chúng ta vào bệnh viện, bất luận vị bác sĩ có tài chữa trị hay không, nếu ông ta bày tỏ tình thương hết lòng chăm sóc và vui cười với các bạn, quý vị liền cảm thấy rất an lạc. Nhưng nếu vị bác sĩ thiếu tình người, không quan tâm gì đến bệnh nhân, thì dù họ có tài giỏi cách mấy, bệnh nhân sẽ cảm thấy không mấy an tâm và đâm ra buồn phiền. Đây là bản chất của con người. Trong vấn đề giáo dục, kinh nghiệm của tôi cho thấy rằng, mặc dù giáo sư giảng không hay, nhưng với tình cảm yêu thương, học sinh dễ dàng ghi nhớ những lời thầy dạy. Ngược lại,
Nếu thiếu tình thầy trò, người học sinh rất khó lãnh hội những lời giảng của thầy giáo. Mặc dù các bạn bị bắt buộc phải học tập và có thể kính sợ vị giáo sư, nhưng chúng ta vẫn không thu nhận học hỏi được gì hết. Bởi lẽ, tất cả đều tùy thuộc rất nhiều vào lòng thương yêu của vị thầy dạy dỗ. Thời gian còn trẻ cũng như lúc trở về già, quý vị luôn luôn cần đến tình thương và giúp đỡ của nhiều kẻ khác. Trong giai đoạn này, con người thường nghĩ rằng chúng ta có thể làm tất cả mọi điều mà chẳng cần phải nhờ cậy đến ai, hay tình thương của các bạn bè là không quan trọng. Nhưng tôi nghĩ, chính trong thời gian này, chúng ta rất cần đến tình thương giúp đỡ lẫn nhau. Khi con người ở các thành phố hay thị xã lớn cảm thấy cô đơn, chẳng phải do không có bạn bè thân thiết, mà bởi vì giữa họ sống thiếu tình người với nhau. Do vậy, đời sống sức khỏe về tinh thần của họ bị sút giảm. Trái lại, những người lớn lên trong không khí đầy tình thương thì thân thể của họ được mạnh khỏe, tinh thần sáng suốt và tâm tính hiền lành. Trẻ con được nuôi dưỡng và trưởng thành trong hoàn cảnh thiếu lành mạnh thường hay có những ý tưởng không tốt. Điều này chứng tỏ cho thấy bản chất của con người là như vậy. Như tôi đã nói trên, thân thể con người đánh giá sự bình an trong tâm các bạn. Nhiều điều làm quý vị phiền muộn sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của các bạn. Điều này chứng tỏ rằng toàn bộ sức khỏe của chúng ta thích hợp với không khí tình thương con người. Cho nên, năng lực về lòng từ bi của các bạn hiện hữu nơi đó. Chỉ còn vấn đề là quý vị có thực hành và áp dụng nó được hay không. Mục đích chủ yếu lời giải thích của tôi là nhằm chứng tỏ bản chất con người vốn có sẵn tâm từ bi, và đó là đức tính cần thiết mà các bạn có thể phát triển được. Hiểu biết chính xác về ý nghĩa của lòng từ bi là điều rất quan trọng. Phật giáo giải thích lòng từ bi đặt nền tảng cho sự chấp thuận và thừa nhận mọi kẻ khác cũng như chính mình, đều mong ước có hạnh phúc và không thích khổ đau. Trên căn bản này, con người phát triển sự quan tâm đến phúc lợi của mọi người mà không nghĩ đến cá nhân mình. Đó là lòng từ bi. Trong nhiều trường hợp, tình thương và lòng từ bi nghĩ tưởng đến các bạn bè của mình chỉ là sự tham đắm. Tình cảm này không xây dựng trên sự nhận thức rằng mọi người đều bình đẳng, có quyền hưởng hạnh phúc và tránh khổ đau. Trái lại, nó dựa vào ý kiến cho rằng vật này là của tôi, bạn tôi, hay cái kia là rất tốt cho tôi. Đó là sự tham đắm. Do vậy, khi thái độ của con người đối với bạn thay đổi, tình cảm thân thương của quý vị đối với kẻ ấy tức khắc cũng sẽ biến mất. Trái lại, khi chúng ta thực sự xót thương một người nào, bất kể thái độ của họ đối với bạn thay đổi ra sao, bởi lẽ đơn giản vì kẻ đó là con người nên họ có quyền hưởng hạnh phúc và không thích khổ đau. Dù người ấy có thái độ trung lập hay trở thành kẻ thù của bạn, thì quý vị vẫn phát tâm từ bi xót thương họ. Lòng từ bi và sự tham đắm thường hay mâu thuẫn với nhau. Theo Phật giáo, muốn phát triển tâm từ bi, trước tiên bạn phải thực tập thiền quán về tâm bình đẳng và hỷ xả, cũng như tách mình ra khỏi những kẻ rất gần gũi với chúng ta. Rồi bạn cần diệt trừ những tình cảm tiêu cực, không thân thiện đối với mọi kẻ thù của quý vị. Chúng ta nên nhìn tất cả chúng sanh với tâm bình đẳng. Trên căn bản này, dần dần các bạn có thể mở rộng tâm từ bi đến mọi người. Để phát triển lòng từ bi, trước hết quý vị cần luyện tập tâm hỷ xả. Điều này rất quan trọng, vì nếu không có lòng hỷ xả đối với mọi người, tình thương của các bạn sẽ trở nên thiên vị và phân biệt đối với những kẻ khác. Tôi sẽ đưa ra một ví dụ cụ thể về phương pháp thiền quán của Phật giáo nhằm phát triển đức tính hỷ xả như sau. Trước tiên, quý vị phát tâm hỷ xả, thương nghĩ đến một nhóm nhỏ gồm những người quen biết
như bạn bè và thân nhân, những kẻ mà chúng ta thương mến. Thứ hai, hãy nghĩ đến những người mà các bạn hoàn toàn dưỡng chân. Và thứ ba, hãy quán tưởng hướng đến các phần tử mà mình ghét bỏ. Một khi nghĩ tưởng đến những hạng người khác biệt này, quý vị hãy cố gắng quan sát tâm của mình để thấy bình thường nó đối xử ra sao với những hạng người nói trên. Các bạn sẽ nhận biết rằng phản ứng tự nhiên của chúng ta là có thiện cảm với những bạn bè thân thiết, không ưa thích những người mình xem như kẻ thù, và hoàn toàn dửng dưng với các phần tử quý vị có thái độ trung lập, không ghét mà cũng chẳng thương. Rồi các bạn cố gắng tự hỏi, tại sao mình lại đối xử phân biệt như vậy? Chúng ta nên so sánh kết quả của hai ý tưởng chống trái nhau mà quý vị dành cho những bạn bè và kẻ thù của mình, để thấy tại sao tâm mình bị dao động đối với hai nhóm người khác biệt như vậy. Bạn cần nhận thức rõ ảnh hưởng của sự phản ứng nơi tâm mình và cố gắng để thấy điều bất lợi khi liên hệ chúng với thái độ cực đoan như thế. Nếu nhìn nhân loại như sự toàn bộ tất cả, thì chúng ta là những động vật sống trong xã hội. Hơn nữa, các cơ sở, tổ chức của nền kinh tế và giáo dục hiện đại chứng tỏ thế giới của chúng ta ngày càng trở nên nhỏ lại và hoàn toàn tùy thuộc vào nhau nhiều hơn. Trong tình trạng đó, tôi nghĩ sự chọn lựa duy nhất là chúng ta nên sống cùng hòa hợp làm việc với nhau và luôn nhớ nghĩ đến phúc lợi chung của toàn thể nhân loại. Đó là quan điểm và phương thức căn bản mà các bạn nên chấp nhận để sống còn. Từ bản chất, đặc biệt là con người, tôi không thích sống độc lập với những kẻ khác. Hạnh phúc của tôi tùy thuộc vào hạnh phúc của mọi người. Cho nên lúc thấy người ta hạnh phúc, tự nhiên tôi cảm thấy phần nào hạnh phúc hơn là khi nhìn con người gặp cảnh khó khăn. Ví dụ, khi xem hình ảnh trên đài truyền hình, quý vị thấy cảnh đói khổ của những người già và trẻ con tại Somalia, Đông Phi Châu, tự nhiên chúng ta cảm thấy buồn. Cho dù sự buồn đau ấy sẽ hướng dẫn quý vị đến hành động có thể giúp đỡ được hay không những kẻ bất hạnh nói trên. Trong cuộc sống hàng ngày, hiện nay chúng ta đang thụ hưởng các tiện nghi vật chất đầy đủ, bao gồm những ngôi nhà có máy lạnh. Tất cả các vật dụng hay tiện nghi này đều trở thành hiện thực, không do chính chúng ta tạo ra mà bởi sự đóng góp trực tiếp hay gián tiếp của nhiều người khác. Các bạn không thể trở lùi lại cuộc sống lạc hậu của vài thế kỷ trước đây, vào thời kỳ con người sinh hoạt một cách đơn giản với các vật dụng thô sơ, chứ không phải đồ dùng máy móc tiến bộ như ngày nay. Điều rõ ràng chúng ta nhận thấy, mọi tiện nghi mà quý vị đang hưởng thụ đều là sản phẩm do sức lao động đóng góp của nhiều người. Từ khi tất cả chúng ta đều có quyền bình đẳng trong vấn đề mưu tìm hạnh phúc, cũng như có sự tương quan liên hệ mật thiết với nhau, thì cá nhân quý vị dù quan trọng cách mấy cũng trở thành vô nghĩa khi so sánh với quyền lợi của hơn 5 tỷ người trên hành tinh này. Bằng cách suy nghĩ như vậy, bạn có thể phát triển tinh thần trách nhiệm toàn cầu. Các vấn đề vô sinh hiện đại như làm giảm bớt các lớp xú dưỡng khí, ozone, chúng ta cũng phải cần đến sự hợp tác của nhiều quốc gia trên thế giới. Với sự phát triển hỗ tương đó, toàn thế giới đã trở nên nhỏ hơn, nhưng đời sống tâm linh của con người vẫn chưa được tiến triển gì mấy. Nếu bạn chỉ nghĩ đến riêng mình, cũng như không quan tâm đến quyền lợi và hạnh phúc của kẻ khác, hay tệ hơn nữa là chủ trương lợi dụng mọi người, thì cuối cùng quý vị sẽ hoàn toàn thua lỗ. Chúng ta sẽ không có bạn bè tỏ bày lòng thương yêu và quan tâm đến hạnh phúc của quý vị. Hơn nữa, khi mình gặp hoạn nạn, thay vì có người xót thương, thì không một ai nghĩ tưởng đến các bạn. Trái lại, nếu một cá nhân có tình thương và lòng từ bi, cũng như có tâm muốn giúp đỡ những người khác, thì kẻ đó, dù có được nhiều người quen biết hay không, hoặc khi đến bất cứ nơi đâu, họ liền muốn kết bạn thân với mọi người. Và lúc gặp khó khăn,
họ sẽ có nhiều người đến giúp đỡ. Tình bạn chân thực được phát triển trên căn bản của lòng yêu thương, chứ không phải vì tiền bạc hay danh lợi. Dĩ nhiên, vì giàu sang và có thế lực, nhiều người chạy theo bạn với nụ cười trên môi và quà tặng trong tay. Nhưng suy nghĩ kỹ thì các người này không phải là bạn chân thực của quý vị, mà là bạn của tiền bạc và lợi danh. Bao lâu chúng ta còn của cải thì còn bạn bè lui tới. Nhưng gặp khi sa sút, nghèo túng thì bạn bè sẽ cao chạy xa bay. Với những người bạn này thì sẽ không có ai hết lòng thành thực giúp đỡ khi quý vị cần đến. Đó là sự thật hiển nhiên. Khi sức mạnh nội lực tinh thần tăng trưởng thì bạn có thể phát triển sự quyết tâm kiên cố. Và với sự quyết tâm vững mạnh này, dù gặp phải khó khăn cách mấy, bạn cũng sẽ dễ dàng khắc phục vượt qua để đạt được kết quả tốt đẹp. Trái lại, nếu quý vị do dự, sợ hãi và thiếu tự tin thì chắc chắn bạn sẽ đâm ra bi quan để dẫn đến hậu quả hoàn toàn thất bại. Một điều các bạn nên nhớ rằng, sự cải đổi nội tâm không phải là việc dễ dàng mà cần có thời gian. Tôi nghĩ một số người ở Tây Phương, nơi mà đời sống kỹ thuật vật chất rất cao, lầm tưởng rằng mọi việc đều tự động xảy ra theo ý mình muốn. Quý vị không nên hy vọng sự chuyển hóa nội tâm con người có thể thực hiện trong một thời gian ngắn. Đó là điều không thể có. Chúng ta nên nhớ rằng, công việc tu tập đòi hỏi nỗ lực tinh tấn thường xuyên nơi hành giả. Để rồi sau 1 năm, 5 năm, 10 năm hay 15 năm, các bạn sẽ thấy có sự thay đổi. Đôi lúc tôi vẫn còn nhận thấy khó khăn để thực hiện các điều này. Tuy nhiên, tôi thực sự tin rằng hoàn toàn có lợi ích khi hành trì áp dụng chúng trong đời sống. Bất bạo động và lòng từ bi. Nguyên tác Đức Đạt Lai Lạt Ma. Chuyển ngữ Hòa Thượng Thích Trí Chơn. Trích từ cuốn sách On Nonviolence and Compassion. Đời sống tâm linh không phải là đức tin tôn giáo. Điều căn bản là tất cả mọi người đều muốn sống trong hạnh phúc. Chúng ta có quyền để thành đạt một cuộc sống hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, phương pháp sử dụng không nên gây tai hại hoặc tạo sự đau khổ cho người khác. Bạn cần hiểu biết rằng, có sự khác biệt giữa những lợi ích và tổn hại ngắn cũng như dài hạn. Phúc lợi lâu dài là điều rất quan trọng. Các bạn là những con người, chứ không phải cái máy. Cho nên, quý vị nên suy nghĩ chín chắn về các khả năng bên trong và giá trị sâu xa của chính mình. Người ta có thể bảo rằng đó là sự phát triển tâm linh. Nhưng khi đề cập đến đời sống tinh thần, tôi không có ý nói tới bất cứ đức tin tôn giáo nào. Tôi muốn nhấn mạnh đến các đức tính tốt căn bản của con người. Đó là lòng thương yêu, tính thành thực, sự giữ giới và sáng suốt được hướng dẫn bởi các ý nghĩ tốt của con người. Tất cả giáo lý và truyền thống của các tôn giáo đều dạy chúng ta trở thành những người có đạo đức với tâm hồn rộng mở. Những tôn giáo này đều kiện toàn các đức tính tốt của con người mà quý vị đã sẵn có ngay từ lúc mới ra chào đời. Con người không chỉ có khả năng xây dựng cuộc sống hạnh phúc cho chính mình, mà còn có thể giúp đỡ cho nhiều kẻ khác. Bản chất của chúng ta là có khả năng sáng tạo và nhận thấy được điều ấy là rất quan trọng. Tôi tin rằng trí hiểu biết và lòng từ bi căn bản của con người là thích sống hòa hợp với nhau. Sự tức giận và hận thù là những kẻ thù đích thực của chúng ta. Điều cần thiết là các bạn nên biết để khống chế kẻ thù nằm trong tâm của quý vị. Chúng là tính nóng giận và sân hận. Còn những kẻ thù khác là tạm thời mà thỉnh thoảng chúng mới hiện ra trong cuộc sống của chúng ta. Trừ khi các bạn tu luyện cái tâm của mình để diệt trừ các tính xấu tiêu cực đó. Còn không,
chúng sẽ tiếp tục phá rầy và gây trở ngại cho nỗ lực phát triển cái tâm an lạc của quý vị. Nguồn gốc khiến người ta thù ghét là do bởi các bạn ham muốn hạnh phúc và quyền lợi của chính mình, nhưng lại không quan tâm đến lợi ích của những kẻ khác. Chính do tâm ích kỷ này đã tạo ra sự đau khổ và buồn phiền cho chúng ta. Để thấy rõ sự diễn tiến của cái ý tưởng ác hại này, quý vị cần nhận biết về bản chất của tâm thức. Nếu phân tích tâm con người, chúng ta thấy rằng có nhiều trạng thái của tâm. Một vài loại thiện và hữu ích, quý vị nên phát triển khả năng tích cực của chúng. Trái lại, cũng có các loại tâm bất thiện mang lại khổ đau và phiền não cho con người, thì các bạn cần nhận diện và tìm cách loại bỏ chúng. Bao lâu những kẻ thù này còn nằm trong tâm, thì đó là điều rất nguy hiểm đối với quý vị. Trong kinh Đức Phật dạy, có rất nhiều tư tưởng bất thiện và cũng có rất nhiều phương pháp để đối trị. Thật là điều ảo tưởng khi chúng ta hy vọng sẽ tìm thấy một chiếc chìa khóa thần bí để cùng lúc giúp quý vị loại trừ hết những ý tưởng xấu ác này. Muốn đạt kết quả tốt, các bạn nên có sự quyết tâm và kiên nhẫn. Cho nên, điều quan trọng là chúng ta cần biết hướng dẫn một cuộc sống thường xuyên trong sự sáng suốt và tỉnh thức. Tình thương được xây dựng trên lòng vị tha. Nhằm theo đuổi các đối tượng của lòng ham muốn và dục vọng, con người thường sử dụng đến hành động tranh chấp và xâm lược như là các phương tiện hữu hiệu để đạt kết quả. Điều đó đã xảy ra trong xã hội con người từ các thế kỷ xa xưa, nhưng sự thực hành đã được triệt để áp dụng trong thời đại tân tiến ngày nay. Bằng cách nào để tiêu diệt ba độc hại nguy hiểm này? Lòng tham, sự lừa dối và xâm lược, vì chúng là nguồn gốc tạo nên mọi cuộc khủng hoảng và chiến tranh trên toàn thế giới. Tôi nghĩ rằng tình thương và lòng từ bi là ngôi nhà đạo đức cho nền hòa bình nhân loại. Tình thương chân chính không xây dựng trên sự tham đắm mà là lòng vị tha. Lòng từ bi của bạn là sự cứu giúp đầy nhân ái trước nỗi khổ đau của con người. Lòng từ bi tự nguyện, không phân biệt và giới hạn đối với mọi chúng sinh, không phải là tình thương thông thường mà quý vị có đối với bạn bè hay gia đình. Bởi lẽ, trong tình thương hạn cuộc đó, bao gồm sự vô minh, lòng ham muốn và dục vọng. Nhưng loại tình thương bao la trên là tình thương mà bạn có thể có ngay cả đối với kẻ thù của mình. Lẽ phải của lòng từ bi là vì lý do mọi người đều muốn có hạnh phúc và không thích khổ đau. Con người dù có đức tin tôn giáo hay không, họ vẫn đề cao tình thương và lòng từ bi. Vào lúc mới sinh ra cho đến cuối đời, chúng ta sống nhờ sự giúp đỡ của mọi người, thì tại sao vào giữa cuộc đời quý vị lại không đối xử tốt với những kẻ khác? Phát triển lòng vị tha với tư cách là một thành viên trong đại gia đình của nhân loại là góp phần kiến tạo nền hòa bình chung cho thế giới. Nếu chúng ta nhận thức rằng sự quan tâm đến đông đảo người khác là quan trọng hơn thiểu số, thì quý vị có thể dễ dàng chia sẻ và bố thí tài sản của mình cho mọi người xung quanh. Lúc ấy, bạn không còn nghĩ đến hạnh phúc cá nhân và tâm quý vị cảm thấy vô cùng an lạc. Sự thật sẽ chiến thắng. Tôi tin rằng có nhiều cuộc cách mạng ôn hòa đã xảy ra một vài nơi trên thế giới. Chúng đã dạy chúng ta nhiều bài học lịch sử quý giá. Một trong những bài học đó là giá trị của sự thật. Quần chúng không thích cá nhân lãnh tụ hay một đảng phái chính trị nào dùng lời khoác lác, nói láo hay lừa gạt họ, vì các hành động bất chánh ấy phản lại tinh thần dân chủ đúng đắn của con người. Cho nên, ngay các nhà chính trị đã dùng thủ đoạn lừa gạt và bạo lực. Mặc dù có thể thành công trong nhất thời, nhưng về lâu dài, họ sẽ thất bại, bị quần chúng lật đổ. Trái lại,
mọi người đều hâm mộ và tôn trọng sự thật, xem nó như là máu huyết của chúng ta. Sự thật là người bảo đảm tốt nhất và là nền tảng thực sự cho nền tự do và dân chủ. Dù cho bạn yếu hay mạnh, hoặc chủ trương đường lối của quý vị có nhiều hay ít người ủng hộ, sự thật vẫn sẽ thắng. Trong sinh hoạt chính trị của chúng ta, điều rõ ràng là nhiều lúc sự thật đã không được tôn trọng. Các nước nhỏ yếu kém đã không tránh khỏi bị những quốc gia lớn mạnh chi phối và áp chế. Chẳng khác gì hạng dân chúng đói nghèo trong xã hội đã chịu khổ sở với bàn tay bóc lột, đàn áp của những kẻ có nhiều tiền và thế lực. Mặc dù đôi lúc sự thật là điều không dễ có, nhưng nó vẫn được mọi người công nhận như là một sức mạnh vạn năng và đã giúp nhân loại làm nên lịch sử. Trong quá khứ, hạng người nô lệ đã dùng bạo động để tranh đấu giành lại tự do. Ngày nay, theo gương Thánh Gandhi, Ấn Độ, và mục sư Martin Luther King, Hoa Kỳ, cha đẻ các cuộc cách mạng ôn hòa, đã đóng góp cho những thế hệ tương lai tấm gương sáng ngời của sự thành công tuyệt diệu nhờ vào chủ trương bất bạo động. Có nhiều biến cố chính trị xảy ra gần đây trên thế giới chứng tỏ cho thấy sự mong muốn cả hòa bình và tự do đã đặt nền tảng trên bản chất của con người là không thích bạo động, với sự hoàn toàn phản đạo đức tai hại của nó. Ăn chay là tốt nhất. Chúng tôi muốn nêu lên một vấn đề rất quan trọng về các thú vật bị hành hạ và giết thịt tại các trại chăn nuôi. Chúng ta cần thấu hiểu nỗi đau đớn và khổ sở mà chúng đang phải chịu đựng. Một số quý vị không muốn nhìn thấy cảnh những con vật bị sát hại đáng thương ấy. Vậy chúng ta phải làm sao? Hàng nghìn triệu và tỷ loài vật đã bị giết chết mỗi ngày để dùng làm thức ăn cho con người. Đó là một thảm cảnh rất buồn. Loài người chúng ta có thể sống mà không cần thịt, nhất là trong thế giới tân tiến ngày nay. Chúng ta có rất nhiều loại rau cải và các thức ăn ngũ cốc khác, cho nên các bạn có khả năng và trách nhiệm để cứu thoát hàng tỷ mạng sống. Tôi thấy nhiều cá nhân hay nhóm người thành lập các tổ chức bảo vệ loài vật và chủ trương ăn chay. Đây là hành động quá tuyệt vời. Một vài sự giết chóc như là điều xa xỉ. Chẳng hạn đi săn và câu cá là những thứ tiêu khiển hay thể thao thật là vô nghĩa, chẳng có ích lợi gì. Nhưng điều đáng buồn nhất là ở các trại chăn nuôi, những con vật bị giết thịt một cách vô cùng đau đớn. Nhiều mạng sống đã phải hy sinh cho một dĩa thịt. Thức ăn này đối với tôi chẳng ngon lành gì. Tôi nhận thấy thật đáng ghê tởm, và tôi nghĩ tốt hơn là chúng ta nên tránh các hành động tội lỗi ấy. Nếu bây giờ bạn đang ăn thịt, sau này quý vị có thể nên bỏ ăn thịt. Tôi nghĩ bản chất con người chúng ta là ăn chay, và nên cố gắng đừng làm hại đến các chúng sinh khác. Nếu hiểu biết, các bạn có thể hỗ trợ cho các chương trình dinh dưỡng, bảo vệ sức khỏe và dùng thức ăn chay. Thật là điều rất tai hại nếu chúng ta không biết đến sự khổ đau của các chúng sinh khác. Ngay cả trong thời kỳ chiến tranh, điều tốt nhất là quý vị nên nhận thức rõ về sự khổ của các nạn nhân trong cuộc chiến, và chính mình cũng cảm thấy đau buồn vì đã dự phần gây ra điều khổ đau ấy cho họ. Ngày nay, nhờ khoa học tiến bộ, kỹ thuật sát sinh lại càng tàn nhẫn hơn. Ở Tây Tạng, nhà hàng thịt trước khi giết thú vật, họ cho chúng dùng thuốc an thần và cũng đọc kinh cầu nguyện cho những con vật bất hạnh đó. Mặc dù người ta phải giết thú vật để ăn thịt, nhưng tôi nghĩ hành động theo phương cách của người dân Tây Tạng trên đây vẫn tốt hơn. Phái nam không nên ngược đãi nữ giới. Tôi nghĩ chúng ta cần suy xét lại thái độ của mình đối với nữ giới, sự khác nhau căn bản giữa hai phái, và trong kinh Đức Phật đã dạy thế nào về vấn đề này. Tôi tin tưởng có luân hồi, nhưng tôi không thể nhớ kiếp trước của tôi.
Thật vậy, tôi không thể nhớ hết các việc tôi đã làm trong thời gian qua. Điều chắc chắn trong nhiều kiếp trước, có thể tôi là một người nữ. Và những kiếp tương lai cũng vậy, tôi không chắc là tôi sẽ tái sinh với thân nữ, thân nam hay một thân nào khác. Tôi không biết. Điều quan trọng các bạn nên nhớ trong Phật giáo, không có sự phân biệt hay kỳ thị giữa nam và nữ. Cả nam lẫn nữ đều giống nhau, có thể đạt đến quả vị giải thoát tối thượng cuối cùng. Trong khả năng chứng đắc Niết Bàn hay thành Phật, không có sự khác biệt giữa nam hay nữ. Nhưng trong một ngày bộ luật của Phật giáo ghi chép rằng, một vị tỳ kheo tăng sau khi thọ đại giới, cụ túc, được đặt ở vị trí cao hơn một tỳ kheo ni. Dù thế nào, phái nam có hành động ngược đãi hay khinh thường nữ giới là điều không nên. Nếu trong gia đình người chồng không biết kính yêu vợ thì là một tai họa. Trái lại, người vợ mà bất kính đối với chồng thì lại càng thêm tệ hại. Ta La Bồ Tát của Tây Tạng là vị đã phát Bồ Đề Tâm tu hành nguyện Bồ Tát. Ngài đã phát nguyện: tôi muốn làm thân nữ phát tâm Bồ Đề. Trải qua nhiều kiếp tu hành, tôi nguyện được sinh ra làm thân nữ. Và trong kiếp cuối cùng của tôi, khi chứng quả thành Phật, tôi cũng nguyện sẽ hiện làm thân nguyện nữ. Tất cả chúng ta là con người. Có lần tôi viếng thăm một gia đình người da đen nghèo khổ tại Nam Phi Châu. Ông là một giáo viên. Chúng tôi nói với ông rằng sự kỳ thị màu da là điều xấu xa. Nhưng giờ đây hoàn cảnh đã thay đổi, những người da đen cũng có quyền bình đẳng như người da trắng. Cho nên hiện tại ông có nhiều cơ hội tốt để phát triển tinh thần bình đẳng chân chính. Vị giáo viên qua nét mặt buồn bã đã trả lời với tôi: ông tin rằng trí óc của dân Phi Châu da đen là rất ngu đần. Ông nói: chúng tôi không thể nào thông minh như người da trắng. Tình trạng này giống như ở Ấn Độ. Nghe vậy, tôi vô cùng sửng sốt và rất buồn. Nếu còn ý tưởng mặc cảm tự ti như thế, thì không cách gì cải đổi xã hội này được. Không có thể, và tôi đã cãi lại ông ta. Tôi bảo: với kinh nghiệm cá nhân, tôi biết dân tộc Tây Tạng chúng tôi chẳng khác gì dân Phi Châu của ông. Nếu người Tây Tạng gặp cơ hội, họ cũng có thể phát triển mạnh mẽ. Bằng chứng là những người Tây Tạng tị nạn ở Ấn Độ hơn 40 năm qua, ngày nay họ đã trở thành một cộng đồng thành công nhất tại đó. Tôi nói với ông rằng, tất cả chúng ta đều bình đẳng, chúng ta có khả năng như nhau, chúng ta đều là con người, sự khác biệt màu da là không quan trọng. Quá khứ do sự kỳ thị, cho nên các ông không có cơ hội tiến thân. Chứ thực ra thì quý vị vẫn có khả năng như người da trắng. Cuối cùng, với nước mắt lưng tròng, ông nghẹn ngào trả lời: bây giờ tôi nhận biết rằng tất cả chúng ta đều bình đẳng. Chúng ta là những con người và đều có khả năng giống nhau. Trong nỗi buồn sâu xa, tôi cảm thấy một chút an ủi. Nếu cứ giữ mãi tâm trạng bi quan, nghĩ rằng chúng ta khó có cơ hội tiến bộ, thì quý vị sẽ không bao giờ cải cách gì được. Và đó là bước đầu dẫn đến thất bại. Chúng ta có quyền cạnh tranh một cách chân chính và hợp pháp, nhưng đừng gây tổn hại đến kẻ khác. Sự đau khổ của chúng ta không chỉ giới hạn trong một kiếp hiện tại. Phật giáo dạy rằng con người có thể giác ngộ, chứng đắc quả giải thoát ngay trong đời này. Điều ấy có thể đúng cho một số hành giả nhiều kiếp trước đã chuẩn bị tu tập để đạt kết quả ấy. Do đó, sự tinh tấn tu hành rất cần thiết, và các bạn nên đi theo con đường trung đạo, tránh tình trạng lúc giải đãi biến nhát, khi thì quá nôn nóng hăng say. Ngoài ra, quý vị cần phải thường xuyên tu tập thiền định để sáng suốt hướng dẫn các hành động chân chính của chính chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, cũng như cố gắng thể hiện tâm từ bi đối với tất cả mọi người.
lòng từ bi ba la có sức mạnh thúc đẩy người mẹ hết lòng thương yêu và chăm sóc đứa con đau khổ của mình. Tình thương này ảnh hưởng toàn bộ đến tư tưởng và hành động của bà mẹ. Khi các bạn áp dụng tình thương ấy đến với những người xung quanh, như vậy quý vị đã thể hiện được tâm đại bi của mình. Khi con người được kích động bởi lòng đại bi và tâm họ được thúc đẩy bởi lòng vị tha, hành giả sẽ dồn hết mọi năng lực để cứu độ tất cả chúng sinh thoát khỏi cảnh khổ luân hồi sanh tử. Nỗi đau khổ của bạn không chỉ giới hạn trong một kiếp sống này. Hiện tại, đời sống của quý vị tương đối phần nào có hạnh phúc, nhưng chúng ta có thể gặp nhiều khổ đau trong những kiếp tương lai. Nếu các bạn không biết dùng cái thân đời này để tu tập và phát triển lòng từ bi, tâm đại bi ngăn chặn quý vị không có tánh ích kỷ, chúng ta cảm thấy vô cùng an lạc và không bao giờ rơi vào tình trạng chỉ biết mong cầu hạnh phúc hay sự giải thoát cho riêng mình. Bạn cần phải kiểm soát tâm của mình một cách cẩn thận và sáng suốt với sự tinh tấn cùng nhẫn nhục, rồi chúng ta sẽ nhận thấy lòng từ bi, nghĩ tưởng đến hạnh phúc kẻ khác của quý vị sẽ được tăng trưởng. Tâm con người loạn động giống như roi điên. Điều gì ngăn cản lòng từ bi? Chúng ta cần hiểu rõ các yếu tố nào đã gây trở ngại cho tâm từ bi phát triển, và bạn nên tìm cách để loại bỏ chúng. Có lẽ điều khiến cho lòng từ bi không phát khởi được là do tâm con người thiếu sự tu tập, và đó là nguồn gốc của mọi hành vi kém đạo đức. Muốn chuyển hóa các hành động và thói quen xấu ác, bạn có thể bắt đầu kiềm chế, kiểm soát tâm của mình, là nơi từ đó các ý tưởng xấu cũng như tốt phát sinh. Ngoài ra, quý vị cần dùng các đức tính tốt có lợi để thay thế những tính xấu tiêu cực bất lợi cho sự phát triển của lòng từ bi. Tâm không kiềm chế và loạn động chẳng khác gì roi điên. Nó có thể tàn phá, không những chỉ hủy diệt mọi vật mà còn gây khổ đau lâu dài cho chính mình và nhiều kẻ khác. Tâm không phải tự nhiên là xấu ác, nhưng do ảnh hưởng của tình cảm bất thiện khiến cho tâm trở thành không tốt. Nếu hận thù là đặc tính không thay đổi của tâm thức, thì tâm lúc nào cũng phải luôn luôn giận ghét. Nhưng rõ ràng là không phải như vậy. Có sự khác biệt quan trọng giữa tâm thức và tư tưởng cũng như tình cảm của con người. Trách nhiệm phổ quát toàn cầu cũng tùy thuộc phạm vi hoạt động chính trị. Qua sự phát triển hành động của trách nhiệm đối với những kẻ khác, các bạn có thể kiến tạo một thế giới nhân đạo và từ bi hơn mà chúng ta hằng mơ ước. Xét đến bản chất hỗ tương tùy thuộc lẫn nhau của vạn vật, cho thấy thói quen phân biệt giữa bản ngã chúng ta và người khác là một trở ngại cho sự phát triển lòng từ bi. Lòng từ bi thay thế cho tư tưởng đạo đức, tùy thuộc vào các hành động lành của chúng ta, cá nhân cũng như xã hội. Tôi tin lòng từ bi và trách nhiệm phổ quát toàn cầu cũng tùy thuộc phạm vi chính trị. Hiểu được điều ấy, quý vị không cần từ bỏ nếp sống hiện nay để thích nghi theo lối suy nghĩ hay một phép tắc mới nào. Nhưng một cá nhân trong đời sống hàng ngày của mình sẽ trở nên một con người có đạo đức, từ bi và hạnh phúc hơn. Như vậy, quý vị bắt đầu thực hiện một cuộc cách mạng tâm linh. Công việc gì các bạn đang làm không quan trọng. Điều cần là chúng ta biết nghĩ rằng việc tôi làm đây giúp ích cho những người khác và nó sẽ mang lại phúc lợi cho cộng đồng rộng lớn hơn. Nếu thiếu lòng từ bi căn bản của con người thì tôn giáo, chính trị hay kinh tế và dân dân, tất cả có thể trở nên bẩn thỉu. Thay vì phục vụ, chúng biến thành các hành động phá hoại nhân loại. Tôi không có bất cứ tiêu chuẩn nào trong đầu óc, nhưng khi áp dụng các nguyên tắc vào thực hành thì chúng tôi nhận biết rõ điều ấy.
chúng ta rất cần những người có trách nhiệm, gồm các nhà chính trị, thương gia, phụ nữ hay luật sư. Tùy theo phương cách và giới hạn của hoàn cảnh, quý vị sẽ làm bất cứ việc gì bạn có thể. Điều quan trọng là khi làm điều gì hy sinh và giúp đỡ cho ai, chúng ta nên tự phát nguyện và hiểu rõ lợi ích của các hành động ấy. Tôi mong rằng bạn sẽ cố gắng thể hiện lòng từ bi trong cuộc sống hàng ngày và bằng tinh thần trách nhiệm đối với những kẻ khác. Quý vị sẽ làm bất cứ việc gì có thể để giúp đỡ cho mọi người. Phát triển lòng từ bi mà không có sự phân biệt. Hàng chục tỷ năm đã trôi qua kể từ khi thế giới được thành lập với sự xuất hiện của loài người lần đầu tiên trên quả địa cầu này. Sau đó, cần phải mất nhiều thời gian lâu dài để con người được trưởng thành chín chắn trong tư tưởng cũng như sự phát triển toàn hảo các khả năng trí tuệ của nó. Và ngay từ khi loài người thành đạt được những tiến bộ đến ngày nay đã trải qua hàng chục nghìn năm. Trong khoảng thời gian dài vô tận này, thế giới đã chứng kiến biết bao sự đổi thay vì nó đang ở trong tình trạng luôn luôn chuyển biến. Ngay hiện tại, quý vị nhận thấy mọi sự vật dường như đứng yên một chỗ. Nhưng kỳ thực, các hiện tượng vật chất cũng như tinh thần đều đang ở trong quá trình diễn tiến và thay đổi. Tất cả chúng đều luôn luôn sinh ra, phát triển và hủy diệt. Trong cơn lốc của những sự đổi thay này, chỉ có chân lý là cố định và thường còn. Nói khác là sự thật của các pháp cùng với luật nhân quả, gây nhân lành gặp quả tốt và tạo nhân ác gặp quả xấu là một định luật sẽ mãi mãi tồn tại, không bao giờ biến dịch và thay đổi. Luật này nói như vậy trước khi con người xuất hiện trên quả đất, trong thời kỳ nó có mặt rất sớm và giai đoạn hiện tại và sẽ luôn luôn như thế trong nhiều thế kỷ tương lai. Tất cả chúng ta đều mong ước sống trong hạnh phúc và không thích khổ đau cùng với những điều bất hạnh khác. Như các bạn đều biết, mọi sự bình an và đau khổ đều có nguyên nhân. Muốn tránh gặp phải các điều không may mắn và buồn phiền, quý vị nên phát triển lòng từ bi với tâm không phân biệt và tình thương bao la đối với tất cả mọi người. Cần chú ý đến sự mở rộng tấm lòng vị tha. Là con người, các bạn đều nhận thức rõ sự lợi ích của lòng từ bi và giá trị của tình thương. Ngay các nhà tâm lý và khoa học đều xác nhận bảo rằng tất cả chúng ta đều cần đến tình thương của con người. Ngày nay trên thế giới này, quý vị có cơ hội để học hỏi và hiểu biết, nhưng không phải tất cả mọi người đều chú ý đến sự phát triển của một tâm hồn vị tha. Tôi mong các bạn nên nghĩ nhiều hơn đến các giá trị nhân bản của con người như lòng từ bi, tình thương và sự giúp đỡ lẫn nhau. Khi thực hành được các thiện tánh đó, những tình cảm của các bạn sẽ trở nên lành mạnh hơn và tâm chúng ta cảm thấy an lạc cho dù gặp phải hoàn cảnh khó khăn. Nếu thiếu lòng từ bi, một việc rắc rối nhỏ cũng trở thành vấn đề trầm trọng không thể giải quyết được. Mỗi người chúng ta đều có khả năng để phát triển tình thương. Các bạn thường nghĩ rằng khi thực hành lòng từ bi, khoan dung và tha thứ mang lại lợi ích cho người khác thì tự gây sự khổ đau cho chính mình. Đó là một ý tưởng sai lầm. Mấy năm trước, tôi đau nặng vì đường ruột bị nhiễm trùng. Cùng đi với tôi trong chuyến hành hương có nhiều vị rất nghèo, không ai chăm sóc đến họ cả. Tôi cảm thấy vô cùng xót xa. Suốt cả ngày đêm, tâm trí tôi luôn nghĩ tưởng đến sự khổ đau của những kẻ bất hạnh này. Điều ấy đã giúp làm giảm bớt chính cơn bệnh và nỗi đau đớn của tôi. Khi càng quan tâm xót thương đến người khác, thì sức mạnh nội tâm của bạn càng tăng trưởng. Lòng từ bi không thể giúp quý vị dứt hẳn hết được bệnh tật, nhưng ít ra
nó cũng làm giảm thiểu bớt sự đau đớn thể xác và lo lắng tinh thần cho bệnh nhân rất nhiều. Chỉ cần một thành viên trong gia đình có tình thương với tâm hồn rộng mở, tức khắc toàn cả gia đình, bà con, lối xóm và cộng đồng xung quanh bạn đều cảm thấy an lạc. Do đó, nếu mọi người thực sự muốn xây dựng một thế giới nhân loại hạnh phúc, chúng ta cần nỗ lực phát triển tâm từ bi cùng đi kèm với trí tuệ. Được như thế, quý vị có thể thành đạt một xã hội với loài người sống trong tình thương, sự hòa hợp, thân yêu và an lành. Lòng từ bi phát sinh nhờ khống chế được các hành động vô minh của con người. Chúng ta nên biết sự khác biệt quan trọng giữa các hành động có chủ tâm và những việc làm chỉ nói suông nơi miệng. Khi tâm con người chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của các ý tưởng đạo đức, thì không một hành động xấu ác nào họ có thể làm. Nếu con người được thúc đẩy bởi tình thương, thì dù việc làm của họ có tiêu cực, vẫn mang lại kết quả xây dựng. Ví dụ, nói láo là điều không tốt, nhưng khi bạn làm vậy vì lòng từ bi, muốn giúp đỡ kẻ khác, thì sự dối trá có thể trở thành một điều cần thiết. Tư tưởng vị tha của tâm tỉnh thức bắt nguồn từ sự thực hành tình thương và lòng từ bi. Trong một vài trường hợp, bạn có thể có những hành động tiêu cực nơi thân và lời nói. Các việc làm sai quấy đó sẽ dẫn đến kết quả không mấy gì tốt đẹp. Nhưng tùy thuộc nơi tâm ý của quý vị mà các hành động này đôi lúc trở thành trung tính, không lợi, không hại, hay có khi nó lại trở nên hoàn toàn hữu ích. Do đó mà điều Phật giáo cho rằng quan trọng là ở tâm ý con người, còn các hành động nơi thân hay lời nói xuất phát từ miệng là thứ yếu. Cho nên, đức tính hay sự trong sạch của bất cứ hành động tâm linh nào, xấu hoặc tốt, đều chịu ảnh hưởng quyết định bởi tư tưởng và ý nghĩ của cá nhân. Bởi vậy, các bạn cần diệt trừ những ý tưởng tiêu cực như sự hận thù, tham đắm và vô minh. Quý vị nên loại bỏ khỏi tâm bạn các ý nghĩ bất thiện này. Những hành động nơi thân, khẩu và ý của quý vị cần thực hiện đúng theo lời Phật dạy. Sinh hoạt hàng ngày của chúng ta nên áp dụng cho thích hợp với tinh thần Phật giáo. Nếu không thì đời sống của bạn sẽ trở nên lầm lạc và vô nghĩa. Cho nên, quý vị cần phải sống hòa hợp với những gì chúng ta đã nói và làm, nhằm diệt trừ hành động vô minh, tánh ích kỷ và ngã mạn. Con người cần phát triển tình thương, lòng vị tha, tâm từ bi và trí tuệ hiểu biết vạn pháp đều là không thực. Ý thức vi tế không có sự khởi đầu và kết thúc. Tôi tin rằng vào lúc lâm chung, không ai có thể giúp đỡ ngoại trừ sự tu tập của chính mình. Khi từ giã cõi đời, bạn sẽ phải ra đi một mình và bỏ lại trần gian mọi thứ. Không bà con hay bạn bè nào có thể cứu giúp cho chúng ta. Dù bạn có nhiều tiền, nhưng sự giàu sang vẫn không thể giúp đỡ, mà đôi khi còn làm khổ quý vị. Người bạn thân nhất cũng không đi theo mình. Ngay cả vị thầy tâm linh vẫn không thể tự giúp chính họ hay các bạn vào lúc ấy. Mọi người đều phải ra đi một mình do sự hướng dẫn của nghiệp lực. Vậy trong giờ phút đó, ai sẽ giúp cho bạn? Chỉ có quả báo của các hành động lành như tình thương, lòng vị tha và tâm từ bi hiện còn lưu lại nơi tâm thức của chúng ta. Cả hai thiện và ác nghiệp được cất giữ nơi thức A-lại-da. Đây là ý thức nguyên thủy căn bản hay ánh sáng trong suốt, không có sự khởi đầu hay kết thúc, vô thủy vô vi. Nghiệp thức này đến từ cuộc sống kiếp trước và tiếp nối đến đời sau của các bạn. Đó là quả báo hạnh phúc hay khổ đau mà con người phải gặp lấy do hành động xấu hoặc tốt của mình đã gây ra. Trong giờ phút lâm chung sắp mất, chỉ có nghiệp lành sẽ giúp cho chúng ta. Do đó lúc còn sống,
nhất là khi đang còn trẻ, với tâm ý trong sạch và bạn có khả năng tu tập để tự mình chuẩn bị cho cái chết là rất quan trọng. Nhờ vậy mà quý vị có thể đối đầu thích đáng khi nó xảy đến. Tiến trình của sự hấp hối xảy ra vào lúc các tế bào trong cơ thể của bạn đang dần dần bị hủy diệt. Nếu tâm của quý vị biết chuẩn bị làm quen với quá trình này, vào lúc cái chết đến, chúng ta dễ dàng bình thản đối diện với nó. Tương tự, nếu bạn thường xuyên thiền định quán chiếu đến tình thương và lòng từ bi, cùng chia sẻ hạnh phúc của mình nhằm cứu khổ cho những kẻ khác, thì chính do các hành động lành này sẽ giúp quý vị. Nếu là người hàng ngày thực hành chân chính Phật Pháp, bạn sẽ an nhiên tự tại trực diện với cái chết. Không có người cho và kẻ nhận. Đức Phật dạy rằng, chư Bồ Tát dùng gương trí tuệ diệt trừ vô minh và tâm đại bi để cứu độ hết thảy chúng sinh. Cả hai đức tính này chúng ta cần luôn luôn kết hợp, chứ không nên riêng rẽ hành động. Bố thí là sự phát tâm sẵn sàng ban cho người khác, không tính toán so đo mọi thứ như tài sản và thân thể của mình, vân vân. Sự bố thí này nhằm mang lại phúc lợi cho kẻ khác. Cái thân tứ đại giả tạm của con người là nguồn gốc tạo nên các điều xấu xa và tội lỗi. Tuy nhiên cũng nhờ nó mà bạn có thể làm những việc lành để giúp đỡ tha nhân. Mọi phước đức mà quý vị đã tạo ra được để cứu giúp, mang phúc lợi đến cho nhiều người khác, công đức thực vô lượng. Quý vị không nên chiếm hữu hay tích trữ ngày càng nhiều vật chất và của cải, vì các thứ này sẽ gây trở ngại cho sự thực hành hạnh bố thí, cũng như đạt thành quả giác ngộ của chúng ta. Người nào nhận thức rõ cuộc đời là vô thường và phát tâm bố thí tất cả của cải vật chất để cứu giúp những người nghèo khổ, được gọi là Bồ Tát. Mục tiêu của hạnh bố thí là nhắm đến sự giác ngộ, và trong ý nghĩa rốt ráo, muốn được nhiều lợi lạc thì hành giả nên quán tưởng không có kẻ cho lẫn người nhận. Trí tuệ giúp phân biệt có nhiều hạng người. Khi khảo sát thế giới tinh thần, chúng ta nhận thấy có nhiều yếu tố tạo nên cả hai mặt tích cực và tiêu cực. Đó là lòng tự tin, tánh ngã mạn và kiêu căng. Tự tin là một đức tính tốt, còn kiêu căng và ngã mạn là những tánh xấu. Tôi thường phân biệt có nhiều hạng người. Một loại người ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến mình, không quan tâm và thường xâm phạm, tước đoạt quyền lợi của những kẻ khác. Đây là hạng người xấu. Có kẻ lại nói, tôi mong trở thành một con người tốt, tôi cần phục vụ, có trách nhiệm và giúp đỡ các bạn bè. Trừ phi có quyết tâm mạnh mẽ, quý vị rất khó chiến đấu, chống trả lại được các ý tưởng xấu xa. Nhờ trí tuệ hay sự sáng suốt đã giúp bạn phân chia được có những hạng người khác nhau. Một ví dụ nữa là tình thương và lòng từ bi trong nghĩa này, còn ý kia là sự quyến luyến. Mặc dù cả hai đều bày tỏ sự thân tình, nhưng lòng tham đắm dẫn đến hậu quả xấu, còn tình thương và lòng từ bi mang lại kết quả tốt. Dục vọng là động lực chủ yếu để thành đạt hạnh phúc trong hiện tại và tương lai. Phật giáo ghi nhận có hai loại: sự mong muốn và nguyện ước. Một là lòng ưa thích cứu giúp chúng sinh, và thứ hai là điều mong cầu có được hoàn toàn giác ngộ. Nếu không có những khát vọng này thì không thể thành tựu được sự giác ngộ. Tuy nhiên, cũng có sự ham muốn dẫn đến hậu quả của những việc làm bất thiện. Để chống lại dục vọng tiêu cực này là sự bằng lòng hay mãn nguyện. Khi lòng ham muốn thúc đẩy bạn làm việc sai quấy, thì quý vị nên dùng trí tuệ để kiểm soát và ngăn chặn nó. Sự khổ đau tự nguyện tạo nên sức mạnh tinh thần. Sự hạnh phúc và đau khổ của con người
chủ yếu gồm có hai loại, thể xác hoặc tinh thần. Khi nỗi đau đớn do cơ thể bệnh hoạn gây nên, nhờ tinh thần ý chí mạnh mẽ, bạn có thể khống chế vượt qua. Nếu giữ được tâm an tịnh, quý vị sẽ cảm thấy bớt khổ đau thân xác. Trái lại, khi tinh thần đau khổ, thể xác không thể giúp bạn an vui được. Nếu quý vị mong chấm dứt sự khổ đau bằng các thú vui xác thịt, nhưng điều đó không bao giờ mang lại kết quả lâu dài, mà còn khiến cho nỗi khổ đau của bạn càng tăng thêm. Cho nên, điều quan trọng là quý vị cần chăm sóc sự tu tập ở nội tâm hơn là chỉ nghĩ đến việc lo kiếm tiền để làm giàu. Dĩ nhiên, Phật giáo ngoài chủ trương tìm phương pháp làm giảm bớt nỗi khổ đau của chính cá nhân bạn, nó còn giúp cứu khổ cho nhiều người khác. Nhưng nếu quý vị không thể chịu đựng nỗi sự khổ của riêng mình, thì làm sao chúng ta có thể giúp đỡ cho các bạn bè thân nhân? Có sự sai khác giữa nỗi khổ của tha nhân mà bạn chia sẻ, giận làm của mình và sự khổ trực tiếp phát xuất từ chính nơi quý vị. Trong cái trước khiến bạn lo nghĩ khi kêu mang điều bất hạnh của người khác, nhưng cảm thấy vui vì mình tự nguyện nhận chịu sự khổ ấy. Nhờ tham gia vào việc cứu khổ cho kẻ khác mà tâm từ bi của bạn được phát triển. Trái lại ở trường hợp sau, mặc dù không muốn mà vẫn gặp cảnh khổ, cho nên quý vị bất đắc dĩ đành phải chấp nhận, nhưng không mấy gì tích cực. Tuy nhiên, Đức Phật đã dạy, bạn hãy quên hạnh phúc của riêng mình mà cố gắng giúp đỡ cho người khác. Nền tảng để bạn xây dựng tinh thần hy sinh và nghĩ đến phúc lợi tha nhân là lòng yêu thương chính mình. Tất cả chúng ta, ai cũng muốn có hạnh phúc và không thích khổ đau. Nhưng điều quan trọng là bạn đừng bao giờ quá đề cao, chỉ biết bản ngã của quý vị. Sự hiểu biết nhau giữa các tôn giáo sẽ mang lại tinh thần hòa hợp và thương yêu. Tôi đã từng thuyết giảng rằng các tôn giáo lớn trên thế giới đều có chung một lý tưởng của tình thương, một mục đích cứu giúp cho nhân loại và hướng dẫn các tín đồ trở thành những con người tốt hơn. Tín ngưỡng nào cũng dạy những lời răn đạo đức nhằm giúp con người giữ gìn thân, lời nói và ý nghĩ luôn luôn trong sạch. Tất cả đều khuyên chúng ta không nên nói láo, trộm cắp hay sát sinh, vân vân. Mục đích chung của những tôn giáo là xây dựng trên lòng vị tha, không ích kỷ, diệt trừ vô minh và hướng đến các điều thiện. Trên căn bản này, tôi tin rằng mọi tín ngưỡng đều thuyết giảng chung một bức thông điệp của tình thương. Sự khác biệt về giáo lý có thể do vì các nền văn hóa không đồng nhất của mỗi quốc gia. Thật là vô cùng lợi ích nếu chúng ta biết áp dụng trong cuộc sống hàng ngày những lời khuyên răn đạo đức hơn là tranh cãi về các điều khác biệt nhỏ nhặt vô bổ trong mọi tôn giáo. Mỗi tín ngưỡng hoạt động theo phương cách riêng của mình nhằm giúp nhân loại bớt khổ đau và đóng góp cho nền văn minh tiến bộ của thế giới. Không cần thiết phải cải đổi tôn giáo. Tốt hơn, tôi cố gắng suy nghĩ làm cách nào để có thể đóng góp giúp con người sống có hạnh phúc. Tôi không ủng hộ bất cứ một tín ngưỡng đặc biệt nào với ý đồ gây tổn hại cho các tôn giáo khác. Tôi cũng không chủ trương đi tìm một tôn giáo mới. Mọi tôn giáo khác biệt đều có trách nhiệm giúp làm thăng hoa và cải thiện đời sống con người. Nhân loại với nhiều khuynh hướng, trình độ và ý tưởng sai, nên cần phải có những tôn giáo khác nhau để giúp con người sống trong hòa bình và hạnh phúc. Tôi hoan nghênh mọi nỗ lực khắp nơi trên thế giới nhằm mang lại sự hòa hợp, thông cảm và hiểu biết nhau hơn giữa các tôn giáo. Điều này đặc biệt rất khẩn cấp cần thiết trong hiện tại. Sự hiểu biết giữa các tín ngưỡng sẽ tạo nên sự đoàn kết, giúp các tôn giáo có thể hợp tác làm việc chung với nhau. Điều ấy có thể thành đạt khi mọi tôn giáo đều biết kính trọng lẫn nhau và chú tâm vào mục đích chung là giúp đỡ, mang lại hạnh phúc cho con người.
chúng ta cũng cần có sự đồng tâm nhất trí trong nỗ lực lực truyền bá các giá trị đạo đức tâm linh căn bản của tất cả tôn giáo đến với mọi người, nhằm nâng cao đời sống an lạc cho nhân loại. Trong tương lai, dù cho quý vị sẽ có thể thành đạt được nền hòa bình thế giới hay không, chúng ta vẫn không có sự chọn lựa nào khác là cần phải cùng nhau tích cực hoạt động hướng đến mục tiêu đó. Sự tức giận là nhu nhược. Tất cả chúng ta đều mến chuộng sự trầm tĩnh, ngay cả trong lúc phải đối đầu với những kẻ có tính tình nóng nảy. Các bạn muốn nhìn thấy thành quả tốt đẹp của sự phát triển, chứ không muốn chứng kiến cảnh phá hoại đổ nát. Mọi hành động hủy diệt đều chống lại luật của thiên nhiên. Tôi tin mọi người đều đồng ý rằng chúng ta cần phải vượt qua để chiến thắng bạo lực. Nhưng nếu các bạn muốn loại trừ nó hoàn toàn, thì trước tiên quý vị cần tìm hiểu việc làm bạo động có giá trị gì không. Chúng ta nhận thấy trong một vài trường hợp, bạo động mang lại kết quả tốt và có lợi. Tuy nhiên, nó thường dẫn đến hành động vi phạm quyền làm người và tước đoạt hạnh phúc của kẻ khác. Kết quả là quý vị giải quyết được việc này, cùng lúc lại gây nên khó khăn khác. Những người có tham vọng ích kỷ và không thể thành đạt mục tiêu bằng cách dùng lý trí để thảo luận, nên mới sử dụng đến bạo lực. Và những kẻ không kiềm chế được tánh nóng nảy, dễ làm mồi cho cơn giận dữ. Cho nên, tức giận là dấu hiệu của sự yếu hèn và nhu nhược, chứ không phải sức mạnh. Sự thực hành chân thành đức tính bất bạo động được xây dựng trên tình thương và sự hiểu biết của con người là điều thiêng liêng cao quý. Nếu thành công, nó sẽ mở ra một con đường tiến xa hơn, dẫn đến một thế giới hòa bình trong thế kỷ tương lai. Chúng ta không biết đến những người đang sống cuộc đời bất hạnh. Trong xã hội, có những hạng người mà chúng ta cố gắng từ chối không muốn gặp, chẳng hạn như các tù nhân phạm tội. Những người đó thực sự đã đánh mất hết nguồn hy vọng. Họ đã không hiểu gì về trách nhiệm và kỷ luật. Kết quả tai hại là họ đã gây nên những thảm kịch, khổ đau và bất an cho mọi người. Tôi nghĩ điều quan trọng là chúng ta nên gửi đến những người này một vài lời khuyên và an ủi như sau. Các bạn là một phần trong xã hội của chúng tôi. Quý vị cũng có tương lai. Nhưng bạn cần phải sửa đổi những điều lầm lỗi và hành động xấu xa. Bạn nên sống có trách nhiệm như mọi người công dân tốt khác. Khi chúng ta tiếp xúc với một số người trong xã hội đang gặp cảnh khốn cùng, đó là cơ hội tốt nhất để quý vị phát tâm giúp đỡ cho họ với tình thương và lòng từ bi. Các bạn thường ít khi biết đến cảnh khổ của người khác. Bằng cách nào để có thể phát triển các đức tính tốt nơi con người? Các bạn nên thầm nguyện: tôi mong có dịp để mở rộng tấm lòng vị tha. Tôi ao ước gặp cơ hội tìm thấy nơi người khác có những điều hay, tốt đẹp hơn mình. Nhờ vậy mà chúng ta dẹp bỏ được tính ngã mạn, kiêu căng. Các bạn đừng bao giờ có mặc cảm nghĩ rằng quý vị không thể làm những việc lợi ích cho kẻ khác. Chúng ta nên tự tin là mình có khả năng hành động giúp đỡ mọi người. Các bạn nên dứt trừ những ý tưởng xấu ác trước khi chúng hiện ra trong tâm trí. Với quyết tâm, chúng ta cần phải làm những việc lành giúp ích cho tha nhân, có thể tạo nên một sức mạnh của tinh thần lợi tha nơi quý vị. Được vậy, tôi tin rằng có thể mang lại cho chúng ta một cuộc sống lành mạnh, hữu ích và thành công hơn. Giờ tu tập theo Phật giáo, bạn cảm thấy tâm mình an lạc, cùng lúc giúp những kẻ khác được an vui và chấm dứt hết sự khổ. Bảy.
7 cách bố thí không tốn một đồng. Rất nhiều người có thể đã từng bố thí, quyên tặng người khác, giúp một chút tiền hay còn ở đời, giáo hóa chúng sanh. Có một vị trưởng giả rất giàu, kho tàng đầy rẫy, tôi tớ đông đảo. Trưởng giả ấy là em của ngài Đại Mục Kiền Liên. Một hôm, tôn giả Mục Liền đến nhà em bảo rằng, tôi nghe chú không ưa bố thí, điều ấy rất không tốt. Đức Thế Tôn thường dạy, người nào hay bố thí sẽ được hưởng phước báo không lường. Nay chú được giàu sang như thế này là do công đức huệ thí từ kiếp trước. Nếu chú cứ ôm lòng lẫn tiếc, chẳng hấp bảy báu đầy đủ, voi ngựa xe cộ, tôi trai tớ gái đông đúc, ruộng vườn sự sản vô cùng to tát. Nhưng về tánh tham lam bỏng sẻn của hai ông này, ở trong nước thật không ai hơn. Trưởng giả tối thắng cũng như nan hàng, mỗi ông đều xây tường thành cao, làm bảy lớp cửa, dặn gia nhân đừng cho kẻ ăn xin vào nhà. Chưa lấy thế làm đủ, hai ông còn sắm những tấm lưới sắt che giăng khắp trên sân vì sợ loài chim bay xuống mổ thóc. Cho đến các kho vựa cũng đều làm bằng sắt, quyết không để loài chuột soi khoét và cắn phá đồ vật. Nghe tiếng hai ông trưởng giả kêu bẩn, năm vị đệ tử lớn của Đức Phật tuần tự nhau dùng phép thần thông, phân thân đi đến mỗi nhà, từ dưới đất bay lên, thuyết pháp giáo hóa. Nhưng kết cuộc, hai ông trưởng giả chẳng nghe lời giảng dạy. Sau rốt, Đức Phật cũng dùng phép phân thân đi đến, hiện thần lực, ngồi nằm giữa hư không, phóng ánh sáng rực rỡ, soi khắp mọi nơi, nói ra pháp màu nhiệm. Hai vị trưởng giả, tai nghe nhưng còn chưa hiểu thấu, đều tự nghĩ rằng, nay Đức Thế Tôn đã đến nhà, ta không nên để cho ngài về không? Nghĩ như thế, mỗi ông tự vào kho, lấy vải đem ra cúng Phật. Vì còn nặng lòng tham tiếc, hai ông định lựa vải xấu, nhưng lấy lầm vải thứ tốt. Khi trở vào đổi, lại lấy thứ khác tốt hơn. Bây giờ, cả hai tâm ý phân vân, nửa muốn đem ra, nửa muốn cất vào, băn khoăn không nhất định. Lúc ấy, Đức Phật dùng thiền nhãn xem thấy chư thiên đang đánh với Atula, khi được hơn khi bị thua, khi là quả báo của tâm trạng hơn kém trong khi bố thí. Đức Thế Tôn lại quan sát đến tâm của hai vị trưởng giả, thì thấy lúc có tâm bố thí hơn, tâm bỏng sẻn thua, lúc có tâm bỏng sẻn hơn, tâm bố thí thua. Ngài liền nói bài kệ rằng, bố thí như chiến tranh, điều ấy Phật không khen. Khi thí là khi đánh, hai việc ấy đồng nhau. Hai vị trưởng giả nghe xong, trong lòng hổ thẹn, cho rằng Đức Phật đã nói ngay tâm trạng của mình. Mỗi vị đều đem vải tốt ra dâng cúng Phật. Cúng dường xong, cả hai tâm trí sáng suốt đều chứng được đạo quả. Làm gì có sự lũng đoạn về kinh tế, người bóc lột người, một khi nhân loại đã thực hành tài thế. Cho và nhận, con đường thực hành tình thương và lòng từ bi. Nguyên tác Đức Đạt Lai Lạt Ma, trích từ cuốn sách Book of Wisdom. Lòng từ bi là đức tính nhiệm màu và quý báu nhất. Tôi tin rằng khi nói đến tâm từ bi, là chúng ta ghi nhận rõ bản tính của con người là hiền lành và hay xót thương. Ví dụ, một khoa học gia đã cho tôi biết, vài tuần đầu em bé vừa mới ra chào đời rất quan trọng, vì bộ não của hài nhi trong thời gian này đang phát triển. Đó là thời kỳ mà em bé rất cần sự chăm sóc, dỗ về, âu yếm của bà mẹ. Điều này chứng tỏ rằng, mặc dù không biết mặt người đó là ai, nhưng đứa trẻ vẫn cần đến tình thương săn sóc của người lớn. Nếu không được như thế, sẽ gây tai hại đến sự phát triển về sức khỏe nơi bộ não của em bé. Khi chúng ta vào bệnh viện, bất luận vị bác sĩ có tài chữa trị hay không, nếu ông ta bày tỏ tình thương hết lòng chăm sóc và vui cười với các bạn, quý vị liền cảm thấy rất an lạc. Nhưng nếu vị bác sĩ thiếu tình người, không quan tâm gì đến bệnh nhân, thì dù họ có tài giỏi cách mấy, bệnh nhân sẽ cảm thấy không mấy an tâm và đâm ra buồn phiền. Đây là bản chất của con người. Trong vấn đề giáo dục, kinh nghiệm của tôi cho thấy rằng, mặc dù giáo sư giảng không hay, nhưng với tình cảm yêu thương, học sinh dễ dàng ghi nhớ những lời thầy dạy. Ngược lại,
Nếu thiếu tình thầy trò, người học sinh rất khó lãnh hội những lời giảng của thầy giáo. Mặc dù các bạn bị bắt buộc phải học tập và có thể kính sợ vị giáo sư, nhưng chúng ta vẫn không thu nhận học hỏi được gì hết. Bởi lẽ, tất cả đều tùy thuộc rất nhiều vào lòng thương yêu của vị thầy dạy dỗ. Thời gian còn trẻ cũng như lúc trở về già, quý vị luôn luôn cần đến tình thương và giúp đỡ của nhiều kẻ khác. Trong giai đoạn này, con người thường nghĩ rằng chúng ta có thể làm tất cả mọi điều mà chẳng cần phải nhờ cậy đến ai, hay tình thương của các bạn bè là không quan trọng. Nhưng tôi nghĩ, chính trong thời gian này, chúng ta rất cần đến tình thương giúp đỡ lẫn nhau. Khi con người ở các thành phố hay thị xã lớn cảm thấy cô đơn, chẳng phải do không có bạn bè thân thiết, mà bởi vì giữa họ sống thiếu tình người với nhau. Do vậy, đời sống sức khỏe về tinh thần của họ bị sút giảm. Trái lại, những người lớn lên trong không khí đầy tình thương thì thân thể của họ được mạnh khỏe, tinh thần sáng suốt và tâm tính hiền lành. Trẻ con được nuôi dưỡng và trưởng thành trong hoàn cảnh thiếu lành mạnh thường hay có những ý tưởng không tốt. Điều này chứng tỏ cho thấy bản chất của con người là như vậy. Như tôi đã nói trên, thân thể con người đánh giá sự bình an trong tâm các bạn. Nhiều điều làm quý vị phiền muộn sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của các bạn. Điều này chứng tỏ rằng toàn bộ sức khỏe của chúng ta thích hợp với không khí tình thương con người. Cho nên, năng lực về lòng từ bi của các bạn hiện hữu nơi đó. Chỉ còn vấn đề là quý vị có thực hành và áp dụng nó được hay không. Mục đích chủ yếu lời giải thích của tôi là nhằm chứng tỏ bản chất con người vốn có sẵn tâm từ bi, và đó là đức tính cần thiết mà các bạn có thể phát triển được. Hiểu biết chính xác về ý nghĩa của lòng từ bi là điều rất quan trọng. Phật giáo giải thích lòng từ bi đặt nền tảng cho sự chấp thuận và thừa nhận mọi kẻ khác cũng như chính mình, đều mong ước có hạnh phúc và không thích khổ đau. Trên căn bản này, con người phát triển sự quan tâm đến phúc lợi của mọi người mà không nghĩ đến cá nhân mình. Đó là lòng từ bi. Trong nhiều trường hợp, tình thương và lòng từ bi nghĩ tưởng đến các bạn bè của mình chỉ là sự tham đắm. Tình cảm này không xây dựng trên sự nhận thức rằng mọi người đều bình đẳng, có quyền hưởng hạnh phúc và tránh khổ đau. Trái lại, nó dựa vào ý kiến cho rằng vật này là của tôi, bạn tôi, hay cái kia là rất tốt cho tôi. Đó là sự tham đắm. Do vậy, khi thái độ của con người đối với bạn thay đổi, tình cảm thân thương của quý vị đối với kẻ ấy tức khắc cũng sẽ biến mất. Trái lại, khi chúng ta thực sự xót thương một người nào, bất kể thái độ của họ đối với bạn thay đổi ra sao, bởi lẽ đơn giản vì kẻ đó là con người nên họ có quyền hưởng hạnh phúc và không thích khổ đau. Dù người ấy có thái độ trung lập hay trở thành kẻ thù của bạn, thì quý vị vẫn phát tâm từ bi xót thương họ. Lòng từ bi và sự tham đắm thường hay mâu thuẫn với nhau. Theo Phật giáo, muốn phát triển tâm từ bi, trước tiên bạn phải thực tập thiền quán về tâm bình đẳng và hỷ xả, cũng như tách mình ra khỏi những kẻ rất gần gũi với chúng ta. Rồi bạn cần diệt trừ những tình cảm tiêu cực, không thân thiện đối với mọi kẻ thù của quý vị. Chúng ta nên nhìn tất cả chúng sanh với tâm bình đẳng. Trên căn bản này, dần dần các bạn có thể mở rộng tâm từ bi đến mọi người. Để phát triển lòng từ bi, trước hết quý vị cần luyện tập tâm hỷ xả. Điều này rất quan trọng, vì nếu không có lòng hỷ xả đối với mọi người, tình thương của các bạn sẽ trở nên thiên vị và phân biệt đối với những kẻ khác. Tôi sẽ đưa ra một ví dụ cụ thể về phương pháp thiền quán của Phật giáo nhằm phát triển đức tính hỷ xả như sau. Trước tiên, quý vị phát tâm hỷ xả, thương nghĩ đến một nhóm nhỏ gồm những người quen biết
như bạn bè và thân nhân, những kẻ mà chúng ta thương mến. Thứ hai, hãy nghĩ đến những người mà các bạn hoàn toàn dưỡng chân. Và thứ ba, hãy quán tưởng hướng đến các phần tử mà mình ghét bỏ. Một khi nghĩ tưởng đến những hạng người khác biệt này, quý vị hãy cố gắng quan sát tâm của mình để thấy bình thường nó đối xử ra sao với những hạng người nói trên. Các bạn sẽ nhận biết rằng phản ứng tự nhiên của chúng ta là có thiện cảm với những bạn bè thân thiết, không ưa thích những người mình xem như kẻ thù, và hoàn toàn dửng dưng với các phần tử quý vị có thái độ trung lập, không ghét mà cũng chẳng thương. Rồi các bạn cố gắng tự hỏi, tại sao mình lại đối xử phân biệt như vậy? Chúng ta nên so sánh kết quả của hai ý tưởng chống trái nhau mà quý vị dành cho những bạn bè và kẻ thù của mình, để thấy tại sao tâm mình bị dao động đối với hai nhóm người khác biệt như vậy. Bạn cần nhận thức rõ ảnh hưởng của sự phản ứng nơi tâm mình và cố gắng để thấy điều bất lợi khi liên hệ chúng với thái độ cực đoan như thế. Nếu nhìn nhân loại như sự toàn bộ tất cả, thì chúng ta là những động vật sống trong xã hội. Hơn nữa, các cơ sở, tổ chức của nền kinh tế và giáo dục hiện đại chứng tỏ thế giới của chúng ta ngày càng trở nên nhỏ lại và hoàn toàn tùy thuộc vào nhau nhiều hơn. Trong tình trạng đó, tôi nghĩ sự chọn lựa duy nhất là chúng ta nên sống cùng hòa hợp làm việc với nhau và luôn nhớ nghĩ đến phúc lợi chung của toàn thể nhân loại. Đó là quan điểm và phương thức căn bản mà các bạn nên chấp nhận để sống còn. Từ bản chất, đặc biệt là con người, tôi không thích sống độc lập với những kẻ khác. Hạnh phúc của tôi tùy thuộc vào hạnh phúc của mọi người. Cho nên lúc thấy người ta hạnh phúc, tự nhiên tôi cảm thấy phần nào hạnh phúc hơn là khi nhìn con người gặp cảnh khó khăn. Ví dụ, khi xem hình ảnh trên đài truyền hình, quý vị thấy cảnh đói khổ của những người già và trẻ con tại Somalia, Đông Phi Châu, tự nhiên chúng ta cảm thấy buồn. Cho dù sự buồn đau ấy sẽ hướng dẫn quý vị đến hành động có thể giúp đỡ được hay không những kẻ bất hạnh nói trên. Trong cuộc sống hàng ngày, hiện nay chúng ta đang thụ hưởng các tiện nghi vật chất đầy đủ, bao gồm những ngôi nhà có máy lạnh. Tất cả các vật dụng hay tiện nghi này đều trở thành hiện thực, không do chính chúng ta tạo ra mà bởi sự đóng góp trực tiếp hay gián tiếp của nhiều người khác. Các bạn không thể trở lùi lại cuộc sống lạc hậu của vài thế kỷ trước đây, vào thời kỳ con người sinh hoạt một cách đơn giản với các vật dụng thô sơ, chứ không phải đồ dùng máy móc tiến bộ như ngày nay. Điều rõ ràng chúng ta nhận thấy, mọi tiện nghi mà quý vị đang hưởng thụ đều là sản phẩm do sức lao động đóng góp của nhiều người. Từ khi tất cả chúng ta đều có quyền bình đẳng trong vấn đề mưu tìm hạnh phúc, cũng như có sự tương quan liên hệ mật thiết với nhau, thì cá nhân quý vị dù quan trọng cách mấy cũng trở thành vô nghĩa khi so sánh với quyền lợi của hơn 5 tỷ người trên hành tinh này. Bằng cách suy nghĩ như vậy, bạn có thể phát triển tinh thần trách nhiệm toàn cầu. Các vấn đề mưu sinh hiện đại như làm giảm bớt các lớp xú dưỡng khí, ozone, chúng ta cũng phải cần đến sự hợp tác của nhiều quốc gia trên thế giới. Với sự phát triển hỗ tương đó, toàn thế giới đã trở nên nhỏ hơn, nhưng đời sống tâm linh của con người vẫn chưa được tiến triển gì mấy. Nếu bạn chỉ nghĩ đến riêng mình, cũng như không quan tâm đến quyền lợi và hạnh phúc của kẻ khác, hay tệ hơn nữa là chủ trương lợi dụng mọi người, thì cuối cùng quý vị sẽ hoàn toàn thua lỗ. Chúng ta sẽ không có bạn bè tỏ bày lòng thương yêu và quan tâm đến hạnh phúc của quý vị. Hơn nữa, khi mình gặp hoạn nạn, thay vì có người xót thương, thì không một ai nghĩ tưởng đến các bạn. Trái lại, nếu một cá nhân có tình thương và lòng từ bi, cũng như có tâm muốn giúp đỡ những người khác, thì kẻ đó, dù có được nhiều người quen biết hay không, hoặc khi đến bất cứ nơi đâu, họ liền muốn kết bạn thân với mọi người. Và lúc gặp khó khăn, họ sẽ có nhiều người đến giúp đỡ.
tình bạn chân thực được phát triển trên căn bản của lòng yêu thương, chứ không phải vì tiền bạc hay danh lợi. Dĩ nhiên, vì giàu sang và có thế lực, nhiều người chạy theo bạn với nụ cười trên môi và quà tặng trong tay. Nhưng suy nghĩ kỹ thì các người này không phải là bạn chân thực của quý vị, mà là bạn của tiền bạc và lợi danh. Bao lâu chúng ta còn của cải thì còn bạn bè lui tới. Nhưng gặp khi sa sút, nghèo túng thì bạn bè sẽ cao chạy xa bay. Với những người bạn này thì sẽ không có ai hết lòng thành thực giúp đỡ khi quý vị cần đến. Đó là sự thật hiển nhiên. Khi sức mạnh nội lực tinh thần tăng trưởng thì bạn có thể phát triển sự quyết tâm kiên cố. Và với sự quyết tâm vững mạnh này, dù gặp phải khó khăn cách mấy, bạn cũng sẽ dễ dàng khắc phục vượt qua để đạt được kết quả tốt đẹp. Trái lại, nếu quý vị do dự, sợ hãi và thiếu tự tin, thì chắc chắn bạn sẽ đâm ra bi quan, để dẫn đến hậu quả hoàn toàn thất bại. Một điều các bạn nên nhớ rằng, sự cải đổi nội tâm không phải là việc dễ dàng mà cần có thời gian. Tôi nghĩ một số người ở Tây Phương, nơi mà đời sống kỹ thuật vật chất rất cao, lầm tưởng rằng mọi việc đều tự động xảy ra theo ý mình muốn. Quý vị không nên hy vọng sự chuyển hóa nội tâm con người có thể thực hiện trong một thời gian ngắn. Đó là điều không thể có. Chúng ta nên nhớ rằng, công việc tu tập đòi hỏi nỗ lực tinh tấn thường xuyên nơi hành giả. Để rồi sau 1 năm, 5 năm, 10 năm hay 15 năm, các bạn sẽ thấy có sự thay đổi. Đôi lúc tôi vẫn còn nhận thấy khó khăn để thực hiện các điều này. Tuy nhiên, tôi thực sự tin rằng hoàn toàn có lợi ích khi hành trì áp dụng chúng trong đời sống. Bất bạo động và lòng từ bi. Nguyên tác: Đức Đạt Lai Lạt Ma. Chuyển ngữ: Hòa thượng Thích Trí Chơn. Trích từ cuốn sách On Nonviolence and Compassion. Đời sống tâm linh không phải là đức tin tôn giáo. Điều căn bản là tất cả mọi người đều muốn sống trong hạnh phúc. Chúng ta có quyền để thành đạt một cuộc sống hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, phương pháp sử dụng không nên gây tai hại hoặc tạo sự đau khổ cho người khác. Bạn cần hiểu biết rằng có sự khác biệt giữa những lợi ích và tổn hại ngắn cũng như dài hạn. Phúc lợi lâu dài là điều rất quan trọng. Các bạn là những con người chứ không phải cái máy. Cho nên quý vị nên suy nghĩ chín chắn về các khả năng bên trong và giá trị sâu xa của chính mình. Người ta có thể bảo rằng đó là sự phát triển tâm linh. Nhưng khi đề cập đến đời sống tinh thần, tôi không có ý nói tới bất cứ đức tin tôn giáo nào. Tôi muốn nhấn mạnh đến các đức tính tốt căn bản của con người. Đó là lòng thương yêu, tính thành thực, sự giữ giới và sáng suốt được hướng dẫn bởi các ý nghĩ tốt của con người. Tất cả giáo lý và truyền thống của các tôn giáo đều dạy chúng ta trở thành những người có đạo đức với tâm hồn rộng mở. Những tôn giáo này đều kiện toàn các đức tính tốt của con người mà quý vị đã sẵn có ngay từ lúc mới ra chào đời. Con người không chỉ có khả năng xây dựng cuộc sống hạnh phúc cho chính mình mà còn có thể giúp đỡ cho nhiều kẻ khác. Bản chất của chúng ta là có khả năng sáng tạo, và nhận thấy được điều ấy là rất quan trọng. Tôi tin rằng trí hiểu biết và lòng từ bi căn bản của con người là thích sống hòa hợp với nhau. Sự tức giận và hận thù là những kẻ thù đích thực của chúng ta. Điều cần thiết là các bạn nên biết để khống chế kẻ thù nằm trong tâm của quý vị. Chúng là tính nóng giận và sân hận. Còn những kẻ thù khác là tạm thời, mà thỉnh thoảng chúng mới hiện ra trong cuộc sống của chúng ta. Trừ khi các bạn tu luyện cái tâm của mình để diệt trừ các tính xấu tiêu cực đó. Còn không, chúng sẽ tiếp tục phá rầy
và gây trở ngại cho nỗ lực phát triển cái tâm an lạc của quý vị. Nguồn gốc khiến người ta thù ghét là do bởi các bạn ham muốn hạnh phúc và quyền lợi của chính mình, nhưng lại không quan tâm đến lợi ích của những kẻ khác. Chính do tâm ích kỷ này đã tạo ra sự đau khổ và buồn phiền cho chúng ta. Để thấy rõ sự diễn tiến của cái ý tưởng ác hại này, quý vị cần nhận biết về bản chất của tâm thức. Nếu phân tích tâm con người, chúng ta thấy rằng có nhiều trạng thái của tâm. Một vài loại thiện và hữu ích, quý vị nên phát triển khả năng tích cực của chúng. Trái lại, cũng có các loại tâm bất thiện mang lại khổ đau và phiền não cho con người, thì các bạn cần nhận diện và tìm cách loại bỏ chúng. Bao lâu những kẻ thù này còn nằm trong tâm, thì đó là điều rất nguy hiểm đối với quý vị. Trong kinh Đức Phật dạy, có rất nhiều tư tưởng bất thiện và cũng có rất nhiều phương pháp để đối trị. Thật là điều ảo tưởng khi chúng ta hy vọng sẽ tìm thấy một chiếc chìa khóa thần bí để cùng lúc giúp quý vị loại trừ hết những ý tưởng xấu ác này. Muốn đạt kết quả tốt, các bạn nên có sự quyết tâm và kiên nhẫn. Cho nên, điều quan trọng là chúng ta cần biết hướng dẫn một cuộc sống thường xuyên trong sự sáng suốt và tỉnh thức. Tình thương được xây dựng trên lòng vị tha. Nhằm theo đuổi các đối tượng của lòng ham muốn và dục vọng, con người thường sử dụng đến hành động tranh chấp và xâm lược như là các phương tiện hữu hiệu để đạt kết quả. Điều đó đã xảy ra trong xã hội con người từ các thế kỷ xa xưa, nhưng sự thực hành đã được triệt để áp dụng trong thời đại tân tiến ngày nay. Bằng cách nào để tiêu diệt ba độc hại nguy hiểm này? Lòng tham, sự lừa dối và xâm lược, vì chúng là nguồn gốc tạo nên mọi cuộc khủng hoảng và chiến tranh trên toàn thế giới. Tôi nghĩ rằng tình thương và lòng từ bi là ngôi nhà đạo đức cho nền hòa bình nhân loại. Tình thương chân chính không xây dựng trên sự tham đắm mà là lòng vị tha. Lòng từ bi của bạn là sự cứu giúp đầy nhân ái trước nỗi khổ đau của con người. Lòng từ bi tự nguyện, không phân biệt và giới hạn đối với mọi chúng sinh, không phải là tình thương thông thường mà quý vị có đối với bạn bè hay gia đình. Bởi lẽ, trong tình thương hạn cuộc đó, bao gồm sự vô minh, lòng ham muốn và dục vọng. Nhưng loại tình thương bao la trên là tình thương mà bạn có thể có ngay cả đối với kẻ thù của mình. Lẽ phải của lòng từ bi là vì lý do mọi người đều muốn có hạnh phúc và không thích khổ đau. Con người dù có đức tin tôn giáo hay không, họ vẫn đề cao tình thương và lòng từ bi. Vào lúc mới sinh ra cho đến cuối đời, chúng ta sống nhờ sự giúp đỡ của mọi người, thì tại sao vào giữa cuộc đời quý vị lại không đối xử tốt với những kẻ khác? Phát triển lòng vị tha với tư cách là một thành viên trong đại gia đình của nhân loại là góp phần kiến tạo nền hòa bình chung cho thế giới. Nếu chúng ta nhận thức rằng sự quan tâm đến đông đảo người khác là quan trọng hơn thiểu số, thì quý vị có thể dễ dàng chia sẻ và bố thí tài sản của mình cho mọi người xung quanh. Lúc ấy, bạn không còn nghĩ đến hạnh phúc cá nhân và tâm quý vị cảm thấy vô cùng an lạc. Sự thật sẽ chiến thắng. Tôi tin rằng có nhiều cuộc cách mạng ôn hòa đã xảy ra một vài nơi trên thế giới. Chúng đã dạy chúng ta nhiều bài học lịch sử quý giá. Một trong những bài học đó là giá trị của sự thật. Quần chúng không thích cá nhân lãnh tụ hay một đảng phái chính trị nào dùng lời khoác lác, nói láo hay lừa gạt họ, vì các hành động bất chánh ấy phản lại tinh thần dân chủ đúng đắn của con người. Cho nên, ngay các nhà chính trị đã dùng thủ đoạn lừa gạt và bạo lực. Mặc dù có thể thành công trong nhất thời, nhưng về lâu dài, họ sẽ thất bại, bị quần chúng lật đổ. Trái lại, mọi người đều hâm mộ và tôn trọng sự thật,
xem nó như là máu huyết của chúng ta. Sự thật là người bảo đảm tốt nhất và là nền tảng thực sự cho nền tự do và dân chủ. Dù cho bạn yếu hay mạnh, hoặc chủ trương đường lối của quý vị có nhiều hay ít người ủng hộ, sự thật vẫn sẽ thắng. Trong sinh hoạt chính trị của chúng ta, điều rõ ràng là nhiều lúc sự thật đã không được tôn trọng. Các nước nhỏ yếu kém đã không tránh khỏi bị những quốc gia lớn mạnh chi phối và áp chế. Chẳng khác gì hạng dân chúng đói nghèo trong xã hội đã chịu khổ sở với bàn tay bóc lột, đàn áp của những kẻ có nhiều tiền và thế lực. Mặc dù đôi lúc sự thật là điều không dễ có, nhưng nó vẫn được mọi người công nhận như là một sức mạnh vạn năng và đã giúp nhân loại làm nên lịch sử. Trong quá khứ, hạng người nô lệ đã dùng bạo động để tranh đấu giành lại tự do. Ngày nay, theo gương Thánh Gandhi, Ấn Độ, và mục sư Martin Luther King, Hoa Kỳ, cha đẻ các cuộc cách mạng ôn hòa, đã đóng góp cho những thế hệ tương lai tấm gương sáng ngời của sự thành công tuyệt diệu nhờ vào chủ trương bất bạo động. Có nhiều biến cố chính trị xảy ra gần đây trên thế giới chứng tỏ cho thấy sự mong muốn cả hòa bình và tự do đã đặt nền tảng trên bản chất của con người là không thích bạo động với sự hoàn toàn phản đạo đức tai hại của nó. Ăn chay là tốt nhất. Chúng tôi muốn nêu lên một vấn đề rất quan trọng về các thú vật bị hành hạ và giết thịt tại các trại chăn nuôi. Chúng ta cần thấu hiểu nỗi đau đớn và khổ sở mà chúng đang phải chịu đựng. Một số quý vị không muốn nhìn thấy cảnh những con vật bị sát hại đáng thương ấy. Vậy chúng ta phải làm sao? Hàng nghìn triệu và tỷ loài vật đã bị giết chết mỗi ngày để dùng làm thức ăn cho con người. Đó là một thảm cảnh rất buồn. Loài người chúng ta có thể sống mà không cần thịt, nhất là trong thế giới tân tiến ngày nay. Chúng ta có rất nhiều loại rau cải và các thức ăn ngũ cốc khác. Cho nên các bạn có khả năng và trách nhiệm để cứu thoát hàng tỷ mạng sống. Tôi thấy nhiều cá nhân hay nhóm người thành lập các tổ chức bảo vệ loài vật và chủ trương ăn chay. Đây là hành động quá tuyệt vời. Một vài sự giết chóc như là điều xa xỉ. Chẳng hạn đi săn và câu cá là những thứ tiêu khiển hay thể thao thật là vô nghĩa, chẳng có ích lợi gì. Nhưng điều đáng buồn nhất là ở các trại chăn nuôi, những con vật bị giết thịt một cách vô cùng đau đớn. Nhiều mạng sống đã phải hy sinh cho một dĩa thịt. Thức ăn này đối với tôi chẳng ngon lành gì. Tôi nhận thấy thật đáng ghê tởm. Và tôi nghĩ tốt hơn là chúng ta nên tránh các hành động tội lỗi ấy. Nếu bây giờ bạn đang ăn thịt, sau này quý vị có thể nên bỏ ăn thịt. Tôi nghĩ bản chất con người chúng ta là ăn chay và nên cố gắng đừng làm hại đến các chúng sinh khác. Nếu hiểu biết, các bạn có thể hỗ trợ cho các chương trình dinh dưỡng, bảo vệ sức khỏe và dùng thức ăn chay. Thật là điều rất tai hại nếu chúng ta không biết đến sự khổ đau của các chúng sinh khác. Ngay cả trong thời kỳ chiến tranh, điều tốt nhất là quý vị nên nhận thức rõ về sự khổ của các nạn nhân trong cuộc chiến, và chính mình cũng cảm thấy đau buồn vì đã dự phần gây ra điều khổ đau ấy cho họ. Ngày nay, nhờ khoa học tiến bộ, kỹ thuật sát sinh lại càng tàn nhẫn hơn. Ở Tây Tạng, nhà hàng thịt trước khi giết thú vật, họ cho chúng dùng thuốc an thần và cũng đọc kinh cầu nguyện cho những con vật bất hạnh đó. Mặc dù người ta phải giết thú vật để ăn thịt, nhưng tôi nghĩ hành động theo phương cách của người dân Tây Tạng trên đây vẫn tốt hơn. Phái nam không nên ngược đãi nữ giới. Tôi nghĩ chúng ta cần suy xét lại thái độ của mình đối với nữ giới, sự khác nhau căn bản giữa hai phái, và trong kinh Đức Phật đã dạy thế nào về vấn đề này. Tôi tin tưởng có luân hồi, nhưng tôi không thể nhớ kiếp trước của tôi. Thật vậy,
tôi không thể nhớ hết các việc tôi đã làm trong thời gian qua. Điều chắc chắn trong nhiều kiếp trước, có thể tôi là một người nữ. Và những kiếp tương lai cũng vậy. Tôi không chắc là tôi sẽ tái sinh với thân nữ, thân nam hay một thân nào khác. Tôi không biết. Điều quan trọng các bạn nên nhớ trong Phật giáo, không có sự phân biệt hay kỳ thị giữa nam và nữ. Cả nam lẫn nữ đều giống nhau, có thể đạt đến quả vị giải thoát tối thượng cuối cùng. Trong khả năng chứng đắc Niết Bàn hay thành Phật, không có sự khác biệt giữa nam hay nữ. Nhưng trong một vài bộ luật của Phật giáo ghi chép rằng, một vị tỳ kheo tăng sau khi thọ đại giới, cụ túc, được đặt ở vị trí cao hơn một tỳ kheo ni. Dù thế nào, phái nam có hành động ngược đãi hay khinh thường nữ giới là điều không nên. Nếu trong gia đình, người chồng không biết kính yêu vợ thì là một tai họa. Trái lại, người vợ mà bất kính đối với chồng thì lại càng thêm tệ hại. Ta La Bồ Tát của Tây Tạng là vị đã phát Bồ Đề Tâm tu hạnh nguyện Bồ Tát. Ngài đã phát nguyện: tôi muốn làm thân nữ phát tâm Bồ Đề. Trải qua nhiều kiếp tu hành, tôi nguyện được sinh ra làm thân nữ. Và trong kiếp cuối cùng của tôi, khi chứng quả thành Phật, tôi cũng nguyện sẽ hiện làm thân người nữ. Tất cả chúng ta là con người. Có lần, tôi viếng thăm một gia đình người da đen nghèo khổ tại Nam Phi Châu. Ông là một giáo viên. Chúng tôi nói với ông rằng, sự kỳ thị màu da là điều xấu xa. Nhưng giờ đây hoàn cảnh đã thay đổi. Những người da đen cũng có quyền bình đẳng như người da trắng. Cho nên, hiện tại ông có nhiều cơ hội tốt để phát triển tinh thần bình đẳng chân chính. Vị giáo viên qua nét mặt buồn bã đã trả lời với tôi, ông tin rằng trí óc của dân Phi Châu da đen là rất ngu đần. Ông nói, chúng tôi không thể nào thông minh như người da trắng. Tình trạng này giống như ở Ấn Độ. Nghe vậy, tôi vô cùng sửng sốt và rất buồn. Nếu còn ý tưởng mặc cảm tự ti như thế thì không cách gì cải đổi xã hội này được. Không có thể. Và tôi đã cãi lại ông ta. Tôi bảo, với kinh nghiệm cá nhân, tôi biết dân tộc Tây Tạng chúng tôi chẳng khác gì dân Phi Châu của ông. Nếu người Tây Tạng gặp cơ hội, họ cũng có thể phát triển mạnh mẽ. Bằng chứng là những người Tây Tạng tị nạn ở Ấn Độ hơn 40 năm qua, ngày nay họ đã trở thành một cộng đồng thành công nhất tại đó. Tôi nói với ông rằng, tất cả chúng ta đều bình đẳng, chúng ta có khả năng như nhau, chúng ta đều là con người. Sự khác biệt màu da là không quan trọng. Quá khứ do sự kỳ thị, cho nên các ông không có cơ hội tiến thân. Chứ thực ra thì quý vị vẫn có khả năng như người da trắng. Cuối cùng, với nước mắt lưng tròng, ông nghẹn ngào trả lời: bây giờ tôi nhận biết rằng tất cả chúng ta đều bình đẳng. Chúng ta là những con người và đều có khả năng giống nhau. Trong nỗi buồn sâu xa, tôi cảm thấy một chút an ủi. Nếu cứ giữ mãi tâm trạng bi quan, nghĩ rằng chúng ta khó có cơ hội tiến bộ, thì quý vị sẽ không bao giờ cải cách gì được. Và đó là bước đầu dẫn đến thất bại. Chúng ta có quyền cạnh tranh một cách chân chính và hợp pháp, nhưng đừng gây tổn hại đến kẻ khác. Sự đau khổ của chúng ta không chỉ giới hạn trong một kiếp hiện tại. Phật giáo dạy rằng, con người có thể giác ngộ, chứng đắc quả giải thoát ngay trong đời này. Điều ấy có thể đúng cho một số hành giả nhiều kiếp trước đã chuẩn bị tu tập để đạt kết quả ấy. Do đó, sự tinh tấn tu hành rất cần thiết. Và các bạn nên đi theo con đường trung đạo, tránh tình trạng lúc giải đãi biến nhát, khi thì quá nôn nóng hăng say. Ngoài ra, quý vị cần phải thường xuyên tu tập thiền định để sáng suốt hướng dẫn các hành động chân chính của chính chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, cũng như cố gắng thể hiện tâm từ bi đối với tất cả mọi người.
lòng từ bi bao la, có sức mạnh thúc đẩy người mẹ hết lòng thương yêu và chăm sóc đứa con đau khổ của mình. Tình thương này ảnh hưởng toàn bộ đến tư tưởng và hành động của bà mẹ. Khi các bạn áp dụng tình thương ấy đến với những người xung quanh, như vậy quý vị đã thể hiện được tâm đại bi của mình. Khi con người được kích động bởi lòng đại bi và tâm họ được thúc đẩy bởi lòng vị tha, hành giả sẽ dồn hết mọi năng lực để cứu độ tất cả chúng sinh thoát khỏi cảnh khổ luân hồi sanh tử. Nỗi đau khổ của bạn không chỉ giới hạn trong một kiếp sống này. Hiện tại, đời sống của quý vị tương đối phần nào có hạnh phúc, nhưng chúng ta có thể gặp nhiều khổ đau trong những kiếp tương lai. Nếu các bạn không biết dùng cái thân đời này để tu tập và phát triển lòng từ bi, tâm đại bi ngăn chặn quý vị không có tánh ích kỷ. Chúng ta cảm thấy vô cùng an lạc và không bao giờ rơi vào tình trạng chỉ biết mong cầu hạnh phúc hay sự giải thoát cho riêng mình. Bạn cần phải kiểm soát tâm của mình một cách cẩn thận và sáng suốt với sự tinh tấn cùng nhẫn nhục, rồi chúng ta sẽ nhận thấy lòng từ bi, nghĩ tưởng đến hạnh phúc kẻ khác của quý vị sẽ được tăng trưởng. Tâm con người loạn động giống như roi điên. Điều gì ngăn cản lòng từ bi? Chúng ta cần hiểu rõ các yếu tố nào đã gây trở ngại cho tâm từ bi phát triển, và bạn nên tìm cách để loại bỏ chúng. Có lẽ điều khiến cho lòng từ bi không phát khởi được là do tâm con người thiếu sự tu tập, và đó là nguồn gốc của mọi hành vi kém đạo đức. Muốn chuyển hóa các hành động và thói quen xấu ác, bạn có thể bắt đầu kiềm chế, kiểm soát tâm của mình, là nơi từ đó các ý tưởng xấu cũng như tốt phát sinh. Ngoài ra, quý vị cần dùng các đức tính tốt có lợi để thay thế những tính xấu tiêu cực bất lợi cho sự phát triển của lòng từ bi. Tâm không kiềm chế và loạn động chẳng khác gì roi điên. Nó có thể tàn phá, không những chỉ hủy diệt mọi vật mà còn gây khổ đau lâu dài cho chính mình và nhiều kẻ khác. Tâm không phải tự nhiên là xấu ác, nhưng do ảnh hưởng của tình cảm bất thiện khiến cho tâm trở thành không tốt. Nếu hận thù là đặc tính không thay đổi của tâm thức, thì tâm lúc nào cũng phải luôn luôn giận ghét. Nhưng rõ ràng là không phải như vậy. Có sự khác biệt quan trọng giữa tâm thức và tư tưởng cũng như tình cảm của con người. Trách nhiệm phổ quát toàn cầu cũng tùy thuộc phạm vi hoạt động chính trị. Qua sự phát triển hành động của trách nhiệm đối với những kẻ khác, các bạn có thể kiến tạo một thế giới nhân đạo và từ bi hơn mà chúng ta hằng mơ ước. Xét đến bản chất hỗ tương tùy thuộc lẫn nhau của vạn vật, cho thấy thói quen phân biệt giữa bản ngã chúng ta và người khác là một trở ngại cho sự phát triển lòng từ bi. Lòng từ bi thay thế cho tư tưởng đạo đức, tùy thuộc vào các hành động lành của chúng ta, cá nhân cũng như xã hội. Tôi tin lòng từ bi và trách nhiệm phổ quát toàn cầu cũng tùy thuộc phạm vi chính trị. Hiểu được điều ấy, quý vị không cần từ bỏ nếp sống hiện nay để thích nghi theo lối suy nghĩ hay một phép tắc mới nào. Nhưng một cá nhân trong đời sống hàng ngày của mình sẽ trở nên một con người có đạo đức, từ bi và hạnh phúc hơn. Như vậy, quý vị bắt đầu thực hiện một cuộc cách mạng tâm linh. Công việc gì các bạn đang làm không quan trọng. Điều cần là chúng ta biết nghĩ rằng việc tôi làm đây giúp ích cho những người khác, và nó sẽ mang lại phúc lợi cho cộng đồng rộng lớn hơn. Nếu thiếu lòng từ bi căn bản của con người, thì tôn giáo, chính trị hay kinh tế và dân dân, tất cả có thể trở nên bẩn thỉu. Thay vì phục vụ, chúng biến thành các hành động phá hoại nhân loại. Tôi không có bất cứ tiêu chuẩn nào trong đầu óc, nhưng khi áp dụng các nguyên tắc vào thực hành, thì chúng tôi nhận biết rõ điều ấy.
chúng ta rất cần những người có trách nhiệm, gồm các nhà chính trị, thương gia, phụ nữ hay luật sư. Tùy theo phương cách và giới hạn của hoàn cảnh, quý vị sẽ làm bất cứ việc gì bạn có thể. Điều quan trọng là khi làm điều gì hy sinh và giúp đỡ cho ai, chúng ta nên tự phát nguyện và hiểu rõ lợi ích của các hành động ấy. Tôi mong rằng bạn sẽ cố gắng thể hiện lòng từ bi trong cuộc sống hàng ngày và bằng tinh thần trách nhiệm đối với những kẻ khác. Quý vị sẽ làm bất cứ việc gì có thể để giúp đỡ cho mọi người. Phát triển lòng từ bi mà không có sự phân biệt. Hàng chục tỷ năm đã trôi qua kể từ khi thế giới được thành lập với sự xuất hiện của loài người lần đầu tiên trên quả địa cầu này. Sau đó, cần phải mất nhiều thời gian lâu dài để con người được trưởng thành chín chắn trong tư tưởng cũng như sự phát triển toàn hảo các khả năng trí tuệ của nó. Và ngay từ khi loài người thành đạt được những tiến bộ đến ngày nay đã trải qua hàng chục nghìn năm. Trong khoảng thời gian dài vô tận này, thế giới đã chứng kiến biết bao sự đổi thay vì nó đang ở trong tình trạng luôn luôn chuyển biến. Ngay hiện tại, quý vị nhận thấy mọi sự vật dường như đứng yên một chỗ. Nhưng kỳ thực, các hiện tượng vật chất cũng như tinh thần đều đang ở trong quá trình diễn biến và thay đổi. Tất cả chúng đều luôn luôn sinh ra, phát triển và hủy diệt. Trong cơn lốc của những sự đổi thay này, chỉ có chân lý là cố định và thường còn. Nói khác là sự thật của các pháp cùng với luật nhân quả, gây nhân lành gặp quả tốt và tạo nhân ác gặp quả xấu là một định luật sẽ mãi mãi tồn tại, không bao giờ biến dịch và thay đổi. Luật này nói như vậy trước khi con người xuất hiện trên quả đất, trong thời kỳ nó có mặt rất sớm và giai đoạn hiện tại, và sẽ luôn luôn như thế trong nhiều thế kỷ tương lai. Tất cả chúng ta đều mong ước sống trong hạnh phúc và không thích khổ đau cùng với những điều bất hạnh khác. Như các bạn đều biết, mọi sự bình an và đau khổ đều có nguyên nhân. Muốn tránh gặp phải các điều không may mắn và buồn phiền, quý vị nên phát triển lòng từ bi với tâm không phân biệt và tình thương bao la đối với tất cả mọi người. Cần chú ý đến sự mở rộng tấm lòng vị tha. Là con người, các bạn đều nhận thức rõ sự lợi ích của lòng từ bi và giá trị của tình thương. Ngay các nhà tâm lý và khoa học đều xác nhận bảo rằng tất cả chúng ta đều cần đến tình thương của con người. Ngày nay trên thế giới này, quý vị có cơ hội để học hỏi và hiểu biết, nhưng không phải tất cả mọi người đều chú ý đến sự phát triển của một tâm hồn vị tha. Tôi mong các bạn nên nghĩ nhiều hơn đến các giá trị nhân bản của con người như lòng từ bi, tình thương và sự giúp đỡ lẫn nhau. Khi thực hành được các thiện tánh đó, những tình cảm của các bạn sẽ trở nên lành mạnh hơn và tâm chúng ta cảm thấy an lạc cho dù gặp phải hoàn cảnh khó khăn. Nếu thiếu lòng từ bi, một việc rắc rối nhỏ cũng trở thành vấn đề trầm trọng không thể giải quyết được. Mỗi người chúng ta đều có khả năng để phát triển tình thương. Các bạn thường nghĩ rằng khi thực hành lòng từ bi, khoan dung và tha thứ mang lại lợi ích cho người khác thì tự gây sự khổ đau cho chính mình. Đó là một ý tưởng sai lầm. Mấy năm trước, tôi đau nặng vì đường ruột bị nhiễm trùng. Cùng đi với tôi trong chuyến hành hương có nhiều vị rất nghèo, không ai chăm sóc đến họ cả. Tôi cảm thấy vô cùng xót xa. Suốt cả ngày đêm, tâm trí tôi luôn nghĩ tưởng đến sự khổ đau của những kẻ bất hạnh này. Điều ấy đã giúp làm giảm bớt chính cơn bệnh và nỗi đau đớn của tôi. Khi càng quan tâm xót thương đến người khác, thì sức mạnh nội tâm của bạn càng tăng trưởng. Lòng từ bi không thể giúp quý vị dứt hẳn hết được bệnh tật, nhưng ít ra
nó cũng làm giảm thiểu bớt sự đau đớn thể xác và lo lắng tinh thần cho bệnh nhân rất nhiều. Chỉ cần một thành viên trong gia đình có tình thương với tâm hồn rộng mở, tức khắc toàn cả gia đình, bà con, lối xóm và cộng đồng xung quanh bạn đều cảm thấy an lạc. Do đó, nếu mọi người thực sự muốn xây dựng một thế giới nhân loại hạnh phúc, chúng ta cần nỗ lực phát triển tâm từ bi cùng đi kèm với trí tuệ. Được như thế, quý vị có thể thành đạt một xã hội với loài người sống trong tình thương, sự hòa hợp, thân yêu và an lành. Lòng từ bi phát sinh nhờ khống chế được các hành động vô minh của con người. Chúng ta nên biết sự khác biệt quan trọng giữa các hành động có chủ tâm và những việc làm chỉ nói suông nơi miệng. Khi tâm con người chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của các ý tưởng đạo đức, thì không một hành động xấu ác nào họ có thể làm. Nếu con người được thúc đẩy bởi tình thương, thì dù việc làm của họ có tiêu cực, vẫn mang lại kết quả xây dựng. Ví dụ, nói láo là điều không tốt, nhưng khi bạn làm vậy vì lòng từ bi, muốn giúp đỡ kẻ khác, thì sự dối trá có thể trở thành một điều cần thiết. Tư tưởng vị tha của tâm tỉnh thức bắt nguồn từ sự thực hành tình thương và lòng từ bi. Trong một vài trường hợp, bạn có thể có những hành động tiêu cực nơi thân và lời nói. Các việc làm sai quấy đó sẽ dẫn đến kết quả không mấy gì tốt đẹp. Nhưng tùy thuộc nơi tâm ý của quý vị mà các hành động này đôi lúc trở thành trung tính, không lợi, không hại, hay có khi nó lại trở nên hoàn toàn hữu ích. Do đó mà điều Phật giáo cho rằng quan trọng là ở tâm ý con người, còn các hành động nơi thân hay lời nói xuất phát từ miệng là thứ yếu. Cho nên, đức tính hay sự trong sạch của bất cứ hành động tâm linh nào, xấu hoặc tốt, đều chịu ảnh hưởng quyết định bởi tư tưởng và ý nghĩa của cá nhân. Bởi vậy, các bạn cần diệt trừ những ý tưởng tiêu cực như sự hận thù, tham đắm và vô minh. Quý vị nên loại bỏ khỏi tâm bạn các ý nghĩ bất thiện này. Những hành động nơi thân, khẩu và ý của quý vị cần thực hiện đúng theo lời Phật dạy. Sinh hoạt hàng ngày của chúng ta nên áp dụng cho thích hợp với tinh thần Phật giáo. Nếu không thì đời sống của bạn sẽ trở nên lầm lạc và vô nghĩa. Cho nên, quý vị cần phải sống hòa hợp với những gì chúng ta đã nói và làm, nhằm diệt trừ hành động vô minh, tánh ích kỷ và ngã mạn. Con người cần phát triển tình thương, lòng vị tha, tâm từ bi và trí tuệ hiểu biết, vạn pháp đều là không thực. Ý thức vi tế không có sự khởi đầu và kết thúc. Tôi tin rằng vào lúc lâm chung, không ai có thể giúp đỡ ngoại trừ sự tu tập của chính mình. Khi từ giã cõi đời, bạn sẽ phải ra đi một mình và bỏ lại trần gian mọi thứ. Không bà con hay bạn bè nào có thể cứu giúp cho chúng ta. Dù bạn có nhiều tiền, nhưng sự giàu sang vẫn không thể giúp đỡ, mà đôi khi còn làm khổ quý vị. Người bạn thân nhất cũng không đi theo mình. Ngay cả vị thầy tâm linh vẫn không thể tự giúp chính họ hay các bạn vào lúc ấy. Mọi người đều phải ra đi một mình do sự hướng dẫn của nghiệp lực. Vậy trong giờ phút đó, ai sẽ giúp cho bạn? Chỉ có quả báo của các hành động lành như tình thương, lòng vị tha và tâm từ bi hiện còn lưu lại nơi tâm thức của chúng ta. Cả hai thiện và ác nghiệp được cất giữ nơi thức A-lại-da. Đây là ý thức nguyên thủy căn bản hay ánh sáng trong suốt, không có sự khởi đầu hay kết thúc, vô thủy vô thân. Nghiệp thức này đến từ cuộc sống kiếp trước và tiếp nối đến đời sau của các bạn. Đó là quả báo hạnh phúc hay khổ đau mà con người phải gặp lấy do hành động xấu hoặc tốt của mình đã gây ra. Trong giờ phút lâm chung sắp mất, chỉ có nghiệp lành sẽ giúp cho chúng ta. Do đó lúc còn sống,
nhất là khi đang còn trẻ, với tâm ý trong sạch và bạn có khả năng tu tập để tự mình chuẩn bị cho cái chết là rất quan trọng. Nhờ vậy mà quý vị có thể đối đầu thích đáng khi nó xảy đến. Tiến trình của sự hấp hối xảy ra vào lúc các tế bào trong cơ thể của bạn đang dần dần bị hủy diệt. Nếu tâm của quý vị biết chuẩn bị làm quen với quá trình này, vào lúc cái chết đến, chúng ta dễ dàng bình thản đối diện với nó. Tương tự, nếu bạn thường xuyên thiền định quán chiếu đến tình thương và lòng từ bi, cùng chia sẻ hạnh phúc của mình nhằm cứu khổ cho những kẻ khác, thì chính do các hành động lành này sẽ giúp quý vị. Nếu là người hàng ngày thực hành chân chính Phật Pháp, bạn sẽ an nhiên tự tại trực diện với cái chết. Không có người cho và kẻ nhận. Đức Phật dạy rằng, chư Bồ Tát dùng gương trí tuệ diệt trừ vô minh và tâm đại bi để cứu độ hết thảy chúng sinh. Cả hai đức tính này chúng ta cần luôn luôn kết hợp, chứ không nên riêng rẽ hành động. Bố thí là sự phát tâm sẵn sàng ban cho người khác, không tính toán so đo mọi thứ như tài sản và thân thể của mình, vân vân. Sự bố thí này nhằm mang lại phúc lợi cho kẻ khác. Cái thân tứ đại giả tạm của con người là nguồn gốc tạo nên các điều xấu xa và tội lỗi. Tuy nhiên cũng nhờ nó mà bạn có thể làm những việc lành để giúp đỡ tha nhân. Mọi phước đức mà quý vị đã tạo ra được để cứu giúp, mang phúc lợi đến cho nhiều người khác, công đức thực vô lượng. Quý vị không nên chiếm hữu hay tích trữ ngày càng nhiều vật chất và của cải, vì các thứ này sẽ gây trở ngại cho sự thực hành hạnh bố thí, cũng như đạt thành quả giác ngộ của chúng ta. Người nào nhận thức rõ cuộc đời là vô thường và phát tâm bố thí tất cả của cải vật chất để cứu giúp những người nghèo khổ, được gọi là Bồ Tát. Mục tiêu của hạnh bố thí là nhắm đến sự giác ngộ, và trong ý nghĩa rốt ráo, muốn được nhiều lợi lạc thì hành giả nên quán tưởng không có kẻ cho lẫn người nhận. Trí tuệ giúp phân biệt có nhiều hạng người. Khi khảo sát thế giới tinh thần, chúng ta nhận thấy có nhiều yếu tố tạo nên cả hai mặt tích cực và tiêu cực. Đó là lòng tự tin, tánh ngã mạn và kiêu căng. Tự tin là một đức tính tốt, còn kiêu căng và ngã mạn là những tánh xấu. Tôi thường phân biệt có nhiều hạng người. Một loại người ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến mình, không quan tâm và thường xâm phạm, tước đoạt quyền lợi của những kẻ khác. Đây là hạng người xấu. Có kẻ lại nói, tôi mong trở thành một con người tốt, tôi cần phục vụ, có trách nhiệm và giúp đỡ các bạn bè. Trừ phi có quyết tâm mạnh mẽ, quý vị rất khó chiến đấu, chống trả lại được các ý tưởng xấu xa. Nhờ trí tuệ hay sự sáng suốt đã giúp bạn phân chia được có những hạng người khác nhau. Một ví dụ nữa là tình thương và lòng từ bi trong nghĩa này, còn ý kia là sự quý mến. Mặc dù cả hai đều bày tỏ sự thân tình, nhưng lòng tham đắm dẫn đến hậu quả xấu, còn tình thương và lòng từ bi mang lại kết quả tốt. Dục vọng là động lực chủ yếu để thành đạt hạnh phúc trong hiện tại và tương lai. Phật giáo ghi nhận có hai loại: sự mong muốn và nguyện ước. Một là lòng ưa thích cứu giúp chúng sinh, và thứ hai là điều mong cầu có được hoàn toàn giác ngộ. Nếu không có những khát vọng này thì không thể thành tựu được sự giác ngộ. Tuy nhiên, cũng có sự ham muốn dẫn đến hậu quả của những việc làm bất thiện. Để chống lại dục vọng tiêu cực này là sự bằng lòng hay mãn nguyện. Khi lòng ham muốn thúc đẩy bạn làm việc sai quấy, thì quý vị nên dùng trí tuệ để kiểm soát và ngăn chặn nó. Sự khổ đau tự nguyện tạo nên sức mạnh tinh thần. Sự hạnh phúc và đau khổ của con người
chủ yếu gồm có hai loại, thể xác hoặc tinh thần. Khi nỗi đau đớn do cơ thể bệnh hoạn gây nên, nhờ tinh thần ý chí mạnh mẽ, bạn có thể khống chế vượt qua. Nếu hiểu được tâm an tịnh, quý vị sẽ cảm thấy bớt khổ đau thân xác. Trái lại, khi tinh thần đau khổ, thể xác không thể giúp bạn an vui được. Nếu quý vị mong chấm dứt sự khổ đau bằng các thú vui xác thịt, nhưng điều đó không bao giờ mang lại kết quả lâu dài, mà còn khiến cho nỗi khổ đau của bạn càng tăng thêm. Cho nên, điều quan trọng là quý vị cần chăm sóc sự tu tập ở nội tâm hơn là chỉ nghĩ đến việc lo kiếm tiền để làm giàu. Dĩ nhiên, Phật giáo ngoài chủ trương tìm phương pháp làm giảm bớt nỗi khổ đau của chính cá nhân bạn, nó còn giúp cứu khổ cho nhiều người khác. Nhưng nếu quý vị không thể chịu đựng nỗi sự khổ của riêng mình, thì làm sao chúng ta có thể giúp đỡ cho các bạn bè thân nhân? Có sự sai khác giữa nỗi khổ của tha nhân mà bạn chia sẻ, nhận làm của mình, và sự khổ trực tiếp phát xuất từ chính nơi quý vị. Trong cái trước khiến bạn lo nghĩ khi cưu mang điều bất hạnh của người khác, nhưng cảm thấy vui vì mình tự nguyện nhận chịu sự khổ ấy. Nhờ tham gia vào việc cứu khổ cho kẻ khác mà tâm từ bi của bạn được phát triển. Trái lại, ở trường hợp sau, mặc dù không muốn mà vẫn gặp cảnh khổ, cho nên quý vị bất đắc dĩ đành phải chấp nhận, nhưng không mấy gì tích cực. Tuy nhiên, Đức Phật đã dạy, bạn hãy quên hạnh phúc của riêng mình mà cố gắng giúp đỡ cho người khác. Nền tảng để bạn xây dựng tinh thần hy sinh và nghĩ đến phúc lợi tha nhân là lòng yêu thương chính mình. Tất cả chúng ta ai cũng muốn có hạnh phúc và không thích khổ đau. Nhưng điều quan trọng là bạn đừng bao giờ quá đề cao, chỉ biết bản ngã của quý vị. Sự hiểu biết nhau giữa các tôn giáo sẽ mang lại tinh thần hòa hợp và thương yêu. Tôi đã từng thuyết giảng rằng các tôn giáo lớn trên thế giới đều có chung một lý tưởng của tình thương, một mục đích cứu giúp cho nhân loại và hướng dẫn các tín đồ trở thành những con người tốt hơn. Tín ngưỡng nào cũng dạy những lời răn đạo đức nhằm giúp con người giữ gìn thân, lời nói và ý nghĩ luôn luôn trong sạch. Tất cả đều khuyên chúng ta không nên nói láo, trộm cắp hay sát sinh, vân vân. Mục đích chung của những tôn giáo là xây dựng trên lòng vị tha, không ích kỷ, diệt trừ vô minh và hướng đến các điều thiện. Trên căn bản này, tôi tin rằng mọi tín ngưỡng đều thuyết giảng chung một bức thông điệp của tình thương. Sự khác biệt về giáo lý có thể do vì các nền văn hóa không đồng nhất của mỗi quốc gia. Thật là vô cùng lợi ích nếu chúng ta biết áp dụng trong cuộc sống hàng ngày những lời khuyên răn đạo đức hơn là tranh cãi về các điều khác biệt nhỏ nhặt vô bổ trong mọi tôn giáo. Mỗi tín ngưỡng hoạt động theo phương cách riêng của mình nhằm giúp nhân loại bớt khổ đau và đóng góp cho nền văn minh tiến bộ của thế giới. Không cần thiết phải cải đổi tôn giáo. Tốt hơn, tôi cố gắng suy nghĩ làm cách nào để có thể đóng góp giúp con người sống có hạnh phúc. Tôi không ủng hộ bất cứ một tín ngưỡng đặc biệt nào với ý đồ gây tổn hại cho các tôn giáo khác. Tôi cũng không chủ trương đi tìm một tôn giáo mới. Mọi tôn giáo khác biệt đều có trách nhiệm giúp làm thăng hoa và cải thiện đời sống con người. Nhân loại với nhiều khuynh hướng, trình độ và ý tưởng sai nên cần phải có những tôn giáo khác nhau để giúp con người sống trong hòa bình và hạnh phúc. Tôi hoan nghênh mọi nỗ lực khắp nơi trên thế giới nhằm mang lại sự hòa hợp, thông cảm và hiểu biết nhau hơn giữa các tôn giáo. Điều này đặc biệt rất khẩn cấp cần thiết trong hiện tại. Sự hiểu biết giữa các tín ngưỡng sẽ tạo nên sự đoàn kết, giúp các tôn giáo có thể hợp tác làm việc chung với nhau. Điều ấy có thể thành đạt khi mọi tôn giáo đều biết kính trọng lẫn nhau và chú tâm vào mục đích chung là giúp đỡ, mang lại hạnh phúc cho con người.
chúng ta cũng cần có sự đồng tâm nhất trí trong nỗ lực lực truyền bá các giá trị đạo đức tâm linh căn bản của tất cả tôn giáo đến với mọi người, nhằm nâng cao đời sống an lạc cho nhân loại. Trong tương lai, dù cho quý vị sẽ có thể thành đạt được nền hòa bình thế giới hay không, chúng ta vẫn không có sự chọn lựa nào khác là cần phải cùng nhau tích cực hoạt động hướng đến mục tiêu đó. Sự tức giận là nhu nhược. Tất cả chúng ta đều mến chuộng sự trầm tĩnh, ngay cả trong lúc phải đối đầu với những kẻ có tính tình nóng nảy. Các bạn muốn nhìn thấy thành quả tốt đẹp của sự phát triển, chứ không muốn chứng kiến cảnh phá hoại đổ nát. Mọi hành động hủy diệt đều chống lại luật của thiên nhiên. Tôi tin mọi người đều đồng ý rằng chúng ta cần phải vượt qua để chiến thắng bạo lực. Nhưng nếu các bạn muốn loại trừ nó hoàn toàn, thì trước tiên quý vị cần tìm hiểu việc làm bạo động có giá trị gì không. Chúng ta nhận thấy trong một vài trường hợp, bạo động mang lại kết quả tốt và có lợi. Tuy nhiên, nó thường dẫn đến hành động vi phạm quyền làm người và tước đoạt hạnh phúc của kẻ khác. Kết quả là quý vị giải quyết được việc này, cùng lúc lại gây nên khó khăn khác. Những người có tham vọng ích kỷ và không thể thành đạt mục tiêu bằng cách dùng lý trí để thảo luận, nên mới sử dụng đến bạo lực. Và những kẻ không kiềm chế được tánh nóng nảy, dễ làm mồi cho cơn giận dữ. Cho nên, tức giận là dấu hiệu của sự yếu hèn và nhu nhược, chứ không phải sức mạnh. Sự thực hành chân thành đức tính bất bạo động được xây dựng trên tình thương và sự hiểu biết của con người là điều thiêng liêng cao quý. Nếu thành công, nó sẽ mở ra một con đường tiến xa hơn, dẫn đến một thế giới hòa bình trong thế kỷ tương lai. Chúng ta không biết đến những người đang sống cuộc đời bất hạnh. Trong xã hội, có những hạng người mà chúng ta cố gắng từ chối không muốn gặp, chẳng hạn như các tù nhân phạm tội. Những người đó thực sự đã đánh mất hết nguồn hy vọng. Họ đã không hiểu gì về trách nhiệm và kỷ luật. Kết quả tai hại là họ đã gây nên những thảm kịch, khổ đau và bất an cho mọi người. Tôi nghĩ điều quan trọng là chúng ta nên gửi đến những người này một vài lời khuyên và an ủi như sau. Các bạn là một phần trong xã hội của chúng tôi. Quý vị cũng có tương lai, nhưng bạn cần phải sửa đổi những điều lầm lỗi và hành động xấu xa. Bạn nên sống có trách nhiệm như mọi người công dân tốt khác. Khi chúng ta tiếp xúc với một số người trong xã hội đang gặp cảnh khốn cùng, đó là cơ hội tốt nhất để quý vị phát tâm giúp đỡ cho họ với tình thương và lòng từ bi. Các bạn thường ít khi biết đến cảnh khổ của người khác. Bằng cách nào để có thể phát triển các đức tính tốt nơi con người? Các bạn nên thầm nguyện: tôi mong có dịp để mở rộng tấm lòng vị tha. Tôi ao ước gặp cơ hội tìm thấy nơi người khác có những điều hay, tốt đẹp hơn mình. Nhờ vậy mà chúng ta dẹp bỏ được tính ngã mạn, kiêu căng. Các bạn đừng bao giờ có mặc cảm nghĩ rằng quý vị không thể làm những việc lợi ích cho kẻ khác. Chúng ta nên tự tin là mình có khả năng hành động giúp đỡ mọi người. Các bạn nên dứt trừ những ý tưởng xấu ác trước khi chúng hiện ra trong tâm trí. Với quyết tâm, chúng ta cần phải làm những việc lành giúp ích cho tha nhân, có thể tạo nên một sức mạnh của tinh thần lợi tha nơi quý vị. Được vậy, tôi tin rằng có thể mang lại cho chúng ta một cuộc sống lành mạnh, hữu ích và thành công hơn. Giờ tu tập theo Phật giáo, bạn cảm thấy tâm mình an lạc, cùng lúc giúp những kẻ khác được an vui và chấm dứt hết sự khổ.
Bảy cách bố thí không tốn một đồng. Rất nhiều người có thể đã từng bố thí, quyên tặng người khác, giúp một chút tiền hay còn ở đời, giáo hóa chúng sanh. Có một vị trưởng giả rất giàu, kho tàng đầy rẫy, tôi tớ đông đảo. Trưởng giả ấy là em của ngài Đại Mục Kiền Liên. Một hôm, tôn giả Mục Liền đến nhà em bảo rằng, tôi nghe chú không ưa bố thí, điều ấy rất không tốt. Đức Thế Tôn thường dạy, người nào hay bố thí sẽ được hưởng phước báo không lường. Nay chú được giàu sang như thế này là do công đức huệ thí từ kiếp trước. Nếu chú cứ ôm lòng lẫn tiếc, chẳng có bảy báu đầy đủ, voi ngựa xe cộ, tôi trai tớ gái đông đúc, ruộng vườn sự sản vô cùng to tát. Nhưng về tánh tham lam bỏng sẻn của hai ông này, ở trong nước thật không ai hơn. Trưởng giả tối thắng cũng như nan hàng, mỗi ông đều xây tường thành cao, làm bảy lớp cửa, dặn gia nhân đừng cho kẻ ăn xin vào nhà. Chưa lấy thế làm đủ, hai ông còn sắm những tấm lưới sắt che giăng khắp trên sân vì sợ loài chim bay xuống mổ thóc. Cho đến các kho vựa cũng đều làm bằng sắt, quyết không để loài chuột soi khoét và cắn phá đồ vật. Nghe tiếng hai ông trưởng giả kêu bẩn, năm vị đệ tử lớn của Đức Phật tuần tự nhau dùng phép thần thông, phân thân đi đến mỗi nhà, từ dưới đất bay lên, thuyết pháp giáo hóa. Nhưng kết cuộc, hai ông trưởng giả chẳng nghe lời giảng dạy. Sau rốt, Đức Phật cũng dùng phép phân thân đi đến, hiện thần lực, ngồi nằm giữa hư không, phóng ánh sáng rực rỡ, soi khắp mọi nơi, nói ra pháp màu nhiệm. Hai vị trưởng giả tai nghe nhưng còn chưa hiểu thấu, đều tự nghĩ rằng, nay Đức Thế Tôn đã đến nhà, ta không nên để cho ngài về không? Nghĩ như thế, mỗi ông tự vào kho, lấy vải đem ra cúng Phật. Vì còn nặng lòng tham tiếc, hai ông định lựa vải xấu, nhưng lấy lầm vải thứ tốt. Khi trở vào đổi, lại lấy thứ khác tốt hơn. Bây giờ, cả hai tâm ý phân vân, nửa muốn đem ra, nửa muốn cất vào, băn khoăn không nhất định. Lúc ấy, Đức Phật dùng thiền nhãn xem thấy chư thiên đang đánh với Atula, khi được hơn khi bị thua, khi là quả báo của tâm trạng hơn kém trong khi bố thí. Đức Thế Tôn lại quan sát đến tâm của hai vị trưởng giả, thì thấy lúc có tâm bố thí hơn, tâm bỏng sẻn thua, lúc có tâm bỏng sẻn hơn, tâm bố thí thua. Ngài liền nói bài kệ rằng, bố thí như chiến tranh, điều ấy Phật không khen. Khi thí là khi đánh, hai việc ấy đồng nhau. Hai vị trưởng giả nghe xong, trong lòng hổ thẹn, cho rằng Đức Phật đã nói ngay tâm trạng của mình. Mỗi vị đều đem vải tốt ra dâng cúng Phật. Cúng dường xong, cả hai tâm trí sáng suốt đều chứng được đạo quả. Làm gì có sự lũng đoạn về kinh tế, người bóc lột người, một khi nhân loại đã thực hành tài thế. Cho và nhận, con đường thực hành tình thương và lòng từ bi. Nguyên tác Đức Đạt Lai Lạc Ma, trích từ cuốn sách Book of Wisdom. Lòng từ bi là đức tính nhiệm màu và quý báu nhất. Tôi tin rằng khi nói đến tâm từ bi là chúng ta ghi nhận rõ bản tính của con người là hiền lành và hay xót thương. Ví dụ, một khoa học gia đã cho tôi biết vài tuần đầu em bé vừa mới ra chào đời rất quan trọng, vì bộ não của hài nhi trong thời gian này đang phát triển. Đó là thời kỳ mà em bé rất cần sự chăm sóc, dỗ về, âu yếm của bà mẹ. Điều này chứng tỏ rằng, mặc dù không biết mặt người đó là ai, nhưng đứa trẻ vẫn cần đến tình thương săn sóc của người lớn. Nếu không được như thế, sẽ gây tai hại đến sự phát triển về sức khỏe nơi bộ não của em bé. Khi chúng ta vào bệnh viện, bất luận vị bác sĩ có tài chữa trị hay không, nếu ông ta bày tỏ tình thương hết lòng chăm sóc và vui cười với các bạn, quý vị liền cảm thấy rất an lạc. Nhưng nếu vị bác sĩ thiếu tình người, không quan tâm gì đến bệnh nhân, thì dù họ có tài giỏi cách mấy, bệnh nhân sẽ cảm thấy không mấy an tâm và đâm ra buồn phiền. Đây là bản chất của con người. Trong vấn đề giáo dục, kinh nghiệm của tôi cho thấy rằng, mặc dù giáo sư giảng không hay, nhưng với tình cảm yêu thương, học sinh dễ dàng ghi nhớ những lời thầy dạy. Ngược lại,
Nếu thiếu tình thầy trò, người học sinh rất khó lãnh hội những lời giảng của thầy giáo. Mặc dù các bạn bị bắt buộc phải học tập và có thể kính sợ về giáo sư, nhưng chúng ta vẫn không thu nhận học hỏi được gì hết. Bởi lẽ, tất cả đều tùy thuộc rất nhiều vào lòng thương yêu của vị thầy dạy dỗ. Thời gian còn trẻ cũng như lúc trở về già, quý vị luôn luôn cần đến tình thương và giúp đỡ của nhiều kẻ khác. Trong giai đoạn này, con người thường nghĩ rằng chúng ta có thể làm tất cả mọi điều mà chẳng cần phải nhờ cậy đến ai, hay tình thương của các bạn bè là không quan trọng. Nhưng tôi nghĩ, chính trong thời gian này, chúng ta rất cần đến tình thương giúp đỡ lẫn nhau. Khi con người ở các thành phố hay thị xã lớn cảm thấy cô đơn, chẳng phải do không có bạn bè thân thiết, mà bởi vì giữa họ sống thiếu tình người với nhau. Do vậy, đời sống sức khỏe về tinh thần của họ bị sút giảm. Trái lại, những người lớn lên trong không khí đầy tình thương thì thân thể của họ được mạnh khỏe, tinh thần sáng suốt và tâm tính hiền lành. Trẻ con được nuôi dưỡng và trưởng thành trong hoàn cảnh thiếu lành mạnh thường hay có những ý tưởng không tốt. Điều này chứng tỏ cho thấy bản chất của con người là như vậy. Như tôi đã nói trên, thân thể con người đánh giá sự bình an trong tâm các bạn. Nhiều điều làm quý vị phiền muộn sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của các bạn. Điều này chứng tỏ rằng toàn bộ sức khỏe của chúng ta thích hợp với không khí tình thương con người. Cho nên, năng lực về lòng từ bi của các bạn hiện hữu nơi đó. Chỉ còn vấn đề là quý vị có thực hành và áp dụng nó được hay không. Mục đích chủ yếu lời giải thích của tôi là nhằm chứng tỏ bản chất con người vốn có sẵn tâm từ bi, và đó là đức tính cần thiết mà các bạn có thể phát triển được. Hiểu biết chính xác về ý nghĩa của lòng từ bi là điều rất quan trọng. Phật giáo giải thích lòng từ bi đặt nền tảng cho sự chấp thuận và thừa nhận mọi kẻ khác cũng như chính mình, đều mong ước có hạnh phúc và không thích khổ đau. Trên căn bản này, con người phát triển sự quan tâm đến phúc lợi của mọi người mà không nghĩ đến cá nhân mình. Đó là lòng từ bi. Trong nhiều trường hợp, tình thương và lòng từ bi nghĩ tưởng đến các bạn bè của mình chỉ là sự tham đắm. Tình cảm này không xây dựng trên sự nhận thức rằng mọi người đều bình đẳng, có quyền hưởng hạnh phúc và tránh khổ đau. Trái lại, nó dựa vào ý kiến cho rằng vật này là của tôi, bạn tôi, hay cái kia là rất tốt cho tôi. Đó là sự tham đắm. Do vậy, khi thái độ của con người đối với bạn thay đổi, tình cảm thân thương của quý vị đối với kẻ ấy tức khắc cũng sẽ biến mất. Trái lại, khi chúng ta thực sự xót thương một người nào, bất kể thái độ của họ đối với bạn thay đổi ra sao, bởi lẽ đơn giản vì kẻ đó là con người nên họ có quyền hưởng hạnh phúc và không thích khổ đau. Dù người ấy có thái độ trung lập hay trở thành kẻ thù của bạn, thì quý vị vẫn phát tâm từ bi xót thương họ. Lòng từ bi và sự tham đắm thường hay mâu thuẫn với nhau. Theo Phật giáo, muốn phát triển tâm từ bi, trước tiên bạn phải thực tập thiền quán về tâm bình đẳng và hỷ xả, cũng như tách mình ra khỏi những kẻ rất gần gũi với chúng ta. Rồi bạn cần diệt trừ những tình cảm tiêu cực, không thân thiện đối với mọi kẻ thù của quý vị. Chúng ta nên nhìn tất cả chúng sanh với tâm bình đẳng. Trên căn bản này, dần dần các bạn có thể mở rộng tâm từ bi đến mọi người. Để phát triển lòng từ bi, trước hết quý vị cần luyện tập tâm hỷ xả. Điều này rất quan trọng, vì nếu không có lòng hỷ xả đối với mọi người, tình thương của các bạn sẽ trở nên thiên vị và phân biệt đối với những kẻ khác. Tôi sẽ đưa ra một ví dụ cụ thể về phương pháp thiền quán của Phật giáo nhằm phát triển đức tính hỷ xả như sau. Trước tiên, quý vị phát tâm hỷ xả, thương nghĩ đến một nhóm nhỏ gồm những người quen biết
như bạn bè và thân nhân, những kẻ mà chúng ta thương mến. Thứ hai, hãy nghĩ đến những người mà các bạn hoàn toàn vững chân. Và thứ ba, hãy quán tưởng hướng đến các phần tử mà mình ghét bỏ. Một khi nghĩ tưởng đến những hạng người khác biệt này, quý vị hãy cố gắng quan sát tâm của mình để thấy bình thường nó đối xử ra sao với những hạng người nói trên. Các bạn sẽ nhận biết rằng phản ứng tự nhiên của chúng ta là có thiện cảm với những bạn bè thân thiết, không ưa thích những người mình xem như kẻ thù, và hoàn toàn vững chân với các phần tử quý vị có thái độ trung lập, không ghét mà cũng chẳng thương. Rồi các bạn cố gắng tự hỏi, tại sao mình lại đối xử phân biệt như vậy? Chúng ta nên so sánh kết quả của hai ý tưởng chống trái nhau mà quý vị dành cho những bạn bè và kẻ thù của mình, để thấy tại sao tâm mình bị dao động đối với hai nhóm người khác biệt như vậy. Bạn cần nhận thức rõ ảnh hưởng của sự phản ứng nơi tâm mình và cố gắng để thấy điều bất lợi khi liên hệ chúng với thái độ cực đoan như thế. Nếu nhìn nhân loại như sự toàn bộ tất cả, thì chúng ta là những động vật sống trong xã hội. Hơn nữa, các cơ sở, tổ chức của nền kinh tế và giáo dục hiện đại chứng tỏ thế giới của chúng ta ngày càng trở nên nhỏ lại và hoàn toàn tùy thuộc vào nhau nhiều hơn. Trong tình trạng đó, tôi nghĩ sự chọn lựa duy nhất là chúng ta nên sống cùng hòa hợp làm việc với nhau và luôn nhớ nghĩ đến phúc lợi chung của toàn thể nhân loại. Đó là quan điểm và phương thức căn bản mà các bạn nên chấp nhận để sống còn. Từ bản chất, đặc biệt là con người, tôi không thích sống độc lập với những kẻ khác. Hạnh phúc của tôi tùy thuộc vào hạnh phúc của mọi người. Cho nên lúc thấy người ta hạnh phúc, tự nhiên tôi cảm thấy phần nào hạnh phúc hơn là khi nhìn con người gặp cảnh khó khăn. Ví dụ, khi xem hình ảnh trên đài truyền hình, quý vị thấy cảnh đói khổ của những người già và trẻ con tại Somalia, Đông Phi Châu, tự nhiên chúng ta cảm thấy buồn. Cho dù sự buồn đau ấy sẽ hướng dẫn quý vị đến hành động có thể giúp đỡ được hay không những kẻ bất hạnh nói trên. Trong cuộc sống hàng ngày, hiện nay chúng ta đang thụ hưởng các tiện nghi vật chất đầy đủ, bao gồm những ngôi nhà có máy lạnh. Tất cả các vật dụng hay tiện nghi này đều trở thành hiện thực, không do chính chúng ta tạo ra mà bởi sự đóng góp trực tiếp hay gián tiếp của nhiều người khác. Các bạn không thể trở lùi lại cuộc sống lạc hậu của vài thế kỷ trước đây, vào thời kỳ con người sinh hoạt một cách đơn giản với các vật dụng thô sơ, chứ không phải đồ dùng máy móc tiến bộ như ngày nay. Điều rõ ràng chúng ta nhận thấy, mọi tiện nghi mà quý vị đang hưởng thụ đều là sản phẩm do sức lao động đóng góp của nhiều người. Từ khi tất cả chúng ta đều có quyền bình đẳng trong vấn đề mưu tìm hạnh phúc, cũng như có sự tương quan liên hệ mật thiết với nhau, thì cá nhân quý vị dù quan trọng cách mấy cũng trở thành vô nghĩa khi so sánh với quyền lợi của hơn 5 tỷ người trên hành tinh này. Bằng cách suy nghĩ như vậy, bạn có thể phát triển tinh thần trách nhiệm toàn cầu. Các vấn đề mưu sinh hiện đại như làm giảm bớt các lớp xú dưỡng khí, ozone, chúng ta cũng phải cần đến sự hợp tác của nhiều quốc gia trên thế giới. Với sự phát triển hỗ tương đó, toàn thế giới đã trở nên nhỏ hơn, nhưng đời sống tâm linh của con người vẫn chưa được tiến triển gì mấy. Nếu bạn chỉ nghĩ đến riêng mình, cũng như không quan tâm đến quyền lợi và hạnh phúc của kẻ khác, hay tệ hơn nữa là chủ trương lợi dụng mọi người, thì cuối cùng quý vị sẽ hoàn toàn thua lỗ. Chúng ta sẽ không có bạn bè tỏ bày lòng thương yêu và quan tâm đến hạnh phúc của quý vị. Hơn nữa, khi mình gặp hoạn nạn, thay vì có người xót thương thì không một ai nghĩ tưởng đến các bạn. Trái lại, nếu một cá nhân có tình thương và lòng từ bi, cũng như có tâm muốn giúp đỡ những người khác, thì kẻ đó, dù có được nhiều người quen biết hay không, hoặc khi đến bất cứ nơi đâu, họ liền muốn kết bạn thân với mọi người. Và lúc gặp khó khăn,
họ sẽ có nhiều người đến giúp đỡ. Tình bạn chân thực được phát triển trên căn bản của lòng yêu thương, chứ không phải vì tiền bạc hay danh lợi. Dĩ nhiên, vì giàu sang và có thế lực, nhiều người chạy theo bạn với nụ cười trên môi và quà tặng trong tay. Nhưng suy nghĩ kỹ thì các người này không phải là bạn chân thực của quý vị, mà là bạn của tiền bạc và lợi danh. Bao lâu chúng ta còn của cải thì còn bạn bè lui tới. Nhưng gặp khi sa sút, nghèo túng thì bạn bè sẽ cao chạy xa bay. Với những người bạn này thì sẽ không có ai hết lòng thành thực giúp đỡ khi quý vị cần đến. Đó là sự thật hiển nhiên. Khi sức mạnh nội lực tinh thần tăng trưởng thì bạn có thể phát triển sự quyết tâm kiên cố. Và với sự quyết tâm vững mạnh này, dù gặp phải khó khăn cách mấy, bạn cũng sẽ dễ dàng khắc phục vượt qua để đạt được kết quả tốt đẹp. Trái lại, nếu quý vị do dự, sợ hãi và thiếu tự tin thì chắc chắn bạn sẽ đâm ra bi quan để dẫn đến hậu quả hoàn toàn thất bại. Một điều các bạn nên nhớ rằng, sự cải đổi nội tâm không phải là việc dễ dàng mà cần có thời gian. Tôi nghĩ một số người ở Tây Phương, nơi mà đời sống kỹ thuật vật chất rất cao, lầm tưởng rằng mọi việc đều tự động xảy ra theo ý mình muốn. Quý vị không nên hy vọng sự chuyển hóa nội tâm con người có thể thực hiện trong một thời gian ngắn. Đó là điều không thể có. Chúng ta nên nhớ rằng, công việc tu tập đòi hỏi nỗ lực tinh tấn thường xuyên nơi hành giả. Để rồi sau 1 năm, 5 năm, 10 năm hay 15 năm, các bạn sẽ thấy có sự thay đổi. Đôi lúc tôi vẫn còn nhận thấy khó khăn để thực hiện các điều này. Tuy nhiên, tôi thực sự tin rằng hoàn toàn có lợi ích khi hành trì áp dụng chúng trong đời sống. Bất bạo động và lòng từ bi. Nguyên tác: Đức Đạt Lai Lạt Ma. Chuyển ngữ: Hòa thượng Thích Trí Chơn. Trích từ cuốn sách On Nonviolence and Compassion. Đời sống tâm linh không phải là đức tin tôn giáo. Điều căn bản là tất cả mọi người đều muốn sống trong hạnh phúc. Chúng ta có quyền để thành đạt một cuộc sống hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, phương pháp sử dụng không nên gây tai hại hoặc tạo sự đau khổ cho người khác. Bạn cần hiểu biết rằng, có sự khác biệt giữa những lợi ích và tổn hại ngắn cũng như dài hạn. Phúc lợi lâu dài là điều rất quan trọng. Các bạn là những con người, chứ không phải cái máy. Cho nên, quý vị nên suy nghĩ chín chắn về các khả năng bên trong và giá trị sâu xa của chính mình. Người ta có thể bảo rằng đó là sự phát triển tâm linh. Nhưng khi đề cập đến đời sống tinh thần, tôi không có ý nói tới bất cứ đức tin tôn giáo nào. Tôi muốn nhấn mạnh đến các đức tính tốt căn bản của con người. Đó là lòng thương yêu, tính thành thực, sự giữ giới và sáng suốt được hướng dẫn bởi các ý nghĩ tốt của con người. Tất cả giáo lý và truyền thống của các tôn giáo đều dạy chúng ta trở thành những người có đạo đức với tâm hồn rộng mở. Những tôn giáo này đều kiện toàn các đức tính tốt của con người mà quý vị đã sẵn có ngay từ lúc mới ra chào đời. Con người không chỉ có khả năng xây dựng cuộc sống hạnh phúc cho chính mình, mà còn có thể giúp đỡ cho nhiều kẻ khác. Bản chất của chúng ta là có khả năng sáng tạo và nhận thấy được điều ấy là rất quan trọng. Tôi tin rằng trí hiểu biết và lòng từ bi căn bản của con người là thích sống hòa hợp với nhau. Sự tức giận và hận thù là những kẻ thù đích thực của chúng ta. Điều cần thiết là các bạn nên biết để khống chế kẻ thù nằm trong tâm của quý vị. Chúng là tính nóng giận và sân hận. Còn những kẻ thù khác là tạm thời mà thỉnh thoảng chúng mới hiện ra trong cuộc sống của chúng ta. Trừ khi các bạn tu luyện cái tâm của mình để diệt trừ các tính xấu tiêu cực đó. Còn không,
chúng sẽ tiếp tục phá rầy và gây trở ngại cho nỗ lực phát triển cái tâm an lạc của quý vị. Nguồn gốc khiến người ta thù ghét là do bởi các bạn ham muốn hạnh phúc và quyền lợi của chính mình, nhưng lại không quan tâm đến lợi ích của những kẻ khác. Chính do tâm ích kỷ này đã tạo ra sự đau khổ và buồn phiền cho chúng ta. Để thấy rõ sự diễn tiến của các ý tưởng ác hại này, quý vị cần nhận biết về bản chất của tâm thức. Nếu phân tích tâm con người, chúng ta thấy rằng có nhiều trạng thái của tâm. Một vài loại thiện và hữu ích, quý vị nên phát triển khả năng tích cực của chúng. Trái lại, cũng có các loại tâm bất thiện mang lại khổ đau và phiền não cho con người, thì các bạn cần nhận diện và tìm cách loại bỏ chúng. Bao lâu những kẻ thù này còn nằm trong tâm, thì đó là điều rất nguy hiểm đối với quý vị. Trong kinh Đức Phật dạy, có rất nhiều tư tưởng bất thiện và cũng có rất nhiều phương pháp để đối trị. Thật là điều ảo tưởng khi chúng ta hy vọng sẽ tìm thấy một chiếc chìa khóa thần bí để cùng lúc giúp quý vị loại trừ hết những ý tưởng xấu ác này. Muốn đạt kết quả tốt, các bạn nên có sự quyết tâm và kiên nhẫn. Cho nên, điều quan trọng là chúng ta cần biết hướng dẫn một cuộc sống thường xuyên trong sự sáng suốt và tỉnh thức. Tình thương được xây dựng trên lòng vị tha. Nhằm theo đuổi các đối tượng của lòng ham muốn và dục vọng, con người thường sử dụng đến hành động tranh chấp và xâm lược như là các phương tiện hữu hiệu để đạt kết quả. Điều đó đã xảy ra trong xã hội con người từ các thế kỷ xa xưa, nhưng sự thực hành đã được triệt để áp dụng trong thời đại tân tiến ngày nay. Bằng cách nào để tiêu diệt ba độc hại nguy hiểm này? Lòng tham, sự lừa dối và xâm lược, vì chúng là nguồn gốc tạo nên mọi cuộc khủng hoảng và chiến tranh trên toàn thế giới. Tôi nghĩ rằng tình thương và lòng từ bi là ngôi nhà đạo đức cho nền hòa bình nhân loại. Tình thương chân chính không xây dựng trên sự tham đắm mà là lòng vị tha. Lòng từ bi của bạn là sự cứu giúp đầy nhân ái trước nỗi khổ đau của con người. Lòng từ bi tự nguyện, không phân biệt và giới hạn đối với mọi chúng sinh, không phải là tình thương thông thường mà quý vị có đối với bạn bè hay gia đình. Bởi lẽ, trong tình thương hạn cuộc đó, bao gồm sự vô minh, lòng ham muốn và dục vọng. Nhưng loại tình thương bao la trên là tình thương mà bạn có thể có ngay cả đối với kẻ thù của mình. Lẽ phải của lòng từ bi là vì lý do mọi người đều muốn có hạnh phúc và không thích khổ đau. Con người dù có đức tin tôn giáo hay không, họ vẫn đề cao tình thương và lòng từ bi. Vào lúc mới sinh ra cho đến cuối đời, chúng ta sống nhờ sự giúp đỡ của mọi người, thì tại sao vào giữa cuộc đời quý vị lại không đối xử tốt với những kẻ khác? Phát triển lòng vị tha với tư cách là một thành viên trong đại gia đình của nhân loại là góp phần kiến tạo nền hòa bình chung cho thế giới. Nếu chúng ta nhận thức rằng sự quan tâm đến đông đảo người khác là quan trọng hơn thiểu số, thì quý vị có thể dễ dàng chia sẻ và bố thí tài sản của mình cho mọi người xung quanh. Lúc ấy, bạn không còn nghĩ đến hạnh phúc cá nhân và tâm quý vị cảm thấy vô cùng an lạc. Sự thật sẽ chiến thắng. Tôi tin rằng có nhiều cuộc cách mạng ôn hòa đã xảy ra một vài nơi trên thế giới. Chúng đã dạy chúng ta nhiều bài học lịch sử quý giá. Một trong những bài học đó là giá trị của sự thật. Quần chúng không thích cá nhân lãnh tụ hay một đảng phái chính trị nào dùng lời khoác lác, nói láo hay lừa gạt họ, vì các hành động bất chánh ấy phản lại tinh thần dân chủ đúng đắn của con người. Cho nên, ngay các nhà chính trị đã dùng thủ đoạn lừa gạt và bạo lực. Mặc dù có thể thành công trong nhất thời, nhưng về lâu dài, họ sẽ thất bại, bị quần chúng lật đổ. Trái lại,
mọi người đều hâm mộ và tôn trọng sự thật, xem nó như là máu huyết của chúng ta. Sự thật là người bảo đảm tốt nhất và là nền tảng thực sự cho nền tự do và dân chủ. Dù cho bạn yếu hay mạnh, hoặc chủ trương đường lối của quý vị có nhiều hay ít người ủng hộ, sự thật vẫn sẽ thắng. Trong sinh hoạt chính trị của chúng ta, điều rõ ràng là nhiều lúc sự thật đã không được tôn trọng. Các nước nhỏ yếu kém đã không tránh khỏi bị những quốc gia lớn mạnh chi phối và áp chế. Chẳng khác gì hạng dân chúng đói nghèo trong xã hội đã chịu khổ sở với bàn tay bóc lột, đàn áp của những kẻ có nhiều tiền và thế lực. Mặc dù đôi lúc sự thật là điều không dễ có, nhưng nó vẫn được mọi người công nhận như là một sức mạnh vạn năng và đã giúp nhân loại làm nên lịch sử. Trong quá khứ, hạng người nô lệ đã dùng bạo động để tranh đấu giành lại tự do. Ngày nay, theo gương Thánh Gandhi, Ấn Độ, và mục sư Martin Luther King, Hoa Kỳ, cha đẻ các cuộc cách mạng ôn hòa, đã đóng góp cho những thế hệ tương lai tấm gương sáng ngời của sự thành công tuyệt diệu nhờ vào chủ trương bất bạo động. Có nhiều biến cố chính trị xảy ra gần đây trên thế giới chứng tỏ cho thấy sự mong muốn cả hòa bình và tự do đã đặt nền tảng trên bản chất của con người là không thích bạo động, với sự hoàn toàn phản đạo đức tai hại của nó. Ăn chay là tốt nhất. Chúng tôi muốn nêu lên một vấn đề rất quan trọng về các thú vật bị hành hạ và giết thịt tại các trại chăn nuôi. Chúng ta cần thấu hiểu nỗi đau đớn và khổ sở mà chúng đang phải chịu đựng. Một số quý vị không muốn nhìn thấy cảnh những con vật bị sát hại đáng thương ấy. Vậy chúng ta phải làm sao? Hàng nghìn triệu và tỷ loài vật đã bị giết chết mỗi ngày để dùng làm thức ăn cho con người. Đó là một thảm cảnh rất buồn. Loài người chúng ta có thể sống mà không cần thịt, nhất là trong thế giới tân tiến ngày nay. Chúng ta có rất nhiều loại rau cải và các thức ăn ngũ cốc khác. Cho nên các bạn có khả năng và trách nhiệm để cứu thoát hàng tỷ mạng sống. Tôi thấy nhiều cá nhân hay nhóm người thành lập các tổ chức bảo vệ loài vật và chủ trương ăn chay. Đây là hành động quá tuyệt vời. Một vài sự giết chóc như là điều xa xỉ. Chẳng hạn đi săn và câu cá là những thứ tiêu khiển hay thể thao, thật là vô nghĩa, chẳng có ích lợi gì. Nhưng điều đáng buồn nhất là ở các trại chăn nuôi, những con vật bị giết thịt một cách vô cùng đau đớn. Nhiều mạng sống đã phải hy sinh cho một dĩa thịt. Thức ăn này đối với tôi chẳng ngon lành gì. Tôi nhận thấy thật đáng ghê tởm, và tôi nghĩ tốt hơn là chúng ta nên tránh các hành động tội lỗi ấy. Nếu bây giờ bạn đang ăn thịt, sau này quý vị có thể nên bỏ ăn thịt. Tôi nghĩ bản chất con người chúng ta là ăn chay và nên cố gắng đừng làm hại đến các chúng sinh khác. Nếu hiểu biết, các bạn có thể hỗ trợ cho các chương trình dinh dưỡng, bảo vệ sức khỏe và dùng thức ăn chay. Thật là điều rất tai hại nếu chúng ta không biết đến sự khổ đau của các chúng sinh khác. Ngay cả trong thời kỳ chiến tranh, điều tốt nhất là quý vị nên nhận thức rõ về sự khổ của các nạn nhân trong cuộc chiến, và chính mình cũng cảm thấy đau buồn vì đã dự phần gây ra điều khổ đau ấy cho họ. Ngày nay, nhờ khoa học tiến bộ, kỹ thuật sát sinh lại càng tàn nhẫn hơn. Ở Tây Tạng, nhà hàng thịt trước khi giết thú vật, họ cho chúng dùng thuốc an thần và cũng đọc kinh cầu nguyện cho những con vật bất hạnh đó. Mặc dù người ta phải giết thú vật để ăn thịt, nhưng tôi nghĩ hành động theo phương cách của người dân Tây Tạng trên đây vẫn tốt hơn. Phái nam không nên ngược đãi nữ giới. Tôi nghĩ chúng ta cần suy xét lại thái độ của mình đối với nữ giới, sự khác nhau căn bản giữa hai phái, và trong kinh Đức Phật đã dạy thế nào về vấn đề này. Tôi tin tưởng có luân hồi, nhưng tôi không thể nhớ kiếp trước của tôi.
thật vậy. Tôi không thể nhớ hết các việc tôi đã làm trong thời gian qua. Điều chắc chắn trong nhiều kiếp trước, có thể tôi là một người nữ. Và những kiếp tương lai cũng vậy. Tôi không chắc là tôi sẽ tái sinh với thân nữ, thân nam hay một thân nào khác. Tôi không biết. Điều quan trọng các bạn nên nhớ trong Phật giáo, không có sự phân biệt hay kỳ thị giữa nam và nữ. Cả nam lẫn nữ đều giống nhau, có thể đạt đến quả vị giải thoát tối thượng cuối cùng. Trong khả năng chứng đắc Niết Bàn hay thành Phật, không có sự khác biệt giữa nam hay nữ. Nhưng trong một ngày bộ luật của Phật giáo ghi chép rằng, một vị tỳ kheo tăng sau khi thọ đại giới, cụ túc, được đặt ở vị trí cao hơn một tỳ kheo ni. Dù thế nào, phái nam có hành động ngược đãi hay khinh thường nữ giới là điều không nên. Nếu trong gia đình, người chồng không biết kính yêu vợ thì là một tai họa. Trái lại, người vợ mà bất kính đối với chồng thì lại càng thêm tệ hại. Ta La Bồ Tát của Tây Tạng là vị đã phát Bồ Đề Tâm tu hành nguyện Bồ Tát. Ngài đã phát nguyện: tôi muốn làm thân nữ phát tâm Bồ Đề. Trải qua nhiều kiếp tu hành, tôi nguyện được sinh ra làm thân nữ. Và trong kiếp cuối cùng của tôi, khi chứng quả thành Phật, tôi cũng nguyện sẽ hiện làm thân nguyện nữ. Tất cả chúng ta là con người. Có lần, tôi viếng thăm một gia đình người da đen nghèo khổ tại Nam Phi Châu. Ông là một giáo viên. Chúng tôi nói với ông rằng sự kỳ thị màu da là điều xấu xa. Nhưng giờ đây hoàn cảnh đã thay đổi. Những người da đen cũng có quyền bình đẳng như người da trắng. Cho nên hiện tại ông có nhiều cơ hội tốt để phát triển tinh thần bình đẳng chân chính. Vị giáo viên qua nét mặt buồn bã đã trả lời với tôi: ông tin rằng trí óc của dân Phi Châu da đen là rất ngu đần. Ông nói: chúng tôi không thể nào thông minh như người da trắng. Tình trạng này giống như ở Ấn Độ. Nghe vậy, tôi vô cùng sửng sốt và rất buồn. Nếu còn ý tưởng mặc cảm tự ti như thế, thì không cách gì cải đổi xã hội này được. Không có thể, và tôi đã cãi lại ông ta. Tôi bảo: với kinh nghiệm cá nhân, tôi biết dân tộc Tây Tạng chúng tôi chẳng khác gì dân Phi Châu của ông. Nếu người Tây Tạng gặp cơ hội, họ cũng có thể phát triển mạnh mẽ. Bằng chứng là những người Tây Tạng tị nạn ở Ấn Độ hơn 40 năm qua, ngày nay họ đã trở thành một cộng đồng thành công nhất tại đó. Tôi nói với ông rằng, tất cả chúng ta đều bình đẳng, chúng ta có khả năng như nhau, chúng ta đều là con người. Sự khác biệt màu da là không quan trọng. Quá khứ do sự kỳ thị, cho nên các ông không có cơ hội tiến thân. Chứ thực ra thì quý vị vẫn có khả năng như người da trắng. Cuối cùng, với nước mắt lưng tròng, ông nghẹn ngào trả lời: bây giờ tôi nhận biết rằng tất cả chúng ta đều bình đẳng. Chúng ta là những con người và đều có khả năng giống nhau. Trong nỗi buồn sâu xa, tôi cảm thấy một chút an ủi. Nếu cứ giữ mãi tâm trạng bi quan, nghĩ rằng chúng ta khó có cơ hội tiến bộ, thì quý vị sẽ không bao giờ cải cách gì được. Và đó là bước đầu dẫn đến thất bại. Chúng ta có quyền cạnh tranh một cách chân chính và hợp pháp, nhưng đừng gây tổn hại đến kẻ khác. Sự đau khổ của chúng ta không chỉ giới hạn trong một kiếp hiện tại. Phật giáo dạy rằng, con người có thể giác ngộ, chứng đắc quả giải thoát ngay trong đời này. Điều ấy có thể đúng cho một số hành giả, nhiều kiếp trước đã chuẩn bị tu tập để đạt kết quả ấy. Do đó, sự tinh tấn tu hành rất cần thiết, và các bạn nên đi theo con đường trung đạo, tránh tình trạng lúc giải đãi biến nhát, khi thì quá nôn nóng hang say. Ngoài ra, quý vị cần phải thường xuyên tu tập thiền định để sáng suốt hướng dẫn các hành động chân chính của chính chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, cũng như cố gắng thể hiện tâm từ bi đối với tất cả mọi người.
lòng từ bi ba la có sức mạnh thúc đẩy người mẹ hết lòng thương yêu và chăm sóc đứa con đau khổ của mình. Tình thương này ảnh hưởng toàn bộ đến tư tưởng và hành động của bà mẹ. Khi các bạn áp dụng tình thương ấy đến với những người xung quanh, như vậy quý vị đã thể hiện được tâm đại bi của mình. Khi con người được kích động bởi lòng đại bi và tâm họ được thúc đẩy bởi lòng vị tha, hành giả sẽ dồn hết mọi năng lực để cứu độ tất cả chúng sinh thoát khỏi cảnh khổ luân hồi sanh tử. Nỗi đau khổ của bạn không chỉ giới hạn trong một kiếp sống này. Hiện tại, đời sống của quý vị tương đối phần nào có hạnh phúc, nhưng chúng ta có thể gặp nhiều khổ đau trong những kiếp tương lai. Nếu các bạn không biết dùng cái thân đời này để tu tập và phát triển lòng từ bi, tâm đại bi ngăn chặn quý vị không có tánh ích kỷ, chúng ta cảm thấy vô cùng an lạc và không bao giờ rơi vào tình trạng chỉ biết mong cầu hạnh phúc hay sự giải thoát cho riêng mình. Bạn cần phải kiểm soát tâm của mình một cách cẩn thận và sáng suốt với sự tinh tấn cùng nhẫn nhục, rồi chúng ta sẽ nhận thấy lòng từ bi, nghĩ tưởng đến hạnh phúc kẻ khác của quý vị sẽ được tăng trưởng. Tâm con người loạn động giống như roi điên. Điều gì ngăn cản lòng từ bi? Chúng ta cần hiểu rõ các yếu tố nào đã gây trở ngại cho tâm từ bi phát triển, và bạn nên tìm cách để loại bỏ chúng. Có lẽ điều khiến cho lòng từ bi không phát khởi được là do tâm con người thiếu sự tu tập, và đó là nguồn gốc của mọi hành vi kém đạo đức. Muốn chuyển hóa các hành động và thói quen xấu ác, bạn có thể bắt đầu kiềm chế, kiểm soát tâm của mình, là nơi từ đó các ý tưởng xấu cũng như tốt phát sinh. Ngoài ra, quý vị cần dùng các đức tính tốt có lợi để thay thế những tính xấu tiêu cực bất lợi cho sự phát triển của lòng từ bi. Tâm không kiềm chế và loạn động chẳng khác gì roi điên. Nó có thể tàn phá, không những chỉ hủy diệt mọi vật mà còn gây khổ đau lâu dài cho chính mình và nhiều kẻ khác. Tâm không phải tự nhiên là xấu ác, nhưng do ảnh hưởng của tình cảm bất thiện khiến cho tâm trở thành không tốt. Nếu hận thù là đặc tính không thay đổi của tâm thức, thì tâm lúc nào cũng phải luôn luôn giận ghét. Nhưng rõ ràng là không phải như vậy. Có sự khác biệt quan trọng giữa tâm thức và tư tưởng cũng như tình cảm của con người. Trách nhiệm phổ quát toàn cầu cũng tùy thuộc phạm vi hoạt động chính trị. Qua sự phát triển hành động của trách nhiệm đối với những kẻ khác, các bạn có thể kiến tạo một thế giới nhân đạo và từ bi hơn mà chúng ta hằng mơ ước. Xét đến bản chất hỗ tương tùy thuộc lẫn nhau của vạn vật, cho thấy thói quen phân biệt giữa bản ngã chúng ta và người khác là một trở ngại cho sự phát triển lòng từ bi. Lòng từ bi thay thế cho tư tưởng đạo đức, tùy thuộc vào các hành động lành của chúng ta, cá nhân cũng như xã hội. Tôi tin lòng từ bi và trách nhiệm phổ quát toàn cầu cũng tùy thuộc phạm vi chính trị. Hiểu được điều ấy, quý vị không cần từ bỏ nếp sống hiện nay để thích nghi theo lối suy nghĩ hay một phép tắc mới nào. Nhưng một cá nhân trong đời sống hàng ngày của mình sẽ trở nên một con người có đạo đức, từ bi và hạnh phúc hơn. Như vậy, quý vị bắt đầu thực hiện một cuộc cách mạng tâm linh. Công việc gì các bạn đang làm không quan trọng. Điều cần là chúng ta biết nghĩ rằng việc tôi làm đây giúp ích cho những người khác và nó sẽ mang lại phúc lợi cho cộng đồng rộng lớn hơn. Nếu thiếu lòng từ bi căn bản của con người thì tôn giáo, chính trị hay kinh tế